Chương 82 Dù sao mấy năm nay anh cũng chả tiêu gì đến tiền, toàn để mục nát trong ngân hàng. Giọng nói thản nhiên, trầm thấp, mang theo chút khiêu khích, vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt một hàng hạ như nhìn thấy Lâm Mạc Thần 26 tuổi kia, nhưng vẫn là khác biệt. Người trước mắt này, dáng vẻ khuôn mặt nghiêng nặng nề thâm thúy hơn, khí chất nội liễm hơn, giờ tay nhất chân đều mang theo dấu vết năm tháng. Đôi tay vẫn giống như trước kia, sống an nhàn sung sướng, trắng bóc thon dài. Dường như vô cùng tùy ý nắm tay cô, rõ ràng anh đã đưa thẻ cho Thu Ngân, nhưng vẫn không buông tay cô ra. Vẻ mặt Thu Ngân cũng khó có thể hình dung, cố gắng bình tĩnh, nhưng không nhịn được cười. Thu Ngân bắt đầu quét hàng hóa, tay Lâm Mạc Thần bỗng nhiên di chuyển xuống dưới một chút, như muốn nắm cả bàn tay với cô. Trong nháy mắt một hàng hạ rút tay về. Tay anh rơi vào khoảng không, trên mặt không có biểu tình gì. Một hàng hạ cười nói, cảm ơn lần sau có cơ hội em mời anh Ừ, anh đút tay lại vào túi thanh toán xong anh lại đẩy xe hai người đi đến cửa siêu thị siêu thị này có bãi đổ xe trên mặt đất lâm mạc thần nói anh lái xe lại đây chờ anh một chút một hàng hạ nói không cần lối ra của siêu thị chỉ có một ngọn đèn trên cao lúc này cũng không có người anh đứng dưới đèn nhìn cô trong ánh mắt hiện lên ý cười đặt xe mua hàng ở cửa đi về bãi đổ xe. Đồ ăn mua vẫn còn đặt trong xe hàng của cô. Một hàng hạ đành phải đứng tại chỗ chờ. Bóng dáng Lâm Mạc Thần vừa đi xa, cô bỗng nhiên nghe được hai tiếng bíp bíp, ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe đổ ở phía đối diện hạ cửa kính xe xuống. Khuôn mặt lục chương hiện ra, vẻ mặt thản nhiên, nhìn cô nháy mắt, nở nụ cười, sư phụ, sao khéo vậy, hôm nay anh ta không đi chiếc xe thể thao chói mắt kia, mà đi một chiếc BMW 6, nên Mộc Hàng Hạ không chú ý. Mộc Hàng Hạ cũng cười, đẩy xe qua, sao cậu lại ở đây? Lục Chương chỉ vào một bọc lớn, đi mua bia. Sao lại mặt thối đứng đây, ai chọc giận cô thế? Mộc Hàng Hạ liếc anh ta, cười không đáp. Lục Chương cũng không truy đến cùng, cười với cô, còn chờ cái gì nữa? Lên xe. Tôi tiện đường đưa cô. Mộc Hàng Hạ ngẩng đầu nhìn về mấy chiếc xe đứng phía sau, hình như có chiếc xe đang đi tới. Cô hơi chần chờ, gật đầu, từ sách mấy túi đồ của mình ra, đồ của Lâm Mạc Thần để nguyên trong xe hàng, sau đó để xe bên ven đường rồi lên xe. Lục Chương thấy cô đồng ý lên xe, nụ cười càng sâu, huyết sáo, đạp chân ga phóng đi. Một hàng hạ lấy di động ra. Alo. Alo. Tôi gặp được người bạn, nên ngồi xe cậu ấy đi trước. Cô nói, đồ của anh tôi vẫn để trong xe hàng ở ngay ven đường. Anh lái xe đến là thấy ngay. Lâm Mạc Thần im lặng một lát đáp, ừ. Một hàng hạ, tạm biệt, cúp điện thoại, tâm tình thả lỏng. Lục chương nghiêng đầu liếc cô. Cách 10 mét, Lâm Mạc Thần lái xe đến cửa siêu thị, nhìn thấy một chiếc BMW đúc trời đi. Lúc này, cửa kính xe BMW đúc đột nhiên hạ xuống, có người vương tay làm động tác hạ ngược ngón cái. Lâm Mạc Thần im lặng nhìn, một lát sau, từ từ nở nụ cười. Một hàng hạ nhìn thấy lục chương mở cửa kính xe hỏi, cậu làm gì vậy? lục chương tỉnh bơ đáp, Phủi khói bụi. một hàng hạ nhìn ngón tay trống không của anh ta, khói ở chỗ nào? lục chương nghiêm túc nói, khói trong đầu tôi. một hàng hạ. xe nhanh chóng chạy tới dưới lầu nhà cô. một hàng hạ cười nói, cảm ơn, học trò ngoan. cô mang theo đồ xuống xe, không nghĩ tới lục chương cũng xuống xe, hai tay đút trong túi quần đứng trước mặt cô, liếc nhìn túi đồ to của cô nói, sặc, cô mua nhiều đồ như vậy chắc chắn là làm đồ ngon, thế mà không mời tôi cùng lên ăn. Mắt thấy anh ta thực sự theo vào cửa, Mộc Hàng Hạ nói, lần sau nhé. Thực ra cô cũng không để ý việc mời bạn bè về nhà, nhưng hiện tại là buổi tối, vẫn là cô năm quả nữ, cô cảm thấy không được thích hợp. Trong nhà rất bừa bãi, lần sau quét dọn sạch sẽ, tôi sẽ mời cậu và Phùng Nam đến ăn cơm, cô nói. Lục chương xì si, một tiếng, cũng không kiên trì, mà khinh thường nói, cô đúng là lắm chuyện lần sau tôi sẽ thuê người đến quét dọn cho cô một hàng hạ cười quẹt thẻ mở cửa này anh ta đứng dưới bậc thang tựa vào xe gọi cô cô đi như vậy thì tối nay tôi ăn gì đây một hàng hạ lại bật cười ở bên cạnh lục chương cô luôn cười rất nhiều người cũng trở nên thoải mái có lẽ đây là tính cách vốn có của chàng trai này cô lấy trong túi ra ba nắm cơm cá ném cho anh ta lục chương chuẩn xác bắt được vừa nhìn đã rất vui vẻ siết cô cho heo ăn à anh ta đột nhiên muốn thử ăn món ăn mới mẻ này chợt có ý nghĩ muốn bay đến osaka cô ném ba nắm cơm cá trong siêu thị cho anh ta ăn ư một hàng hạ cũng lười quay đầu vẫy tay với anh ta đi vào lục chương vứt cơm nắm vào xe lái xe đi đi được một đoạn anh ta cảm thấy mình hơi buồn cười rõ ràng đã hẹn mấy người bạn đến nhà chơi trò chơi anh ta xung phong nhận đi mua bia được nửa đường lại chạy tới đón một hàng hạ anh ta đúng là làm việc nghĩa. Nhắc đến đúng là hơi đói, anh ta liếc mắt nhìn mấy nắm cơm vứt bên ghế lái phụ, mở ra, cắn một miếng. Xìt, anh ta nhổ ra, ném vào thùng rác. Quả nhiên khó ăn chính là khó ăn, cho dù là sư phụ xinh đẹp mua đi chăng nữa cũng không thể ngon được. Khi Lâm Mạc thần lái xe đến tiểu khu mộc hàng hạ ở, Lục Chương cũng lái xe đi sát qua. Anh nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi về phía trước, tới dưới lầu nhà cô nhìn đèn nhà cô đã bật. Anh tắt máy, không lập tức xuống xe, bỗng nhiên hơi tự dễu bật cười. Anh quyết định đầu tư số tiền hàng trăm triệu, không hề cau mày một chút nào, nhưng lúc này lại ở dưới lầu nhà một người phụ nữ, chần chờ không dám đi lên. Tiến gần, quá nhanh lại sợ cô trốn mất. Ánh mắt trong sáng của cô, hiện tại đã lắng động rất nhiều thứ, không giống như lúc trước, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ngày đó cô rời đi, mỗi tiếng nói động tác vô cùng lạnh lùng tuyệt tình, giống như dao đâm vào lòng anh. Nhưng nếu quá chậm, cách cô quá xe, thì phần tình cảm như sóng biển dân trào này lại áp lực trong lòng anh. Anh sợ thật sự một ngày nào đó mình không khống chế được. Suy nghĩ một lát, anh lấy di động gọi cho cô. Điện thoại vang 10 tiếng, cô mới nhận. Lâm Mạc Thần, về đến nhà rồi. Mộc Hàng Hạ, về rồi. Có việc gì sao? Ăn cơm chưa, anh hỏi. Một hàng hạ, vẫn chưa, đang nấu. Hai người im lặng một lát. Lâm Mạc Thần từ từ nói, anh, anh ở dưới lầu nhà em, còn chưa ăn cơm. Nói xong, anh tựa vào xe, im lặng nở nụ cười. Một hàng hạ im lặng. Không xa dưới lầu. Cô nói, có một quán cơm gia đình cũng không tệ lắm, có lẽ là hợp khẩu vị của anh. Trong điện thoại trở nên im ắng. Thấy anh nãy giờ không nói gì, một hàng hạ nói không còn chuyện gì em cúp đây hàng hạ anh nói đừng quá thân cận với thằng nhóc nhà họ lục một hàng hạ hơi sửng sốt cô tới gần bên cửa sổ cách rèm cửa nhìn thấy xe anh đổ dưới lầu tối đen yên tĩnh chuyện này có liên quan gì đến anh chứ cô nói không có ư anh hỏi lại một hàng hạ quả quyết đáp không có lâm mạc thần anh quan tâm nhiều quá rồi đấy tôi và lục chương là quan hệ cấp trên cấp dưới cũng là bạn bè nhưng còn với anh cô từ từ nói không có quan hệ gì hết lâm mạc thần im lặng tuy Mộc hàng hà nói quyết đoán rõ ràng nhưng cô cũng cảm nhận được rõ sự im lặng tới gần của anh mấy ngày nay bởi vì những lời này của anh cảm giác nơi nào đó khe khẽ cuốn quanh lấy cô nhưng cô theo bản năng muốn chống lại thật sao giọng nói của anh vô cùng trầm tĩnh một hàng hà hiểu rõ vào lúc này tâm trạng anh càng dao động anh sẽ càng biểu hiện hời hợt trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới cuộc nói chuyện với tôn chí hai ngày trước sau khi cô rời đi anh không nói gì xuống tay tàn nhẫn đã kích trình vi vi cô bỗng nhiên mềm lòng định nói hai câu làm dịu đi không khí lại nghe thấy anh lên tiếng hàng hạ em phải biết rằng anh muốn làm cho luật chương kinh doanh thất bại thảm hại không phải là chuyện khó trong nháy mắt vẻ mặt một hàng hạ trở nên lạnh lùng lâm mạc thần anh đang đe dọa tôi à? Không biết phân biệt công tư như vậy. Không phân biệt được công tư ư, anh từ từ lặp lại lời cô, chợt nở nụ cười, Mộc Hàng Hạ, em nói tư của anh là cái gì? Là cái gì? Mộc Hàng Hạ khẽ cắn môi dưới. Tôi không biết, cô nói. Nghĩ đến tính cách của anh, nhất định sẽ càng lạnh lùng cười, hoặc nói ra câu tàn nhẫn hơn, giống như trước kia, ai ngờ anh lại im lặng. Gió đêm khe khẽ thổi, trong xe anh tối tăm trên bầu trời chỉ có mấy ngôi sao trên mặt đất đèn đường kéo dài đến phía xa giọng nói của anh còn bình thản yên tĩnh hơn so với bóng đêm nếu em không biết thì trên đời này còn có ai biết được lục chương và phùng năm ngồi đối diện bàn làm việc với nhau đầu cách rất gần rèm cửa sổ được kéo xuống cửa cũng đã khóa vẻ mặt lục chương hơi đăm chiêu cậu khẳng định cô ấy từng qua lại với lâm mạc thần phùng năm gật đầu chắc chắn không phải cậu bảo tớ điều tra một hàng hà sao? Trong sơ yếu lý lịch của cô ấy viết rõ 6 năm trước từng làm việc ở phong thần. Mà Lâm Mạc Thần cũng phát tài từ thành phố Lâm. Tớ đã hỏi qua mấy người cấp cao từng được phân công đến thành phố Lâm rồi, nên mới lập tức hỏi ra đấy. Nghe nói lúc đó Lâm Mạc Thần thực sự có bạn gái, là nhân viên công ty. Hai người đã sắp bàn đến chuyện cưới xin, ai ngờ cô gái kia đá anh ta, đi nước ngoài. Lúc ấy còn lan truyền tin nghe nói tinh thần của Lâm Mạc Thần còn sa sút một thời gian Sau khi nói xong, anh ta chật chật hai tiếng Thật sự không nghĩ tới, chủ tịch Lâm tiếng tâm lừng lẫy Hóa ra lại là loại si tình, khó trách nhiều năm như vậy anh ta vẫn còn độc thân Lục chương lường anh ta một cái, hắn si tình cái rắm ấy Nhìn bộ dáng hắn mi công mắt to, vừa nhìn đã biết là tra nam, hiểu không? Phùng Nam nở nụ cười, anh ta cũng không nghĩ nhiều, biết lục chương nói cũng không phải là ngụy biện nhưng anh ta liếc mắt nhìn mặt đại thiếu gia nghĩ thầm chính cậu ta cũng là mi công mắt to nhưng không dám nói ra những lời này phùng nam đi ra ngoài lục chương dựa vào ghế ngồi suy nghĩ một lát gọi điện thoại cho cha anh ta ai ngờ mới nghe thấy anh ta nói hai câu lục đống đã ngắt lời anh ta ta đã sớm biết chuyện này hàng hạ đã sớm thẳng thắn nói với ta chuyện của hai người họ đã sớm là quá khứ con còn dò la vớ vẩn gì ta biết con đang lo lắng điều gì dùng đầu suy nghĩ chút đi chỗ dựa lớn vững chắc như lâm mạc thần người ta là phụ nữ mà còn không cần ta dùng con bé thì còn gì phải nghi ngờ chứ à lục chương ta nói cho con biết ta dùng một hàng hạ ngoài muốn con bé giúp đỡ con trong công việc còn có sắp xếp chiến lược quan trọng khác cho tập đoàn con không được dò hỏi linh tinh quấy rối con bé con bé rất quan trọng tương lai con bé cũng sẽ giúp chúng ta chuyện rất quan trọng nghe lời con bé làm việc đi như vậy là tốt nhất cúp điện thoại lục chương xích một tiếng nhưng tâm trạng cũng chẳng trở nên tốt hơn lý do rất đơn giản tuy mấy ngày nay anh ta đã quen thuộc với một hàng hạ nhưng vẫn luôn có tâm lý phòng bị thêm vào đó thân phận địa vị và diện mạo của anh ta phụ nữ ông các loại mục đích tiếp cận với anh ta không hề ít hơn một nửa là muốn bò lên giường đại thiếu gia anh ta có thể đúng như lão già nói, ngay cả Lâm Mạc Thần còn bị đá thì Mộc Hàng Hạ có thể dùng mục đích gì tiếp cận anh ta chứ? Đương nhiên anh ta trẻ hơn, đẹp trai hơn Lâm Mạc Thần, những chuyện khác thì chẳng cần phải nói. Nghĩ vậy, Lục Chương càng thấy sư phụ này thuận mắt hơn, huyết sáo, lắc lư vào phòng cô. Buổi sáng 9, 10 giờ, ánh mặt trời đã sưởi ấm cả căn phòng của Mộc Hàng Hạ, cô ngồi sau bàn làm việc, vẫn là trang phục thanh lịch đúng mực như cũ, nhưng dưới mắt đã có cuồng thâm, rõ ràng là tối qua ngủ không ngon. Hơn nữa bình thường khi lục chương bước vào, ít nhiều gì cô cũng sẽ tươi cười, nhưng hôm nay chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục làm việc. Lục chương nghĩ nhất định là bởi vì tối hôm qua bị tra nam kia làm phiền, quấy rầy đến tâm trạng của cô. Vì thế anh ta chậm chạp nói, sư phụ tôi nói với cô này, cô có biết phụ nữ các cô có gì uy hiếp trên thương trường không? Cái gì? Sử trí theo cảm tính, hơn nửa ngựa tốt không thể nhai lại cỏ Anh ta như cười như không liếc cô Huống hồ chúng ta còn là bạch long mã Ánh mắt một hàng hạ nghiền ngẫm nhìn anh ta Sau đó nở nụ cười nói Chuyện của sư phụ Không cần cậu phải quan tâm Lục chương Sao có thể không chứ Sư phụ à Dù cô đã là một đóa hoa ba mươi Vẫn sẽ có người xấu dáng mắt vào cho dù là một hàng hạ cũng không tránh được căn bệnh chung của phụ nữ, không muốn bị người nói tuổi của mình cô ngắt lời anh ta không phải ba mươi mới tròn hai mươi chín thôi lục chương nở nụ cười đúng là hai mươi chín không phải ba mươi bông hoa hai mươi chín tuổi cô lại còn là sư phụ của tôi là đóa hoa quý giá nhất của phương nghi cao phú soái cả thành bắc kinh này đang chờ cô lựa chọn ê tôi nhớ ra rồi tôi có một người bạn cũng trở về từ mỹ giống cô hai mươi bảy hai mươi tám tuổi gì đấy diện mạo thì kém tôi nhưng cũng là cao phú nếu cô có hứng thú chúng ta hẹn gặp mặt đi một hàng hạ khoanh tay ngồi không tiếp lời lục chương thấy thế cười càng vui vẻ hơn nếu không luận võ chọn rể ngay trong tập đoàn ta cũng được đúng rồi bên bộ phận bất động sản kia cũng có mấy kiến trúc sư cao cấp còn độc thân đều là mọt sách làm người thành thật cũng giỏi kiếm tiền rất đơn giản tới tay sư phụ không phải để mặc cho cô gây khó dễ sao thật sự không được anh ta lộ ra vẻ mặt nhìn đau bỏ thứ mình yêu thích, phùng nam của chúng ta cũng được nha. Tuy hơi non nớt so với cô, nhưng thông minh giỏi giang, lại còn là người của tôi. Tương lai chăm sóc dạy bảo, cũng là một con ngựa hoang nhỏ hoặc bác nghe lời trong tay cô nha. Một hàng hạ thực sự không nghe nổi nữa, ném khăn tay trên bàn về phía anh ta, đi ra ngoài. Nhưng anh ta cố tình lấy tay bắt lại, còn bắt rất chuẩn, sau đó ném lên không trung hai vòng, rồi ném sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài cửa vừa đi còn vừa cười nói sư phụ bị tôi nói động xuân tâm à như vậy thật không tốt anh ta đi trong phòng cuối cùng mới yên tĩnh một hàng hạ cúi đầu nhìn tài liệu một lát bỗng nhiên bật cười sự xuất hiện của lâm mạc thần tối qua còn cả những lời kia của anh ảnh hưởng đến cảm xúc cả đêm qua của cô sau khi anh bình tĩnh nói ra tâm ý của mình lập tức cúp điện thoại khiến một hàng hạ ngơ ngác cầm di động một lúc lâu nhưng đó cũng không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ, cô dường như là phản xạ có điều kiện, lần lượt bức lui anh, còn anh ngoài câu nói độc ác kia thì nhiều lúc càng im lặng. Sự âm ý của Lục Chương làm sương mù trong lòng cô cũng tan ra. Cô vốn là người có tính cách cởi mở, mấy năm nay sự sự càng quả quyết thoải mái, nhưng đối với chuyện liên quan đến Lâm Mạc Thần lại vẫn cư xử như người mới 20 tuổi đầu để cảm xúc chi phối chính mình. Cô lập tức quyết định ném anh sang một bên tạm thời không nghĩ đến, không quan tâm nữa. Nghĩ một lát lại nghĩ tới lục chương, thực ra khi mới đến cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đại thiếu gia này cực kỳ khó chơi, nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, mới phát hiện thực ra lục chương là người đơn giản ấm áp, giống như cha của cậu ta vậy. Một hàng hạ quyết tâm giúp đỡ, dẫn dắt cậu ta. Có lẽ cậu ta không có nhiều kinh nghiệm, nhưng thông minh, hăng hái, mặc dù có lúc thích đùa dẫn không vặt, nhưng từ trong cặp mắt của cậu ta có thể thấy được bản tính trong sáng thẳng thắn một người như vậy một hàng hạ hy vọng cậu ta không bị hãm hại sống thuận lợi trong thương trường mười ngày tiếp theo duyệt gia tiến vào chuẩn bị khẩn trương tất cả tinh lực của một hàng hạ đều đặt vào đó sau tối hôm đó lâm mạc thần cũng không tiếp tục xuất hiện dưới sự tận tâm chỉ bảo của một hàng hạ lục chương chạy đến trung tâm thương mại mới quan sát chuẩn bị và xây dựng dù hăng hái nhưng anh ta vẫn ngoan cố một tuần chỉ đến nhiều nhất là 3-4 ngày dường như không đến muộn về sớm bỏ bê công việc thì anh ta không cảm thấy thoải mái hiện tại một hàng hạ đã quen thuộc với anh ta nên mắng dạy bảo anh ta cũng đã thuận miệng tất nhiên là anh ta không để bụng nhưng người bên dưới thực ra cũng đã cảm thấy vui mừng rồi đã bao lâu rồi mới nhìn thấy đại thiếu gia phục tùng chịu khó như vậy mỗi tuần chỉ bỏ bê công việc có một hai ngày thực ra lục chương cũng chả có lý do gì nhưng anh ta lười biến quen không bị ràng buộc. Một mình anh ta ở một căn hộ lớn trong trung tâm thành phố, trước kia đều suốt ngày hẹn bạn bè ăn chơi hưởng thụ, bắt anh ta phải hoàn toàn thay đổi tích cực tiến về phía trước, anh ta thực sự không thoải mái. Hơn nữa mỗi lần một hàng hạ gọi, anh ta cũng cảm thấy mất mặt với bạn bè. Còn đối với một hàng hạ, bận rộn trở thành cách thức điều chỉnh tâm trạng tốt nhất trong cuộc sống, giống như mấy năm nay, sáng sớm cô đã đi làm tối muộn đèn các nhà đã tắt cô mới trở về nhà trọ. Nhờ vậy tâm trạng của cô mới trở nên bình tĩnh, từ khi về nước đến nay, Lâm Mạc Thần khiến cô không ngừng chấn động, khiến cho cô không yên một chút nào. Tình yêu không nhất định phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của người phụ nữ. Không phải sao? Cô còn chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành. Mỗi đêm chỉ có ngọn đèn bật thâu đêm ở bên phong thần đối diện làm bạn với cô. Hiện tại cô đã hiểu, rất nhiều duyên phận nhỏ bé rất nhiều thứ có thể mang lại sự an ủi cho bạn không nhất định phải thực sự đi vào trong sinh mệnh của bạn ví dụ như người tình cờ giúp đỡ bạn ví dụ như ánh mặt trời xuất hiện trong ngày lạnh giá ví dụ như ngọn đèn cô nhìn thấy hàng đêm khiến cô cảm thấy ấm áp khiến tâm trạng cô trở nên bình tĩnh làm bạn với cô trở thành một thói quen của cô nhưng bản thân nó không biết người khác cũng không biết được Mấy ngày nay Tôn Chí cảm thấy rất ấy nấy bởi vì toàn lấy chuyện công ty đi tìm Lâm Mạc Thần, nhưng anh ta cũng không có cách nào cả. Từ thu đông 2014 đến xuân 2015, thị trường chứng khoán đột nhiên tăng mạnh, nghiệp vụ đầu tư của công ty cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng quá mức thuận lợi lại khiến người ta cảm thấy lo sợ gặp phải sự kiện sụp đổ thị trường chứng khoán như năm 2008. Sách lược đầu tư của Phong Thần tương đối thận trọng. Mấy tháng nay các công ty khác còn không có động tĩnh gì nhưng bên trong phong thần đã không ngừng tổ chức họp nghiên cứu và thảo luận đối với các số liệu hạng mục kinh tế lớn tiến hành phân tích hết lần này đến lần khác muốn nắm được xu thế tương lai của thị trường chứng khoán và kinh tế trong tay nhưng trên thị trường đầu tư chính là như vậy phân tích chuyên nghiệp tất nhiên là quan trọng nhưng sự chuyển biến phương hướng chính thức thường dựa vào trực giác của lãnh đạo quyết đoán và gõ nhịp đôi khi một quyết sách quan trọng chính là chênh lệch về sống hoặc chết của cả công ty cho dù phong thần thực lực hùng hậu như vậy nhưng cũng gặp phải áp lực như vậy hơn nữa nhóm lãnh đạo của phong thần cần lâm mạc thần giúp đỡ quyết sách không riêng gì nghiệp vụ đầu tư mấy năm nay phong thần có thể hoạt động tốt là dựa vào sự điều chỉnh phương hướng chiến lược chính xác linh hoạt điều này không thể tách rời với con mắt tinh đời chiến lược quyết sách và chấp hành quyết đoán của lâm mạc thần tình hình kinh tế hai năm nay thay đổi quá nhanh đặc điểm nổi bật nhất là thương mại điện tử trở thành trụ cột quan trọng trong kinh tế bước tiếp theo phong thần nên đặt trọng điểm ở đâu cần phải điều chỉnh đổi mới thế nào đều dựa vào tầm nhìn của lâm mạc thần tôn chí nói thầm với chu tri tố chủ tịch lâm vốn tới nghỉ ngơi mỗi ngày chúng ta đều kéo anh ấy đi họp có vẻ không được tốt lắm chu tri tố thản nhiên nói không sao đâu tôi thấy chuyện của chủ tịch lâm gần đây hình như cũng không hề có tiến triển nếu không mỗi ngày anh ấy cũng không ở tổng bộ thời gian của anh ấy quý giá chúng ta đừng lãng phí tôn chí chuyện này không cần chu tri tố nói người mù cũng nhìn ra được hôm nay sau khi tan làm tôn chí lên lầu tìm lâm mạc thần lại nói thì cũng có chút bất đắc dĩ tôn chí tự nhận mình cũng không phải là người lương thiện tuy tập đoạn phương nghi không đủ để khiêu chiến phong thần nhưng tôn chí đều có một số cơ sở ngầm trong các nhà cung ứng cho phương nghi Mấy ngày nay, cơ sơ ngầm báo cáo hết mọi tình hình về sự chuẩn bị của Phương Nghi dành cho trung tâm mua sắm duyệt gia, tôn chí đều báo hết cho Lâm Mạc Thần. Nhưng trung tâm mua sắm của bọn họ cùng đoạn đường ấy cũng không tiến hành phòng ngự gì hết. Ngay cả xuất tiến tiêu thụ mua 1.000 giảm 100 như thường lệ cũng không làm. Cứ trần trụi như vậy chờ một hàng hạ làm thịt. Tôn Chí thậm chí hoài nghi Lâm Mạc Thần nghe anh ta báo cáo tình huống như vậy chỉ là muốn nắm được tình hình gần đây của một hàng hạ thôi, ví dụ như cô làm chuyện này như thế nào, mỗi ngày lượng công việc của cô có nhiều hay không. Trong căn phòng làm việc nhỏ, vẫn là phong cách yên lặng, đơn giản, sắc thái cứng trắng của Lâm Mạc Thần. Tôn Chí ngồi trên sofa uống trà với anh. Vẻ mặt Lâm Mạc Thần thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không có chút dao động. Hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết thất bại. Nhưng Tôn Chí hiểu rõ anh vốn giỏi kiềm chế. Mấy năm nay vui buồn cũng không hiện lên mặt, có lẽ chỉ có ở trước mặt một hàng hạ mới khác biệt chăng hai người là cấp trên cấp dưới cũng là bạn bè nhiều năm tôn chí cũng không kiên dè dạ, thân thiết hỏi hiện anh có tính toán gì với bên một hàng hạ không lâm mạc thần đáp không có tính toán gì cô ấy đã không muốn quay đầu lại nhưng tôi nhất định phải làm cho cô ấy quay đầu trong lòng tôn chí im lặng thở dài mấy năm nay cuộc sống của lâm mạc thần thực ra cũng không có quy luật anh luôn đi công tác Đầu tiên là cả nước, sau đó là rất nhiều quốc gia. Anh quen ngủ muộn, phần lớn thời gian là tăng ca, đôi khi không phải tăng ca nhưng cũng phải một hai giờ sáng mới đi ngủ. Tuy vậy anh dậy rất sớm, hơn 5 giờ đã tỉnh, lặng lẽ nằm trên giường một lát, rồi rời giường, xem tin tức, đọc sách, hoặc là làm việc luôn. Mọi người bên cạnh đều nói anh là kẻ cùng công việc, thực ra anh cũng không phải là người nhạt nhẽo, kiến thức của anh rộng rãi, sắc bén, khéo nói, giỏi về giao thiệp kinh doanh. Đối đãi với phụ nữ, anh cũng không hề câu nệ. Phần lớn thời điểm, nhất cử nhất động, giá trị con người, vẻ bề ngoài của anh thu hút rất nhiều phụ nữ, nhưng anh không tới gần. Người nhiệt tình dũng cảm, thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp bị anh nói lời lạnh nhạt bứt lui. Tuy tuổi đã lớn, tính cách càng thâm trầm giấu giếm, nhưng hiệu quả của lời nói ác độc vẫn không hề giảm đi. Có người cuốn lấy không ngớt Bị anh nói thẳng hòa à khóc không phải không có Mấy năm nay Anh biến mình thành một người hoàn toàn cô đơn Nhưng anh rất tỉnh táo biết rõ Đây là cuộc sống mình phải sống Thời thanh niên anh là một người ngang ngược Thích làm theo ý mình Đối với chuyện một hàng hạ Sau khi cô rời đi Anh đúng là sống như vậy Cô thay đổi anh Cũng thay đổi cả cuộc sống của anh Dường như anh không hề nhắc về cô với ai Nhưng trong danh sách những người thành lập phong thần Vẫn có tên cô không phải lúc nào anh cũng nhớ tới cô nhưng mỗi đêm dài anh đều sẽ nhớ tới cô mỗi phần ký ức có liên quan đến cô đều lần lượt hiện lên trong đầu càng ngày càng rõ ràng thỉnh thoảng anh thậm chí cảm thấy bọn họ cũng chưa xa cách quá lâu bởi vì mỗi khi nghĩ đến cô anh không hề cảm thấy xa lạ nhưng anh biết rõ thời gian của anh đã ngừng lại tại đó nơi đó có cô nhưng không có nữa rồi cô đi học làm việc tìm việc du lịch ở nước ngoài mỗi năm đều có sự vui vẻ khác nhau cuộc sống của cô ngày càng phong phú anh đều biết hết nếu nói trong lòng anh chỉ có tình yêu với cô thôi ư không phải cũng có cả oán hận nữa mỗi khi thường xuyên nhớ tới sự xuất hiện không hề báo trước luôn khiến anh cảm thấy khó khăn khi phong thần lên sàn chứng khoán anh nghĩ sẽ bắt được sự quyến luyến hoặc là dấu vết chú ý của cô dù sao cô cũng là người coi trọng tình cảm như vậy nhưng không hề có Cô hoàn toàn không xuất hiện ở những nơi có liên quan đến phong thần cả trong và ngoài nước, chịu đựng 3 năm. Sau khi dồn ép được tập đoàn Dung Duyệt và Trương Diệt Phóng ở khu Tây Nam, anh nhờ bớt tiết lộ tin tức này cho cô, nhưng sau khi cô nghe thấy cũng chỉ im lặng. Cô không hỏi bất cứ câu nào liên quan đến anh, cô không hề quay đầu lại nhìn anh. Khi doanh số trang phục của phong thần đứng đầu trong nước không có cô, khi anh giành được thắng lợi lớn trên thị trường đầu tư không có cô, khi anh uống rượu say mừng công không có cô, đột nhiên một ngày nó đó rời khỏi phong thần rời khỏi nước cũng không có cô thậm chí đôi khi anh còn hận cô hận cô quyết tuyệt như vậy hận cô thực sự không trở về hận cô làm anh không thể buông tay hiện tại cô đã trở về đối với suy nghĩ của cô anh đã mơ hồ đoán được nhưng cũng không muốn nghĩ sâu thêm cô không muốn quay đầu thì nhất định phải làm cô quay đầu cô không muốn đối mặt với quá khứ nhưng sao cô có thể chỉ để cho mình anh đắm chìm trong quá khứ chứ Tôn Chí tiếp tục nói, trung tâm mua sắm duyệt gia dự tính hai tuần sau khai trương, nhanh thật đấy. Lâm Mạc Thần đặt cánh tay lên tay vịn sofa, vẻ mặt bình tĩnh, đúng là quá nhanh. Tôn Chí ngẩn ra. Thành lập một trung tâm thương mại hình thức mới ắt phải thăm dò, cọ sát, điều chỉnh rất nhiều. Trong một tháng ngắn ngủi, cô ấy đã thành lập tốt như vậy chỉ có thể chứng minh một việc trước khi về nước cô ấy và lục đóng đã chuẩn bị xong chuyện này, nhiều việc trong đó đã chuẩn bị tốt, Lâm Mạc Thần nói. Tôn Chí hỏi, tại sao? Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lâm Mạc Thần lại nở nụ cười nói, cô ấy là do một tay tôi đào tạo, phong cách hành sự đều giống tôi. Nếu cô ấy đã lập kế hoạch đến bước này, thì phía sau đã phải sắp xếp tốt 3 bước, 5 bước, 10 bước. Dừng một chút anh nói, nhất định cô ấy đã có một kế hoạch tổng thể rồi, giấu rất kỹ mục đích thực sự của mình. Tôn Chí nghe vậy trong lòng cảm thán, hai người kia, đúng là nếu hai người họ không ở bên nhau, người ngoài như anh ta nhìn cũng cảm thấy đau xót. Lâm Mạc Thần cũng hơi lưu tâm, anh nhớ tới mấy ngày trước khi Mộc Hàng Hạ rút lui khỏi tình cảm, chuyện kinh doanh, tất nhiên cũng không hề bàn với anh. Trong lòng cô cũng phòng bị anh sao? Tôn Chí hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cô ấy làm việc chắc chắn có nguyên nhân của chính mình, cũng sẽ không làm tổn hại đến phong thần. Lâm Mạc Thần đáp, cứ để cho cô ấy mạnh tay làm đi tôn chí khó chịu trong chốc lát đột nhiên hỏi tôi hỏi câu này tại sao mấy năm nay cô ấy đã tốt nghiệp anh cũng đi mỹ tại sao không đi tìm cô ấy lâm mạc thần im lặng không đáp trời cao mây rộng lục chương đứng ở cửa trung tâm duyệt gia nhìn bộ dáng hình thức ban đầu đã gần hoàn chỉnh nghĩ đến vấn đề giống như lâm mạc thần cả quá tình chuẩn bị xây dựng anh ta đều theo từng bước một tiến triển thuận lợi nhanh như vậy khiến anh ta ý thức được cha mình và Mộc Hàng Hạ đã sớm sắp xếp lập kế hoạch từ trước, nhưng không nói với anh ta mà thôi. Nghĩ vậy trong lòng anh ta cũng hơi khó chịu, từ từ đi về phía công trường đang thi công. Vật liệu xây dựng bụi mù, anh ta sạc bụi ho khan đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, xích, Mộc Hàng Hạ được cha anh ta tin tưởng như vậy, sẽ không phải là tới làm mẹ kế của anh ta chứ. Ý nghĩ này xuất hiện khiến trong lòng anh ta dâng lên cảm xúc mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt, mẹ nó, nếu thật sự như vậy anh ta sẽ phải làm đứa con bất hiếu rồi nghĩ cách muốn phá hủy chuyện này nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không có khả năng cha anh ta vẫn là người cổ hủ hơn nữa anh ta nhớ ra một chuyện cuối tuần trước cha anh ta vẫn còn liếc mắt đưa tình với bác gái trung niên trong tiểu khu hẹn ăn cơm đi dạo nghĩ đến đây anh ta cũng không còn bận tâm hiện tại đã gần giữa trưa anh ta ngủ được một giấc mới tỉnh dậy tính rủ một hàng hạ đi ăn cơm buổi chiều lại phải nhẫn nhục ở công trường. Bắt lấy một nhân viên hỏi, Mộc Hàng Hạ đâu? Người nhân viên đáp, ngài tới rồi à lục tổng, à, Mộc Tổng, cô ấy đang nghỉ trong văn phòng kia, tôi giúp ngài đi gọi nhé. Lục chương hất tay, không cần. Tôi đi tìm cô ấy. Đẩy cửa, anh ta ngẩn ra. Rèm cửa trong phòng nhỏ được kéo xuống, một bóng dáng nằm trên sofa, trên người chỉ đắp một chiếc áo vét mỏng. Lục chương khẽ bước vào, đóng cửa, đi đến trước mặt cô, phát hiện cô đang ngủ rất say. Mặt vùi trong sofa, mái tóc dài thả lả tả. Lục chương cũng biết mấy ngày nay cô thức đêm, anh ta cũng chưa từng gặp cô gái xinh đẹp nào liều mạng như cô. Đứng một lát, anh ta kéo ra qua, ngồi xuống bên cạnh, chán nản lấy điện thoại ra chơi. Trung tâm còn chưa xây dựng xong, còn chưa có điều hòa, lục chương ngồi một lát cảm thấy cả người rét run, khép chặt áo khoác lại nhìn thấy một hàng hạ trên sofa cũng bị lạnh, có người lại. Lục chương nhìn chầm chầm cô mấy giây, cởi áo khoác ra đứng dậy đắp cho cô. Quả nhiên một hàng hạ ngủ càng say hơn, không còn dịch chuyển nữa. Mặc dù lục chương hơi lạnh nhưng anh ta chịu được, nhìn thấy cô bị bọc trong quần áo của mình cũng hơi đắc ý. Toàn tâm toàn ý đợi cô tỉnh lại nói lời cảm ơn. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Lục chương ngẩng đầu, thấy Phùng Nam thò đầu bước vào. Hôm nay Phùng Nam lái xe đưa anh ta tới, chắc là đã chờ anh ta và Mộc Hàng Hạ đi ăn cơm quá lâu. Phùng Nam liếc mắt nhìn vào bên trong, định lên tiếng, mặt lục chương đã trầm xuống, đi ra ngoài, động tác khẽ một chút. Phùng Nam sửng sốt, đóng cửa lui ra ngoài. Vừa đi được hai bước, Phùng Nam bỗng nhiên giật mình, nhớ tới hình ảnh vừa rồi, trong phòng u ám, Mộc Hàng Hạ ngủ trong sofa, lục chương ngồi ngay bên cạnh bao lâu rồi mới thấy bộ dáng kiên nhẫn trầm tĩnh như vậy của cậu ta trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ lúc này chỉ sợ tiểu lục tổng hỏng bét rồi đảo mắt đã tới cuối tuần mộc hàng hạ cũng không sắp xếp công việc cho mình và lục chương hiện tại là mùa xuân về hoa nở lục chương tất nhiên không thể ở yên trong nhà đã hẹn mấy người bạn đi hồ chứa nước câu cá sau khi tan làm hôm vào thứ sáu anh ta chạy tới hỏi mộc hàng hạ sư phụ tôi thấy một mình cô cuối tuần cũng rất buồn chán, mang theo cô đi chơi nhé. Đều là người trẻ tuổi, cô sẽ cảm thấy mình trẻ hơn. Một hàng hạ vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp, không đi. Lục chương, đúng là không thú vị gì hết. Cuối tuần tôi đã có hẹn đi gặp bạn. Thứ hai, thứ ba tuần sau tôi còn muốn xin nghỉ hai ngày nữa. Ánh mắt lục chương đảo đi đảo lại, không khách sáo nói, không phải đi gặp tra nam tình nhân cũ kia chứ. Sư phụ, cô phải có chí khí của mình một hàng hạ liếc anh ta từ trước tới nay cô không thích bàn chuyện về lâm mạc thần với bất cứ ai người hiểu rõ nội tình cũng không cố gắng đề cập với cô còn lục chương hết lần này đến lần khác thẳng thắn nhắc tới người này nên cô cũng không cảm thấy trong lòng chua sót không phải anh ấy là người khác cô đáp sao cậu giống như quản gia vậy tôi đi gặp ai liên quan gì đến cậu chứ lục chương hì hì cười không phải tôi muốn tốt cho cô sao cô là người đơn giản từ mỹ trở về chỉ là một người non nớt với nhân dân thiên triều chúng ta hiện tại tình hình xã hội cũng không còn đơn giản như mấy năm trước cô thử đỡ một ông lão trên đường mà xem tôi thân là thái tử phương nghi cũng không dám đỡ cô thử tùy tiện tìm chỗ góp tiền từ thiện mà xem thiếu cảnh giác là bị lừa một hàng hạ mặc kệ anh ta ba hoa xách túi bước đi để lại lục chương đứng tại chỗ nhìn cô đi xa huyết sáo dạo qua một vòng trong văn phòng cô rồi mới đi. Một hàng hạ không lừa lục chương, hôm nay tan làm, cô thực sự phải đến sân bay đón người. Hoàng hôn buông xuống, trong sân bay đèn đuốc sáng trưng, cô đứng ở cửa đến thật lâu, chờ chuyến bay từ Mỹ đến, hành khách dường như đã ra hết rồi, mới thấy hai y tá đẩy một chiếc xe lăn từ từ đi ra. Người đàn ông trên xe lăn hình như lại gầy đi, trên người dắp một chiếc chăn dày, lộ ra hai cánh tay bên ngoài gầy dường như không có tí thịt nào đầu anh ta gục xuống, hình như đang ngủ. Một hàng hạ bước nhanh đến đón, ngồi xổm xuống trước xe lăn, cẩn thận nhìn anh ta. Y tá khẽ nói. Cô Mộc, anh ấy vẫn ngủ suốt ở trên máy bay. Tình hình trên đường thế nào? Cũng không tệ lắm. Một hàng hạ gật đầu nói, xe của bệnh viện ở ngay bãi đổ xe, chúng ta đi thôi. Trời đã tối, mây trùng trùng lớp lớp vẫn động trên bầu trời Bắc Kinh. Phòng bệnh im lặng sạch sẽ, một hàng hạ ngồi bên cạnh giường, bật một ngọn đèn bàn gần đó. Cho đến khi người đàn ông trên giường hơi di chuyển, cô bỏ sách ra, cúi đầu dựa vào gần, chờ anh ta mở to mắt. Trong tích tắc bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều nở nụ cười. Phơi nắng đen rồi, trương tử sờ tóc cô. Gò to the heo, mới gặp mặt đã không nói được lời hay, một hàng hạ cầm một tay anh ta, cảm thấy thế nào? Tốt lắm, anh ta đáp, đáng tiếc lên máy bay cứ ngủ suốt không thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Bắc Kinh. Qua mấy ngày nữa, em đưa anh đi. Hai người im lặng một lát, anh ta hỏi, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Một hàng hạ đáp, thuận lợi, anh đừng quan tâm, mọi thứ cứ giao cho em. Anh ta gật đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng cô, hơi vội vã, đã làm lành với lâm mạc thần chưa? Một hàng hạ im lặng đáp, vẫn chưa. Ánh mắt trương tử lộ ra vẻ tiếc nuối, anh nghĩ hai người nhất định sẽ làm lành ở bên nhau. Một hàng hạ yên tĩnh một lúc lâu mới nói, tại sao mọi người đều cảm thấy em nên ở bên anh ấy. Ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng lần này em trở về thực sự không nghĩ tới còn có thể có gì với anh ấy nữa. Em nghĩ phần tình cảm này sẽ nát vụn trong lòng em, sẽ chôn vùi. Anh ấy còn yêu em, đúng không? Trương tử hỏi. Một hàng hạ im lặng, sau đó gật đầu, em nghĩ, đúng vậy. Vậy em còn yêu anh ấy không? Một hàng hạ ngước mắt nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa sổ, còn yêu anh ấy không ư? Đúng thật là một câu hỏi khó. Một mình cô ở nước ngoài, trong ánh mắt nghi ngờ của người ngoại quốc chuẩn bị thúc đẩy hàng trăm hàng nghìn hạng mục, một mình cô về nước gánh vác trách nhiệm sự nghiệp cho Phương Nghi cũng không có chút do dự nào, nhưng đối với vấn đề yêu lâm mạc thần hay không, cô thực sự không tìm được đáp án. Nếu cô chậm chậm nói, nhìn thấy một người chỉ có cảm giác đau đớn, chứ không phải ngọt ngào, cho dù nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp cũng không thấy ngọt ngào nếu anh ấy khiến em cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ anh nói xem em còn yêu anh ấy hay không cho dù thật sự còn yêu nhưng anh ấy khiến em không có cảm giác an toàn em từng tin tưởng sẽ sống với anh ấy trọn đời nhưng hiện tại bảo em tin tưởng anh ấy thì quá khó khăn em có nên tin tưởng nữa không em nên tin tưởng lần này anh ấy sẽ không làm cho em thất vọng nữa ư Trương Tử lại nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, Caron, vấn đề này, anh không thể giúp em tìm được đáp án. Cả hai chúng ta đều gặp trắc trở trong tình yêu. Chúng ta chỉ từng yêu một người, đúng không? Một hàng hạ gật đầu. Trương Tử lại nói tiếp, nhưng em không nên bởi vì do dự mà dừng lại. So với anh, em còn may mắn hơn rất nhiều. Nếu lên trời có thể làm cho cô ấy sống lại, anh nguyện dùng tất cả để trao đổi em từng yêu anh ấy sâu đậm em nói với anh anh ấy là tình cảm chân thành duy nhất của em trong kiếp này sau đó em ngày càng bận rộn với việc học tập càng ngày càng mệt mỏi vì công việc em không nhắc đến nữa mấy năm sau này thậm chí cũng không nghe thấy em nhắc đến anh ấy nhưng không phải anh ấy đã thực sự ở trong lòng em rồi sao carol dũng cảm một chút đừng để mất anh ấy đừng giống anh cô độc đến chết nếu không xác định được còn yêu hay không vậy hãy đi xác định đi nếu không biết anh ấy còn đáng để cho em tin tưởng Vậy thử tin tưởng đi Cho anh ấy một cơ hội Cũng là cho chính em một cơ hội Có được không? Anh là người bạn quan trọng nhất của em mà Khóe mắt một hàng hạ đã ướt Nắm chặt tay anh ta nói Anh sẽ không chết đâu Anh ấy, anh ấy không có được sự si tình và dịu dàng như anh Em sẽ suy nghĩ lời nói của anh Hôm nay một hàng hạ lái một chiếc xe của tập đoàn Trên đường đi từ bệnh viện về cô hơi thất thần Đêm đã khuya, trong tiểu khu không còn người đi đường. Cô đi theo đèn đường về dưới lầu, từ xa đã nhìn thấy một chiếc cây en màu đèn biển số kinh an 8M29. Cô đồng thời nhìn thấy người kia dựa vào xe, bóng lưng lạnh lạnh. Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống người anh. Một hàng hại nhìn một lát, mới dừng xe vào chỗ đổ xe, còn anh cũng ngẩng đầu nhìn. Một hàng hạ xuống xe, anh đứng trước cửa tòa nhà, thản nhiên nhìn cô. Anh cười, về rồi à một hàng hạ vâng một tiếng hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu xám bên trong là áo len màu đen gió đêm thổi tóc ngắn hơi tán loạn trong bóng đêm ngày xuân đường nét càng thâm thúy vẻ mặt anh bình tĩnh dường như cuộc điện thoại gay gắt trước đó hoàn toàn chưa hề xảy ra anh đưa chiếc túi trong tay cho cô đây là anh đào của vợ tôn chí nhờ anh gửi cho em một hàng hạ không nhận tại sao phải gửi anh ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau trong ánh mắt anh có sự trống trải của bóng đêm anh ở gần anh đáp anh đang ở chỗ nào một hàng hạ hỏi trên tầng cao nhất của phong thần có mấy căn phòng nhỏ một hàng hạ ngước mắt nhìn về phía sau anh giờ phút này trên tòa nhà của phong thần vị trí của ngọn đèn kia đã tắt cô im lặng một lát tránh ánh mắt của anh giơ tay nhận anh đào cảm ơn khách sáo quá anh nói em lên lầu đây cô nói ngủ ngon ngủ ngon nhìn cô đi lên lầu một lát sau đèn nhà cô sáng lên lâm mạc thần mới ngồi vào trong xe cũng không khởi động ngay mà lặng lẽ ngồi một lát cuối cùng nở nụ cười sau khi về nhà một hàng hạ đi tắm rửa vừa đi ra đã nhìn thấy túi anh đào trên bàn cô lấy một ít đi rửa tựa vào giường từ từ ăn anh đào vừa chua cũng vừa ngọt cô lặng lẽ nhìn nó ngủ ngon mơ đẹp Cô khẽ nói trong lòng. Sáng sớm sương mù còn chưa tan hẳn, một hàng hạ đeo khẩu trang, mặc quần áo thể thao đi xuống lầu. Nơi chân trời lộ ra ánh sáng nhạt, trên mặt đất vẫn u ám. Chạy bộ nhiều năm đã trở thành thói quen, bước chạy của cô cũng vô cùng đều đều có lực. Cô chạy ra ngoài tiểu khu, chạy dọc theo những tòa nhà cao tầng ở quốc mậu, chạy theo quảng trường diện tích không lớn, tăng tốc chạy. Trong lòng cũng bình yên vui vẻ. Đúng lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở con đường đối diện anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đi giày màu đen vừa nhìn đã biết là hoàn toàn mới không đeo khẩu trang chạy không nhanh không chậm khuôn mặt anh từ từ xuất hiện trong sương mù trong nháy mắt ánh mắt hai người giao nhau ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh như thường một hàng hạ chạy qua người anh chào buổi sáng anh nói một hàng hạ chào buổi sáng hai người chạy sát qua nhau Mộc hàng hà hiểu khi lâm mạc thần dự định làm chuyện gì đó nhất định sẽ có hành động, hơn nữa anh còn có rất nhiều thủ đoạn. Trên tình trường, anh cẩn thận không lây chuyển được, nhưng biết rõ là anh cố ý chạm mặt, xong cô lại không tự chủ được nhớ tới anh của trước đây. Nhớ tới thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, mỗi buổi sáng cô đều chạy bộ, nhưng anh chưa bao giờ đi. Anh là người đàn ông duy nhất Mộc hàng hà ở chung, khi đó cô cảm thấy thật kỳ quái sao đàn ông và phụ nữ khác biệt nhiều như vậy. Anh luôn có thể ngủ được, mỗi ngày ngủ thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên mấy lần mới bình tĩnh thức dậy, rửa mặt mới tỉnh táo. Đương nhiên anh cũng là người vô cùng gò bó bản thân, nếu vì công việc 3 giờ sáng phải dậy, anh cũng sẽ dậy, cho dù đêm hôm trước mới ngủ được mấy tiếng. Nhưng anh thực sự ngủ được, thỉnh thoảng buổi tối cuối tuần hai người đi ngủ rất sớm, hôm sau anh vẫn có thể ngủ thẳng đến 9-10 giờ mới khoan khoái tỉnh dậy có lẽ khi đó bởi vì anh vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi nên mới thăm ngủ như vậy mấy ngày nay anh sống ở tòa nhà phong thần cô chạy bộ chưa từng gặp anh có lẽ hôm nay đúng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh chạy bộ buổi sáng một hàng hạ chạy trên đường đã sáng rõ từ từ giảm tốc độ hôm nay cô đã chạy được tương đối đột nhiên nhớ tới khi ở nước ngoài mỗi ngày cô đều chạy bộ dọc bờ sông có một thời gian cũng có một anh chàng người hoa mỗi ngày đều chạy cùng sau đó thì sao sau đó vào một ngày nào đó người đó rốt cuộc thổ lộ cô thẳng thắn từ chối sau đó chạy vô cùng nhanh bỏ lại người đó phía sau lúc ấy cô giống như trốn quỷ chạy như điên trên đường nghĩ cái gì ư cô nghĩ đời này có lẽ sẽ không có ai chạy cùng cô nữa cô thậm chí còn nghĩ cho dù chưa chia tay với lâm mạc thần cũng sẽ không có bởi vì anh chưa bao giờ chạy bộ đang nghĩ như vậy đã thấy lâm mạc thần chạy tới trước mặt đã là một vòng nữa rồi ánh mặt trời nhô khỏi tầng mây đường nét của anh càng rõ ràng hơn mặt mày đen thui lạnh lùng khuôn mặt trắng nõn gầy gò hai người bước tới gần nhau anh dừng lại chạy xong rồi à anh hỏi một hàng hạ vâng anh hơi thở gấp hai tay để bên hông nhìn cảnh vật xung quanh nói không khí nơi này kém quá sau này tốt nhất em đừng chạy ở nơi này một hàng hạ tháo khẩu trang ra lấy khăn mặt trên vai lau mồ hôi nói không có chỗ khác để đi em cũng không thích dùng máy chạy bộ ở nhà. Trên con đường bên cạnh không ngừng có xe chạy qua, con đường bắt đầu trở nên ồn ào. Anh nói, không phải không có nơi để đi, cách đây 3 km có công viên vọng tinh, nếu em cảm thấy được, về sau chúng ta lái xe chạy chung. Một hàng hại nhìn bóng dáng dưới chân mình cười nói, nói sau đi. Ừ, anh nhìn cô nói. Hai người im lặng một lát, sống vai đi trở về. Sau khi rời khỏi đường lớn, dọc đường cả hai đều im lặng các tòa nhà cao tầng vẫn còn im ắng trên bầu trời chỉ có mấy chú chim bay qua khi đến cửa tiểu khu nhà cô anh hỏi em ăn sáng chưa mộc hàng hạ đáp vẫn chưa trong nhà có nấu cháo anh dừng bước chợt nở nụ cười nói đã lâu anh không ăn cháo trong nhà nấu rồi sau này nếu ngày nào đó em nấu cháo anh lên ăn nhé mộc hàng hạ khẽ đáp vâng tạm biệt tạm biệt khi cô xoay người đi vào trong tiểu khu đi được hai bước nghe thấy tiếng anh truyền đến từ phía sau summer ngày mai gặp một hàng hạ hơi sửng sốt đi được vài bước mới lấy lại tinh thần quay đầu nhìn anh đã đi xa rồi sáng sớm khi lâm mạc thần nói ngày mai gặp sở dĩ một hàng hạ sững sờ là vì hôm nay cô sẽ đi thành phố giang sáng mai chắc chắn không ở đây xin lục chương nghỉ hai ngày cũng là vì chuyện này khi cô đến thành phố giang đã là giữa trưa nếu nói lần này cô về nước cảm thấy Bắc Kinh thay đổi rất nhiều, phồn vinh, hiện đại hơn. Nhưng thành phố Giang vẫn mang lại cho cô cảm giác giống như 7 năm về trước. Thành phố vẫn mờ mịt cũ kỹ như trước, đường phố vừa cũ vừa bẩn nhưng vẫn náo nhiệt, xe buýt vẫn phóng nhanh như chớp đi qua nhiều nơi, cây cầu bắc ngang qua sông Trường Giang, đường dành riêng cho người đi bộ, những cửa hàng nhỏ hằng hà sa số trên phố vẫn như cũ không đổi. Nhưng có nhiều nơi, nhiều người đã thay đổi rồi. Ví dụ như siêu thị nhạc nhã trước mắt cô đã ngừng kinh doanh, cửa hàng flagship đầu tiên ở khu hoa trung cô từng làm việc. Cô xuống taxi đứng bên đường nhìn nó. Tòa nhà đã bị bao quanh, có cả công nhân đang dỡ bỏ bên ngoài. Nhạc nhã mát, trên mái nhà đã cũ kỹ, khi ở nước ngoài, cô cũng đã nghe đến ảnh hưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử với siêu thị thực thể, chú ý tới thành tích của nhạc nhã trượt dốc hàng năm, nhưng khi thực sự đến nơi này nhìn thấy cô mới cảm nhận được rõ ràng thời gian đã trôi qua cảm giác cảnh còn người mất cô rời khỏi nhạt nhã đi theo con đường quen thuộc về nhà con đường vốn ngoàn ngoèo đầy bụi hai bên đều là những tòa nhà cũ có khả năng sập bất cứ lúc nào nhưng đã không còn nữa dưới chân đã biến thành một con đường bê tông bằng phẳng tất cả các tòa nhà cũ đã bị dỡ bỏ Sống nghèo quen thuộc ngày xưa của cô đã không còn sót lại chút gì biến thành một công viên nho nhỏ ánh mặt trời rộng lớn, rợp bóng cây, cây cỏ xanh tốt, con đường càng ngày càng rộng. Khi ở nước ngoài cô biết nhà đã bị phá bỏ và di dời đi nơi khác, lúc ấy cô vẫn bình tĩnh nhờ Hà Tĩnh xử lý hộ thủ tục. Đồ đạc trong nhà và di vật của cha mẹ cũng nhờ Hà Tĩnh bảo quản hộ, nhưng khi tận mắt đến đây chứng kiến sự thay đổi, ngôi nhà cuối cùng không còn tồn tại nữa, trong lòng cô bình tĩnh nhưng lại ngắm ngầm đau. Ngồi trong công viên một lát cô đứng dậy rời đi. Cô ngồi xe buýt đến một khu dân cư đã cũ kỹ, dựa theo địa chỉ Hà Tĩnh nói, chắc nhà cô ấy ở gần khu này. Mắt thấy đã là giữa trưa, cô nghĩ nếu đến nhà Hà Tĩnh cô ấy lại phải vất vả nấu cơm. Hà Tĩnh cũng không phải là người thường xuyên xuống bếp, mỗi ngày đều thà ăn cơm hộp còn hơn. Một hàng hạ cười, tìm một cửa hàng ven đường ngồi xuống ăn cơm. Nơi này đường hẹp nhưng cũng náo nhiệt. Người đi đường, xe đạp, thỉnh thoảng còn có xe con chen chút trên đường một hàng hạ ngồi trước một chiếc bàn sạch sẽ gọi một bát mì trong lòng cảm nhận được sự cô đơn và ấm áp đã lâu đối diện đường có còn một siêu thị của nhạc nhã là loại siêu thị dành cho gia đình kiếm lợi nhuận từ dân cư sống trong khu cũng có người đến người đi xem ra làm ăn cũng không tệ lắm một hàng hạ nhìn siêu thị này của nhạc nhã từ từ ăn bỗng nhiên trong nháy mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơi quen từ trong siêu thị đi ra cô giật mình là mạnh cương thực ra cũng không khó nhận ra anh ta không thay đổi nhiều thân hình vẫn cao cường tráng như trước khuôn mặt chính trực bảy năm trước anh ta mặc áo khoác màu đen bảy năm sau vẫn vậy cho dù đi bộ trong đám người vẫn lộ ra bộ dáng trầm ổn phong độ thành thục như cũ nhưng vẫn có thay đổi một hàng hạ nhìn anh ta cúi đầu hút thuốc băng qua đường bước về phía bên này đầu anh ta đã có tóc bạc nếp nhăn hàng rõ trên khóe mắt anh ta bước đi cũng chậm vẻ mặt bình thản dường như thiếu cảm giác hăng hái khi hơn 30 tuổi. Hai người chỉ cách có mấy mét. Đúng lúc này, anh ta hút xong thuốc, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua người cô, đột nhiên ánh mắt anh ta dừng lại, nhìn vào cô. Cách người đi đường, cô ngồi, anh ta đứng. Cô từng là nhân viên bán hàng bé nhỏ bị anh ta dồn tới đường cùng. Còn anh ta từng là người quyền cao chức trọng, tính một tay che trời. Ánh mắt một hàng hạ bình tĩnh nhìn anh ta. Mạnh cương nhìn chầm chầm cô mấy giây Chợt ném điếu thuốc xuống Sau đó dời mắt đi dường như không thấy cô Lướt qua cô đi xa Một hàng hạ hơi giật mình Không nghĩ tới mạnh cương nhìn thấy cô sẽ có phản ứng như vậy Tuy hai người có thù oán Nhưng năm đó mạnh cương còn có thể lạnh nhạt ký tài liệu cho cô thôi việc Còn thân thiết Cười khẩy cô quá ngây thơ Hiện tại hình như không mong nhìn thấy cô chút nào Hơn nữa tuy thành tích của nhạc nhã không tốt Đóng cửa không ít siêu thị nhưng vẫn còn một số siêu thị lớn vững chắc. Dựa vào thủ đoạn của Mạnh Cương đến siêu thị lớn khác nhằm chức hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng hiện tại anh ta rơi xuống một siêu thị như vậy, có vẻ không được tốt lắm thì phải. Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, một hàng hạ bước dọc theo con phố nhỏ, trên đường đều nhìn vào biển số nhà, cho đến khi tới trước một tiệm cơm hơi bẩn, bàn ghế cũng không ngăn nắp. Một người phụ nữ ngồi sau quầy hàng nhỏ, tóc dài hơi rối loạn, vào giữa trưa mà trong cửa hàng lại không có bất cứ một người khách nào cô ấy cúi đầu nghịch di động một hàng hạ khẽ gọi hà tĩnh hà tĩnh ngừng tay ngẩng đầu nhìn thấy cô đầu tiên là hơi giật mình trong mắt tỏa sáng lập tức đứng dậy a hạ một hàng hạ đặt quà lên ghế đi qua ông lấy cô ấy ánh mắt hai cô gái đều ẩm ướt bạn cũ trở về hà tĩnh không hề do dự đóng cửa hàng lại dù sao cũng không buôn bán được gì đưa cô về nhà nhà hà tĩnh vẫn chưa bị phá bỏ di dời đi nơi khác vẫn ở chỗ cũ hai người bước trên hành lang chật hẹp dán đầy quảng cáo đi lên trên hà tĩnh hơi ngượng nói tớ vẫn ở chỗ này cậu để ý dưới chân đừng để giày dính bẩn trong lòng một hàng hạ hơi chua xót cười nói có gì mà phải để ý chứ không phải nhà cậu hiện tại không khác gì nhà tớ hồi trước sau hà tĩnh lập tức bật cười nói a hạ sao cậu nói chuyện chả khác gì trước vậy đã đi một vòng nước ngoài trở về mà chả chín chắn chút nào một hàng hạ cười không đáp có trời mới biết đã lâu như vậy cô mới ăn nói tùy tiện như vậy đã lâu lắm rồi một hàng hạ cũng biết chút ít về tình hình gần đây của hà tĩnh sau khi kết hôn hai năm lại ly hôn không có con cái cô nghĩ người đàn ông kia đối xử không tốt với hà tĩnh nếu không với tính cách thẳng thắn chân thành của hà tĩnh sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy trong nhà hà tĩnh rất chật cũng bừa bộn dường như không khác gì so với trong trí nhớ của một hàng hạ. Cô phá lệ ngồi xuống sofa, Hà Tĩnh lấy ra chiếc cốc duy nhất trót nước cho cô hỏi, cậu đã sắp xếp được chỗ ở tối nay chưa? Một hàng hạ nhìn cô ấy nói, còn muốn tớ tìm chỗ ở, cậu còn không nhường giường cho tớ ư? Hà Tĩnh cười, một hàng hạ nhìn cô ấy nhấc tay vuốt tóc, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Một hàng hạ kéo tay cô ấy cùng ngồi xuống. Xin lỗi, một hàng hạ khẽ nói, cậu gặp phải chuyện này, tớ cũng không trở về bên cậu được. Mắt Hà tỉnh lại ước nói, nói cái gì vậy, một mình cậu ở ngoài vất vả thế nào, chẳng lẽ tớ không biết sao. Tớ hy vọng cậu ở luôn Mỹ, sống cuộc sống nhà tư bản thật tốt. Tớ còn định tiết kiệm tiền đi Mỹ thăm cậu đấy. Một hàng Hà đè nén nước mắt cười hỏi, còn có chí khí. Đương nhiên rồi, Hà tỉnh cười nói, tớ là bạn thân của cậu, đương nhiên không thể kém quá được. Thời gian buổi trưa, một cốc nước sôi, Ngồi ghế sofa cứ thế trôi qua. Hai người trò chuyện sự nhớ mong trong 6 năm, cuộc sống của cả hai, nhưng một hàng hạ ít nhắc tới chuyện ở nước ngoài, hầu như toàn nghe Hà Tĩnh kể về chuyện mấy năm nay của cô ấy. Trong lòng hai người đều bình tĩnh, cho dù 6 năm không gặp, nhưng cả hai vẫn là hai cô gái vui vẻ cười đùa trong siêu thị ngày ấy. Hoàng hôn buông xuống, trong phòng cũng u ám, Hà Tĩnh không bật đèn, cô ấy đã uống hết một nửa bình rượu đế trong nhà một hàng hạ và cô ấy mỗi người một ly, từ từ cạn chén. Nồng độ của rượu này hơi cao, một hàng hạ đã say, Hà Tĩnh từ từ nhắm mắt tựa vào sofa cười nói, A Hạ, cậu biết không? Tớ vô cùng hâm mộ cậu. Cậu không giống tớ, cũng không giống với số đông mọi người. Đa số mọi người bọn tớ làm gì có lý tưởng, cơ hội thay đổi cuộc sống chứ? Tớ, cuộc sống quá bình thường. Vật lộn với cuộc sống, già đi, bận rộn đầu tắp mặt tối, nhưng không biết rốt cuộc mình vì cái gì mà sống. Hiện tại đã qua 6 năm, nhìn thấy cậu sống ở Mỹ như vậy, thật tốt. Tớ cũng vui thay cho cậu. Một hàng hạ im lặng không nói, lại uống một ngụm rượu. Hà tĩnh cười khổ nói, thỉnh thoảng cũng nghĩ nếu năm đó tớ giống như cậu, cố gắng thêm một chút, chăm chỉ một chút, có phải cuộc sống cũng sẽ khác không? Tuy không sống được cuộc sống đặc sắc như cậu, nhưng ít ra tớ cũng sẽ không giống những người đi đường nhưng sau đó tớ lại nghĩ không giống chính là không giống tớ không làm được tớ vốn dĩ không thể cố gắng không thể không cam lòng giống như cậu cậu không thể chịu được cuộc sống bình thường mỗi ngày đều đơn điệu giống nhau câu nói kia thế nào ấy nhỉ cậu mỗi ngày đều dốc hết sức sống chết làm việc còn tớ vẫn có thể chịu được cuối cùng tớ tự nói với chính mình coi như hết chịu đi cuộc sống không phải là như thế này sao tội gì phải đi chịu khổ tội gì phải mạo hiểm ngộ nhỡ thất bại thì sao tớ như bây giờ cũng không có gì không tốt tớ muốn vui chơi vẫn có thể đi chơi như trước muốn nhàn hạ thì nhàn hạ nghĩ đến người đàn ông đó điều kiện cũng thích hợp nếu về sau gặp phải người đàn ông điều kiện kém hơn thì sao vì vậy tớ nghĩ cứ như vậy sống cả đời đi không cần phải làm gì nữa nhưng mà cô ấy khóc nấc lên thực ra chỉ là tớ không muốn thừa nhận cuộc sống của tớ đã hỏng bét rồi rõ ràng tớ không làm gì sai hết giống như những người khác chỉ là tớ không đủ liều mạng, nhưng tớ cũng an phận thủ thường, cố gắng làm việc. Nhưng mỗi khi tớ tự hỏi chính mình, mới phát hiện 30 năm qua tớ thực sự chưa từng có được thứ gì. Nước mắt một hàng hạ lập tức rơi xuống, ông lấy cô ấy nói, cậu nói nhảm gì đấy, hoàn toàn không phải như vậy. Tiền, địa vị, vốn dĩ không phải là thứ quan trọng nhất. A à tĩnh, tỉnh, cậu lương thiện, chính trực, cư xử chân thành mới là quý giá nhất, so với nhiều người cậu còn tốt hơn, so với những kẻ có tiền tớ gặp trên thương trường còn tốt hơn nhiều bọn họ đều kém cậu người tớ yêu nhất từng vứt bỏ tớ còn cậu thì không cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ hà tĩnh hơi sửng sốt im lặng phiền muộn nói nhưng tớ đã không còn là người như vậy tớ đã không còn lương thiện chính trực chân thành tớ cũng đã dùng thịt thối trong cửa hàng cho khách ăn nếu tớ không làm như vậy ngay cả sống qua ngày cũng không được tớ nhìn thấy có người rơi tiền cũng sẽ giấu đi để cho mình dùng tớ nhìn thấy kẻ trộm cướp đồ chỉ biết trốn ở xa không lên tiếng tớ nhìn thấy kẻ có tiền xe tốt tớ sẽ ở trong lòng nguyền rủa bọn họ sống không tốt a à hà cậu xem tớ đã trở thành bộ dáng này rồi một hàng hạ hà lại uống cạn ly rượu cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu cô nghĩ hóa ra đây là diện mạo thực sự của năm tháng đây là do năm tháng đã tàn phá cuộc sống nhỏ bé bình thường của chúng ta có người ở tại chỗ có người đã lưu lạc phương xa có người sống liều mạng có người sống bình thường nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều mất đi những thứ lúc trước đã từng có bầu trời tối đen trong phòng họp của phong thần đèn đuốc vẫn còn sáng trưng ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu bên cạnh bàn cũng không có nhiều người ngồi nhưng đều là những thành phần cấp cao nòng cốt và nhóm đứng đầu phân tích ngành đầu tư hai tháng nay thị trường chứng khoán vẫn tăng như trước phong thần đã kiếm được khoản lớn bởi vậy trong cuộc họp này trên mặt nhóm quản lý đầu tư đều vui vẻ hai nghiệp vụ trang phục bất động sản duy trì ổn định dù có sụt giảm do ảnh hưởng của thương mại điện tử nhưng vẫn là ngành sản xuất nổi bật tình hình lúc này rất tốt nhưng đám người chu tri tố tôn chí nhiều lần mở cuộc họp phân tích chiến lược lâm mạc thần dự thính trong một loạt đàn ông âu phục giày da Lâm Mạc Thần ngồi ở vị trí cao nhất, khuỷu tay tựa vào tay vịn, cúi đầu trầm tư. Chủ tịch Lâm, Chu Tổng, chúng tôi cho rằng, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên, quản lý đầu tư phái tích cực kiên trì nói, lợi nhuận số liệu kinh tế vĩ mô tốt, sự nâng đỡ của chính sách quốc gia, dân đầu tư có lòng tin. Cho dù tồn tại cơ sở bất ổn, nhưng mặt vĩ mô này ít nhất có thể chống đỡ được đến 2.000 điểm. Chúng ta nên tiếp tục áp dụng sách lược đầu tư tích cực, cho đến lúc đó rồi cân nhắc điều chỉnh. Tôi không cho rằng như vậy, phái bảo thủ trả lời một cách mỉa mai, xu hướng kinh tế thực thể đang suy tàn đã không chỉ một hai ngày. Giá cả thị trường tăng lên điên cuồng như vậy, sự tin tưởng của dân đầu tư và thực lực thị trường tài chính cũng không đủ để chống đỡ. Chúng ta nhìn số liệu mặt kỹ thuật. Phái thủ mở đèn chiếu, làm các loại phân tích đường công, nhưng phái tích cực không cam lòng yêu thế cũng bày ra số liệu phân tích kỹ thuật chu tri tố quay đầu nhìn về phía lâm mạc thần chủ tịch lâm anh thấy thế nào mọi người ngay tức khắc yên tĩnh lâm mạc thần gõ ngón tay trên tay vịn hơi lạnh lùng nở nụ cười tăng lên thì vẫn có nhưng lưu lượng tài chính thị trường chứng khoán dữ liệu một số cổ phiếu lớn đều có thay đổi giá cả thị trường thực sự khó biết rõ đầu đuôi mọi người từ từ theo dõi những số liệu này báo cáo chính xác mỗi tiếng cho tôi như vậy có lẽ có thể tìm được sự ẩn giấu trong tình hình chung Sách lược đầu tư cần phải điều chỉnh cẩn thận, co rút thích hợp. Thảo luận xong nghiệp vụ đầu tư lại đến công nghiệp. Lâm Mạc Thần nhìn về phía Tôn Chí, phương án hạng mục anh báo cáo lần trước chuẩn bị như thế nào rồi? Tôn Chí đáp, đã bắt đầu hình thành mạng lưới trực tuyến. Tuần sau có thể nhìn thấy khung của trang web mới. Tài nguyên của bộ phận đang được gia tăng thích hợp, thỏa thuận ký với bên hợp tác đều được giữ bí mật. Chu Tri Tố cười nói, không phải vì chủ tịch anh đưa ra yêu cầu quá cao với bọn họ sao? Vốn thử giao dịch 5 triệu trong năm nay, hiện tại bắt bọn họ làm đến 30 triệu. Lâm Mạc Thần cười đáp, thương mại điện tử không làm thì thôi, đã làm thì phải thật kiêu ngạo mới có thể được chia phần. Hiện tại tôi ủng hộ mọi người làm thương mại điện tử không phải là vì nhìn thấy phần bánh này càng ngày càng lớn muốn đi vào. Phần bánh trên tay chúng ta chẳng lẽ còn chưa đủ sao? nhưng hình thức nghiệp vụ của phong thần phải phù hợp với network đặc điểm thời đại. Hơn nữa sống yên ổn phải nghĩ tới ngày gian nguy, phong thần cũng có thể tìm kiếm chút tăng trưởng kinh tế mới. Internet chẳng qua là cung cấp thêm một con đường ngắn hơn, giúp gắn liền nhu cầu của khách hàng và ưu thế năng lực của chúng ta. .nh ưng càng có Internet, phong thần càng phải cung cấp hàng hóa chất lượng cao chuẩn xác với nhu cầu của khách hàng, hơn nữa phải đổi mới hình thức kinh doanh, chứ không phải bắt chước người đi trước bây giờ kinh doanh vẫn công bằng dựa vào vòng tròn giá cả trên thương trường người bắt chước thứ hai có lẽ còn có đường sống nhưng người bắt chước thứ ba chính là ngu xuẩn chỉ có như vậy chúng ta mới có thể mở một đường máu trong thị trường thương mại điện tử hơn nữa là đường máu mà người bên ngoài không sao chép được kết thúc cuộc họp mọi người rời đi lúc này ánh đèn mới lên lâm mạc thần trở lại phòng mở chiếc đèn đặt dưới mặt đất trước cửa sổ ngước mắt nhìn cửa sổ nhà cô vẫn còn tối mịt, thời gian vẫn chưa quá muộn, ven đường dưới lầu còn truyền đến tiếng nhạc khiêu vũ phát ra từ quảng trường. các loại ngọn đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng. Hà Tĩnh uống hơi nhiều, siêu vẹo nằm trên sofa, một hàng hạ đắp chăn cho cô ấy. hôm nay cô cũng uống nhiều, đầu nặng nề, trong lòng hơi khó chịu, đầu óc cũng không tỉnh táo, nhưng cô vẫn nhớ rõ mình cần phải làm một chuyện. cô đi vào buồng trong, mang theo điện thoại không để cho Hạ Tĩnh nghe thấy, sau đó gọi đến di động của Lục Chương. Lúc này ở hồ chứa nước vùng ngoại thành Bắc Kinh, tuy gió lạnh thổi từng cơn, nhưng anh sao sáng lạng, lửa trại ấm áp. Lục Chương và mấy người bạn dựa vào lều, cùng với mấy cô gái, cười đùa vui vẻ nướng thức ăn. Có mấy người đang đánh bài, nhưng hôm nay Lục Chương không chơi, anh ta ôm gối ngẩng đầu nhìn sao trời ngẩn người. Một cô gái cầm mấy xiên đồ ăn đến, đẩy anh ta, này, tiểu Lục, sao anh không ăn vậy? Không đói, anh ta thản nhiên nói. Cô gái cười ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, không phải lần trước anh nói dạy em câu cá sao? Chúng ta câu buổi đêm nhé. Em hơi sợ đấy. Lục chương liếc nhìn cô gái, hôm nay tôi không muốn câu, cô đi nhờ người khác dạy đi. Cô gái hơi sửng sốt, đứng dậy rời đi. Một người anh em bên cạnh nhìn thấy, khẽ cười, ê, tiểu lục, không phải lần trước cậu bảo cô gái này rất đáng yêu sao? hôm nay chúng tôi cố ý mang cô ấy đến, sao cậu lại làm mặt lạnh với người ta thế? Lục chương cười nhạo nói, bám như mũi ấy, không thích. Người anh em cười ha ha, còn không phải vì cậu là miếng thịt thơm sao? Đúng lúc này di động trong túi lục chương vang lên, anh ta lấy ra nở nụ cười, lười biến nhận, alo. Nhớ tôi à. Một hàng hạ ngồi trong căn phòng u ám, xoa ấn đường nói, không nhớ. Nhớ cậu làm gì? Tự ngược à? Lục chương tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Lục chương cảm thấy giọng nói của cô hôm nay hơi kỳ lạ, nhanh nhẹn nhưng mang chút hờn dỗi hơn so với bình thường. Anh ta cũng không muốn truy tìm nguyên nhân, cảm thấy hưởng thụ trong lòng, cười tủm tỉm đáp, chuyện gì vậy? Nói đi. Một hàng hạ, tôi muốn sắp xếp một người làm trợ lý của tôi, là người bạn cũ, hiện tại tình hình không tốt lắm, tôi muốn giúp đỡ, có thể chứ? Chỉ là chuyện này. Lục chương thờ ơ đáp, tuy cô chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Một hàng hạ hà cũng buông được gánh nặng trong lòng, cười nói, Lục Chương, cảm ơn cậu. Lục Chương im lặng nở nụ cười, định nói thêm mấy câu, ai ngờ nghe thấy tiếng, túc túc, truyền đến, cô đã cúp điện thoại rồi. Lục Chương nghĩ đến cô đang mỉm cười bên đầu kia điện thoại, bản thân cũng bật cười. Người anh em bên cạnh nhìn thấy hỏi, điện thoại của ai vậy? Lục Chương đáp, còn ai vào đây nữa, sư phụ cha tôi tìm đến. Ba ngày hai lần phải gọi điện thoại xin chỉ thị của tôi, ha ha. Là bà già cậu nhắc tới lần trước. Ừ. Người anh em vỗ vai anh ta, Tiểu Lục à, sao tôi lại cảm thấy cậu bị bà già kia mê hoặc rồi. Kiềm chế chút đi. Lúc đầu Lục Chương còn cười, sau đó lại im lặng. Hà Tĩnh ở trên sofa rên rỉ, nước một hàng hạ hơi say nhưng vẫn rót cho cô ấy cốc nước. Hai cô gái đều nằm trên sofa, Hà Tĩnh vẫn chưa say thật sau khi uống nước hơi tỉnh táo một chút mở mắt ra ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà a tĩnh theo tớ đến bắc kinh đi một hàng hạ nói hà tĩnh ngẩn người một hàng hạ nắm chặt tay cô ấy nở nụ cười tớ vừa nói chuyện với ông chủ nhỏ trong công ty cậu đi làm với tớ công ty kia rất tốt ông chủ cũng tốt đãi ngộ cũng khá bọn họ sắp xếp căn hộ gồm hai phòng ngủ cậu qua đó ở với tớ hà tĩnh nhưng nhưng cái gì mà nhưng, một hàng hạ đấm cô ấy một cái, không phải cậu nói không muốn đi con đường giống như bây giờ sao? Từng có người thay đổi cuộc sống của tớ, đưa tớ từ một nhân viên bán hàng thành người có cuộc sống hoàn toàn khác biệt trong thế giới của anh ấy. Một thế giới vô cùng tốt. Hiện tại tớ đã có khả năng, tớ không thay đổi được cuộc sống của nhiều người mình đã gặp gỡ, nhưng tớ có thể mang cậu đi. Bắt đầu một lần nữa, A Tĩnh, ngày mai bắt đầu coi như cuộc sống của cậu lại một lần nữa bắt đầu tin tưởng tớ tin tưởng hai người chúng ta có thể làm được được không nước mắt hà tĩnh lập tức chảy ra nhưng trong lòng cô ấy càng chấn động hơn cô ấy vội vàng ôm lấy một hàng hạ nói xin lỗi a à hạ một hàng hạ bật cười cậu có gì mà phải xin lỗi chứ không phải tớ gây thêm phiền toái cho cậu ư tớ biết như vậy là liên lụy nói cái gì vậy cậu thì nặng được bao nhiêu chứ ngay cả một ngón tay của tớ còn không kéo được. Hà Tĩnh vừa khóc vừa cười. Hai người lặng lẽ ngồi trên sofa, không uống rượu nữa, từ từ uống nước ngẩn người. Một hàng hạ nói, hôm nay tớ nhìn thấy Mạnh Cương. Mạnh Cương, Hà Tĩnh nói, sau khi tớ nghỉ việc ở nhạc nhã đã lâu không thấy hắn ta. Tên hỗn đảng, hắn ta thế nào rồi? Một hàng hạ nhìn vào ánh sáng chập chờn đáp, không tốt lắm. Có phải mấy năm nay anh ta gặp trở ngại gì không? Hà Tĩnh lấy tay bóp trán, từ tớ nghe bạn bè còn làm việc ở nhạc nhã nói, hình như mấy năm trước hắn ta bị người chỉnh, hình như là đắc tội người từ Bắc Kinh tới phát triển, nhưng chỉ là lời đồn mà thôi. Sau đó hắn ta không còn làm quản lý siêu thị nữa. Một hàng hạ cảm giác huyệt thái dương của mình hơi giật giật. Mạnh Cương từng bắt ép cô, còn có một đêm kia, anh mặc âu phục ấm áp, chiếc xe con im lặng, con đường quanh co trong xóm nghèo dường như lướt qua trong đầu từ bắc kinh tới phát triển cô hỏi hà tĩnh hử một tiếng nói tớ cũng không rõ nhưng hình như nghe nói mạnh cương còn phải quỳ gối mất mặt trước rất nhiều người cho nên mới lan truyền rộng như vậy đáng đời một hàng hạ ngẩng đầu nhìn ánh sáng mơ hồ trên cửa kính im lặng một lúc âu mới hỏi hà tĩnh thời gian không còn sớm nữa lên giường ngủ thôi hà tĩnh lắc đầu chống tượng đứng lên ban ngày ở trong cửa hàng bận rộn thối muốn chết tớ phải đi tắm rồi mới ngủ được. Cậu đi ngủ trước đi. Một hàng hạ nhìn thấy tình hình của cô ấy vẫn còn tốt, nhìn chầm chầm cô vào nhà tắm, rồi mới đứng dậy vào phòng, cởi quần áo nằm vào trong chăn. Tử lượng của cô vốn không bằng hà tĩnh, lúc này mới ngắm rượu, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu vẫn có nơi nào đó dường như cố chấp tỉnh táo. Trong đầu cô vẫn hiện lên dáng vẻ của lâm mạc thần, chắc là do ảnh hưởng của rượu, nghĩ tới lời hà tĩnh vừa nói, Mạnh Cương phải quỳ xuống trước mặt người nọ mới được bỏ qua, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng bực bội. Cô lau nước mắt. Cô nghĩ đến lời Trương Tử nói mấy ngày hôm trước, cô chỉ cảm thấy đau đớn, chứ không có ngọt ngào. Nhưng hiện tại sự ngọt ngào lại dâng lên trong lòng. Cô lấy di động ra, muốn lướt đến số của anh, nhưng cô say rồi không tìm thấy, đang hoảng hốt, hình như nghe thấy tiếng di động vang lên. Theo thói quen cô bắt máy, để áp bên tai. Alo. Alo, giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến, nước mắt một hàng hạ lập tức chảy ra, nhưng vẫn cười, Lâm Mạc Thần. Lâm Mạc Thần im lặng một giây bên đầu kia điện thoại. Em khóc à, anh hỏi. Đương nhiên là không, cô đáp, em đang cười. Giọng nói của Lâm Mạc Thần càng trầm hơn, em uống rượu à. Vâng, giọng nói của cô đột nhiên thấp xuống, Lâm Mạc Thần, em hỏi anh một chuyện nhé. Em nói đi. Không biết có phải ảo giác của cô không? giọng nói của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Chuyện của Mạnh Cương là do anh làm. Lâm Mạc Thần im lặng một lát đáp, vận khí của hắn ta không tốt, chọc phải anh. Giọng nói của anh rất thản nhiên, nhưng một Hàng Hạ lại cảm thấy sự chua xót trào ra trong lòng, dường như muốn cô rơi vào. Cảm ơn anh, cô nói, Lâm Mạc Thần, ngủ ngon, ngày mai gặp. Nhớ kiên trì chạy bộ. Ừ, Lâm Mạc Thần đáp, vậy hiện tại em đang ở đâu? Em ở thành phố Giang, nhà Hà Tĩnh. Địa chỉ cụ thể. Ánh trăng đã treo cao nơi chân trời, Lâm Mạc Thần bỏ di động xuống, chỉ im lặng mấy giây, cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng. Khi xuống lầu, gặp được Tôn Chí ở trong thang máy đang chuẩn bị về nhà. Tôn Chí nhìn thấy dáng vẻ của anh cẩn thận hỏi, Chủ tịch Lâm, anh đi đâu vậy? Thành phố Giang. Tôn Chí cúi đầu nhìn đồng hồ giật mình, muộn như vậy sao? Không kịp mua vé máy bay rồi. Lái xe đi xảy ra chuyện gì à tôn chí thân thiết hỏi lâm mạc thần im lặng một lát bỗng nhiên nở nụ cười chuyện lớn đi chạy bộ đồng hồ sinh học có tác dụng vô cùng mạnh mẽ sáng sớm hôm sau một hàng hạ đã tỉnh dậy từ sớm như bình thường nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp thêm một lát nhưng không thể ngủ được đành phải tỉnh dậy tiếng động quấy rầy đến hà tỉnh cô ấy mơ màng hỏi mấy giờ mà cậu đã dậy rồi một hàng hạ mỉm cười đáp quen rồi không dậy sẽ không cảm thấy thoải mái tớ đi chạy mấy vòng đây hà tĩnh ừ một lát sau cười nói cậu xem đấy tớ không có nghị lực như cậu không dậy được một hàng hạ xoa đầu cô ấy bày tỏ sự vỗ về đi xuống lầu ngày mới đã lên người đi đường rất ít một hàng hạ chuẩn bị băng qua đường cái ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe cây en màu đen đổ bên dưới lầu theo thói quen cô nhìn biển số xe cảm thấy mình hoa mắt nhưng tập trung nhìn thì thực sự xác định. Một hàng hạ sửng sốt tại chỗ. Nghĩ lại tối hôm qua sau khi uống say rượu, cô loáng thoáng nhớ được gì đó. Hiện tại cũng đoán được tại sao anh có thể tìm được đến nơi này. Trong lòng không thể diễn tả được cảm xúc. Phiền muộn, rung động, ấy nấy, cô từ từ đi đến bên cạnh xe, vào lúc này tim đập rất nhanh. Nhưng toàn bộ cửa xe đều được đóng kín, xe cũng đã tắt máy. Sau tấm kính thủy tinh, anh ghé vào trên tay lái, gối lên hai tay, không nhúc nhích. Trong áo khoác màu đen chỉ lộ ra cổ áo len. Người đàn ông cao lớn hơn 30 tuổi lại ngủ gục trong xe như vậy. Một hàng hạ đứng bên ngoài xe, im lặng nhìn anh. Một lát sau cô ngẩng đầu, nhìn xung quanh im lặng, ngã tư đường và ánh mặt trời ấm áp. Cô dường như trở nên ngẩn người, sau đó cúi đầu, tìm một chỗ trống ven đường sạch sẽ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chiếc xe cứ ngồi như vậy không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường cô ngẩng đầu nhìn thành phố dần dần thức tỉnh ánh mặt trời chiếu trên người cô càng ngày càng ấm áp không biết qua bao lâu truyền đến tiếng mở cửa xe cô không quay đầu lại cũng không biết tại sao lại muốn cười người nọ đi đến phía sau cô chạy được bao nhiêu rồi anh hỏi giọng nói vô cùng tự nhiên như thể anh bôn ba không phải gần nghìn km trong một đêm đến gặp cô dường như nơi này vẫn là dưới lầu nhà cô một hàng hạ mặt không đổi sắc đáp Mới chạy xong Trở về thì thấy xe của anh Quay đầu liếc nhìn áo khoác dày da của anh Anh mặc như thế này thì chạy làm sao được Chân mày khóe mắt cô mơ hồ có ý cười Nhưng Lâm Mạc Thần vẫn nhanh chóng bắt được Khuôn mặt thông minh ý cười linh động như vậy Giống y hệt trong trí nhớ của anh Cho dù trí nhớ vì lặp lại nhiều lần đã trở nên mơ hồ Nhưng vào lúc này trong nháy mắt nhìn thấy lúng đồng tiền Anh cảm nhận được sự ngọt ngào và đau đớn trong trái tim Người trầm ổn như anh, nhưng lúc này cũng phải cố gắng kiềm chế lắm mới không ôm cô vào lòng. Cuối cùng anh cười nói, nếu không chạy bộ thì đi ăn sáng nhé, dừng một chút, anh đói bụng. Một hàng hạ đứng lên, em đưa anh đi. Trước kia anh cũng không ở lâu tại thành phố Giang, sớm đã không còn quen với nơi này rồi. Lâm Mạc thần đáp, ừ. Người đi đường đã dần nhiều lên, hai người sống vai nhau đi một hàng hạ biết buổi sáng anh không thích ăn những thứ khẩu vị nặng như mì thị bò gì đấy nên mang anh đến một hẻm nhỏ tìm một cửa hàng có đậu hũ và súp rồi đi vào lâm mạc thần vẫn luôn nhìn cô chăm chăm từ sau khi cô trở về anh phần lớn nhìn thấy là bộ dạng lạnh lùng của cô nói trong lòng không đau đớn là giả nhưng lúc này cô mặc một bộ quần áo bình thường hai tay đút trong túi quần bước chân nhẹ nhàng nhìn ngã tư hai bên đường tìm kiếm ánh mắt thỉnh thoảng có ý cười cô giống như một cô gái độc hành mà thoải mái. Có lẽ đây mới là bộ dáng thực sự của cô mấy năm nay chăng? Cô đứng ở trước quầy dặn dò chủ cửa hàng làm súp cho anh như thế nào? Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh buông xuống bên người. Lâm Mạc Thần bỏ tay từ trong túi quần ra muốn nắm tay cô, nhưng cô lại nâng tay lên đi lấy đũa, khuôn mặt nghiêng vô cùng bình tĩnh. Nhất thời Lâm Mạc Thần không nhìn ra cô có ý hay là vô tình tránh né. Hai người ngồi xuống bàn, đồ ăn đã được đem lên khi ăn hai người cũng không nói nhiều, nhanh chóng ăn xong. Một hàng hạ, buổi sáng em còn muốn đi một nơi nữa. Lâm Mạc Thần đáp, được, đi thôi. Một hàng hạ không nói gì, cũng không từ chối anh đi cùng. Hai người cùng ra khỏi cửa hàng, lên xe anh. Không bao lâu sau lại chạy đến công viên Mộc Hàng Hạ mới tới hôm qua. Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh mặt trời sáng rực, bọn họ đi dọc theo con đường trong công viên, không nhanh không chậm, tới một bãi cỏ trống trải, một hàng hạ đoán vị trí nơi này đúng là nhà của cô. Cô dừng bước, cúi đầu, khẽ thở dài, nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu cầu nguyện. Cha, mẹ, hy vọng hai người ở trên thiên đường mạnh khỏe. Mong những người con thương yêu Xuân sẽ bình an. Xung quanh yên tĩnh, khi nhắm mắt lại, toàn bộ chỉ có bóng tối và ánh sáng mơ hồ. Trong nháy mắt cả thế giới trở nên ngừng lại, có một đôi tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô có thể cảm nhận được độ ấm trong ngực anh, giọng nói của anh vang lên ngay bên tai cô, Summer, chỉ là một cái ông bạn bè thôi. Một hàng hạ không cử động, mở mắt ra, vâng. Hai người lặng lẽ đứng ôm nhau, lần thứ hai anh lên tiếng, thực ra mảnh đất này. Một hàng hạ nghiêng đầu nhìn anh. Anh từ từ nở nụ cười, anh từng nghĩ tới việc mua, và còn giữ nguyên vẹn, nhưng thực sự là không mua được, bởi vì liên quan đến quy hoạch tổng thể, anh không thể ngăn cản sự phát triển của thành phố. Một hàng hạ cũng cười, quay mặt sang một bên, cảm ơn anh. Anh không nói gì, hai tay vẫn ôm cô, từ từ ôm chặt, để cho cả cơ thể cô sát vào trong ngực anh. Sau đó anh cúi đầu, khẽ cọ lên mặt cô. Đã lâu rồi một hàng hạ mới cảm thấy tim đập nhanh như vậy, mặt cũng nóng lên. Lúc này phía trước có mấy du khách, vì thế một hàng hạ đẩy anh ra trên bãi cỏ có, có mấy chiếc ghế dài hai người ngồi xuống ánh mặt trời yên tĩnh chiếu vào hai người xung quanh đều sáng rực nhờ khúc xạ từ mặt trời mấy người kia dừng lại một lát rồi bước đi nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ một hàng hạ ngồi thẳng nhìn về phía trước lâm mạc thần cũng ngồi thẳng một cánh tay khoác lên tay vịn phía sau cô một bàn tay đặt trên đùi anh lái xe tới cô hỏi ừ mệt không cô nghiêng đầu nhìn anh anh cũng nhìn chằm chằm cô nở nụ cười rất mệt đã lâu rồi không lái cả đêm anh là chủ tịch phong thần dù là chuyện lớn anh cũng sẽ không vất vả thức đêm xử lý một hàng hạ mỉm cười anh nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi tăng cường rèn luyện anh khẽ đáp ừ một hàng hạ nghiêng đầu không nhìn anh sau đó ánh mặt trời trước mặt cô nhanh chóng bị chặn anh đã cúi mặt xuống tìm được môi cô nhẹ nhàng hôn môi của anh hơi khô một hàng hạ nghĩ có lẽ là do thức đêm ánh sáng bị che khuất cô không nhìn rõ mặt anh lúc đầu anh chỉ dùng môi cọ vào sau đó từ từ hôn tay anh cũng từ từ đỡ lấy phía sau đầu cô tay kia cầm lấy tay cô mặt hai người lặng lẽ chạm vào nhau một nụ hôn dịu dàng im lặng như vậy nhưng dưới ánh sáng rực rỡ một hàng hạ lại cảm thấy bị điện giật khi lưỡi anh tiến vào từ đầu lưỡi truyền đến cảm giác buồn nổ tấn công vào trái tim cô anh dịu dàng hôn như vậy ngón tay anh không tiếng động luồn vào tóc cô rõ ràng đã nhiều năm không gặp nhưng anh lại cảm thấy đã hôn qua hàng trăm nghìn lần mà cô cũng vậy đó là cảm giác chạm đến linh hồn cô biết vô số người lướt qua cô nhưng chỉ có mình anh mang lại cho cô rung động như vậy cô biết đó là cảm giác của tình yêu đã chết đi sống lại thực ra nó chưa từng thực sự chết đi nó vẫn chìm xuống trong thâm cốc mà ngay cả cô cũng không đến được cô cũng biết tại sao anh lại hôn cô giống như người thương yêu duy nhất như vậy nước mắt một hàng hạ từ từ rơi xuống anh phát hiện lấy tay lau đi sau đó ông cô gần hơn khẽ nói hàng hạ xin lỗi một hàng hạ nói không cần phải xin lỗi đều là quá khứ cả rồi anh chạm vào mặt cô dịu dàng mạnh mẽ lại thân mật vì vậy đồng ý quay đầu lại nhìn anh anh hỏi một hàng hạ hít sâu một hơi khẽ đẩy anh ra nói lâm mạc thần không phải quay đầu lại không thể quay đầu lại em muốn thử một lần nữa hiện tại em đã biết anh muốn gì nhưng em cũng không xác định được mình có thể cho anh hay không em cũng không biết hiện tại chúng ta có thích hợp ở bên nhau hay không đối với hai ta mà nói vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ mấy năm nay em đã thực sự từ bỏ anh rồi hiện tại cho dù chúng ta thật sự thử cũng không nhất định có thể thành công cho nên anh xác định muốn như vậy anh thực sự đồng ý sao lâm mạc thần im lặng một lát nở nụ cười em hỏi một người chết đuối có muốn thấy một cọng rơm cuối cùng hay không em nói anh có đồng ý hay không ư chỉ sợ nửa đêm anh nằm mơ tỉnh dậy cũng phải bật cười trong lòng một hàng hạ rung động im lặng một lát ngẩng đầu cô khẽ hôn xuống khuôn mặt nghiêng của anh bốn mắt chăm chú nhìn nhau anh từ từ nở nụ cười khuôn mặt sâu xa nhưng ý cười rõ ràng anh quay đầu đi không nhìn thẳng vào cô nữa một tay cầm lấy tay cô, cách áo len, đặt vào ngực trái của mình. lúc đầu một hàng hạ không hiểu, nhưng bên dưới truyền đến sự ấm áp, cũng như tiếng tim đập dồn dập. vào lúc này tim anh đột nhiên đập rất nhanh. anh cho em sợ cái gì vậy? một hàng hạ giả vờ ngốc nói. em không cảm thấy gì hết. một lát sau cô cũng cúi đầu nở nụ cười. trở lại nhà hà tĩnh, một hàng hạ thu dọn xong hành lý đơn giản của mình. Hà Tĩnh đứng bên cửa sổ nhìn xe và người dưới lầu, do dự hỏi, đó là Lâm Mạc Thần, hai người. Mộc Hàng Hà nở nụ cười đáp, A Tĩnh, mấy hôm nay đã xảy ra một việc. Bọn tớ vẫn còn chưa tính là ở bên nhau, chỉ là muốn thử bắt đầu lại lần nữa thôi. Hà Tĩnh hơi bất ngờ, nhưng cô ấy im lặng một lát, cầm tay Mộc Hàng Hà nở nụ cười, à Hà, chuyện khác thì tớ không cần nói nhiều, nhưng nhiều năm qua cậu chỉ có một mình anh ấy. Trong lòng cậu nghĩ gì thực ra tớ cũng hiểu. Vậy hãy nắm chặt người trước mắt, sống cho tốt. Tớ cũng cảm thấy vui mừng thay cho cậu. Một hàng hạ đáp, cảm ơn cậu A tỉnh. Thực ra tối qua cậu nói mình đã không còn là bộ dáng năm đó. Còn tớ sao không phải chứ? Cậu nói trong lòng oán hận rất nhiều người, thực ra mấy năm nay tớ cũng oán hận anh ấy. Nhiều lúc khi không vui, khó chịu, không chịu được, tớ luôn oán trách đều là do anh ấy nếu lúc trước anh ấy không trêu chọc tớ chịu đứng ở vị trí bạn bè nếu tớ chưa từng gặp được người đàn ông như anh ấy nếu tớ chưa từng yêu anh ấy biết đâu hiện tại tớ đã sớm hạnh phúc rồi cho dù có tiền hay không sau đó tớ sẽ gặp được người coi như là thích hợp rồi cho rằng mình sẽ hạnh phúc cả đời nhưng không còn như vậy nữa tớ gặp anh ấy sau đó gặp được rất nhiều người nhưng cũng không thể yêu ai khác tớ nghĩ cứ như vậy đi một mình sống cả đời cũng không sao cả mấy năm nay cho dù việc học tập sự nghiệp thuận lợi như thế nào dù tớ cảm nhận được mình thành thục trầm ổn biết bao nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó trong cuộc sống không là thiếu rất nhiều hà tĩnh im lặng nghe một hàng hạ tiếp tục nói hôm qua cậu nói hâm mộ cuộc sống làm việc đến bạc mạng của tớ nhưng thực ra có nhiều lúc tớ không làm được như vậy đối với vấn đề liên quan đến tình yêu cần phải an toàn không bị tổn thương, cần phải mạo hiểm mới đạt được toàn vẹn duy nhất, mấy năm nay tớ vẫn lựa chọn với trước. Tớ khờ chứ không ngốc, nhưng tớ thực sự không dám, cô nắm tay Hà Tĩnh, im lặng một lát nói, tớ hy vọng lần này, anh ấy sẽ không bao giờ làm tớ thất vọng nữa. Hóa ra bọn tớ thực sự đều bị vây trong chuyện 7 năm trước. Hiện tại anh ấy đừng làm cho tớ thất vọng nữa. Hà Tĩnh tiễn một hàng hạ xuống lầu. Lâm Mạc Thần bước lên nhận hành lý. Hà Tĩnh nói, này lâm mạc thần nắm chặt cơ hội cho tốt nếu không đừng nghĩ trở thành bạn trai của cô ấy lâm mạc thần cười đáp đương nhiên nhất định rồi hà tĩnh nở nụ cười một hàng hạ nói với cô ấy tớ đi về trước cậu sắp xếp xong mọi chuyện nhanh chóng sang đây hà tĩnh nói ừ một hàng hạ ngồi lên xe lâm mạc thần đi thẳng ra sân bay cô hỏi anh theo em ngồi máy bay trở về vậy xe làm thế nào lâm mạc thần đáp nhờ công ty phân người lái về sau khi lên máy bay một hàng hạ phát hiện chỗ ngồi đã bị đổi thành khoang hạng nhất ngồi cùng với anh tối hôm qua uống chút rượu nên ngồi không được bao lâu cô đã bắt đầu mệt mỏi rã rời định lấy chụp mắt ra đeo lại bị anh cầm tay cô nghiêng đầu liếc anh vẻ mặt anh bình tĩnh thản nhiên một hàng hạ rút tay về lâm mạc thần bây giờ em vẫn chưa phải là bạn gái anh vẫn chỉ là thử ở bên nhau thôi lâm mạc thần nhìn cô cuối cùng có thể im lặng nhìn gần như vậy cảm thấy cô còn trắng trẻo xinh đẹp hơn so với 6 năm trước. Nhưng trên khuôn mặt có sự hời hợt, thần thái tự tin, cô nói mấy câu không hề sợ hãi, lại mang theo chút kiêu căng mà trước đó không có, lại còn có chút khiêu khích giữa nam và nữ. Tim lâm mạc thần lại đập thình thịch, trên mặt từ từ nở nụ cười khẽ nói, không sao, nhà cái chịu mở giới hạn là tốt rồi. Anh sẽ từ từ mở ra, từ từ đuổi theo. Một hàng hạ đeo chụp mắt lên cũng cười. Không biết qua bao lâu cô tỉnh lại, khẽ vén chụp mắt lên, đầu tiên nhìn thấy tay mình đặt trên tay vịn không biết đã bị người đàn ông bên cạnh cầm chặt từ khi nào. Cô không cử động, ngước mắt nhìn anh. Dù sao anh cũng lái xe suốt đêm qua, lúc này ngủ rất say, hơi thở đều đều, mặt mày dễ chịu. Một hàng hạ lặng lẽ nhìn anh, nhìn chiếc trán rộng, chiếc mũi thẳng tắp, xương gò má cao gầy, là bộ dáng trong trí nhớ của cô, nhưng dường như lại thay đổi rất nhiều. Trong lúc đó, Cô không thể rời mắt đi được. Qua một lúc lâu, cô mới quay đầu đi, nhìn mây xếp thành tầng tầng lớp lớp bên ngoài máy bay. Mấy năm nay, cô đã đi rất nhiều nơi, Nam Mỹ, Ai Cập, Bắc Âu, Đại học Columbia, nơi mà Lâm Mạc thần sống ở Mỹ từ nhỏ. Mỗi chuyến bay đều chỉ có mình cô. Hóa ra khi một mình cô độc thực sự không cảm nhận được sự cô độc. Nhưng vào lúc này cuối cùng đã có anh ở bên trong đoạn hành trình này. Cô mới phát hiện một hàng hạ không ngừng đi du lịch một mình kia đang tìm kiếm điều gì. Ban đêm yên tĩnh, ngọn đèn êm dịu, một hàng hạ ngồi trước giường bệnh, chăm chú gọt táo. Trương tử nằm trên giường, nhìn kỹ thần sắc của cô nở nụ cười, có phải có chuyện gì tốt không? Một hàng hạ đem táo đã gọt vỏ xong che miệng anh ta, không phải anh là con mọt sách sao? Khi nào trở nên nhạy cảm lắm chuyện như vậy chứ? Anh muốn nhìn thấy em lấy chồng sớm một chút. Anh đừng quan tâm nhìn thấy anh ta nghe lời ăn hết táo một hàng hạ lại lên tiếng em và anh ấy xem như bắt đầu một lần nữa quan sát tiếp cận nhưng anh cũng biết đấy hiện tại em có chuyện quan trọng hơn cần phải làm trương tử bất đắc dĩ cười kìm hãm được nữ cường nhân như em hai chuyện này không hề mâu thuẫn một hàng hạ cười không đáp trương tử vậy em có đề cập phần sau của kế hoạch với anh ấy không không dù sao anh ấy cũng là chủ tịch của phong thần chờ thành công rồi nói sau. Trương Tử im lặng. Một lát sau, anh ta nói, anh có thể hiểu được tâm trạng của anh ấy. Anh dám đánh cực chuyện anh ấy để ý nhất hiện tại là không phải chuyện nào khác ngoài việc khi nào lấy được em về nhà. Một hàng hạ im lặng một lát mỉm cười, Trương Tử, em nhớ rõ anh tốt nghiệp tiến sĩ ở Princeton, anh có thể đừng giống như các bác gái quan tâm mọi chuyện như vậy không? Thăm Trương Tử xong một hàng hạ về nhà. Sáng hôm sau, cô vẫn xuống lầu chạy bộ như cũ vừa ra khỏi cửa đã thấy lâm mạc thần mặc một bộ quần áo thể thao màu đen đứng bên cạnh vườn hoa hai tay đút trong túi quần ngẩng đầu nhìn cô một hàng hạ dịu dàng cười với anh chạy trước vào trong sương mù anh nhanh chóng chạy theo phía sau chào buổi sáng anh nói chào buổi sáng cảm giác của con người là một thứ vô cùng kỳ lạ bình thường một hàng hạ một mình chạy bộ cũng không cảm thấy gì trong lòng bình tĩnh Hiện tại bên cạnh có thêm anh Tuy hai người khi chạy không nói với nhau lời nào Nhưng cảm giác về sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ Khiến trái tim Mộc hàng hạ không thể yên ổn Chạy được khoảng nửa tiếng Tốc độ của Lâm Mạc Thần dần dần chậm lại Mộc hàng hạ nghĩ đến anh không chạy được nữa Cũng chạy chậm lại quay đầu nhìn anh Sau đó chợt nghe thấy anh nói Hàng hạ, anh không chạy được nữa Lời còn chưa dứt Tay Mộc hàng hạ đã bị anh bắt được Cô thấy ánh mắt anh trầm tĩnh như nước sau đó người đã bị anh kéo vào trong lòng ông. Trái tim Mộc Hàng Hạ rung lên, lúc này mới hiểu anh có dụng ý khác, lập tức khẽ cười nói, Lâm Mạc Thần, chạy bộ là chạy bộ, đừng có nghĩ đến chuyện đục nước béo cò, cô rút tay ra, tăng tốc độ chạy về phía trước. Trong lòng Lâm Mạc Thần trống rỗng, nhìn bóng dáng xinh đẹp mạnh mẽ của cô, một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Thủ đoạn này của anh trước kia là bách phát bách trúng. Anh chỉ cần nửa thật nửa giả ra tay, cô có lẽ đều mềm nhũng, e lệ, vui vẻ cười trong lòng anh. Hiện tại, vẻ mặt anh bình tĩnh lần thứ hai đuổi theo cô. Cuối cùng đã chạy xong một tiếng. Mặt trời cũng nhô lên, hai người sống vai trở về. Bởi vì nhiều năm một hàng hạ sống cuộc sống một mình, nhiều thói quen do mẹ hình thành vẫn giữ đến ngày hôm nay. Ví dụ như lúc này khi người đầm đìa mồ hôi, cô theo thói quen lấy khăn mặt ra lau khô mặt và cổ, cũng với tay vào sau lưng lau qua để tránh bị gió thổi làm cảm. Lâm Mạc Thần nhìn động tác theo thói quen của cô nói, để anh. Một hàng hạ ngẩn ra, khăn mặt trong tay đã bị anh cầm đi. Hai người đứng dưới mái hiên tòa nhà trong ánh mặt trời, trên đường cũng không có người khác, một hàng hạ quay lưng về phía anh, không biết tại sao lại cảm thấy hơi run rẩy. Khóe mắt thoáng có ánh sáng, nhìn anh thả lỏng khuôn mặt trầm tĩnh. Một tay anh khẽ kéo áo cô, tay kia cầm khăn mặt, dò xét đi vào. Dọc theo bả vai cô, bắt đầu đi xuống phía dưới qua chiếc lưng gầy của cô sau đó là áo ngực rồi lại là lưng hai bên sườn của cô cẩn thận dịu dàng lau khô rõ ràng anh không sờ một chút nào nhưng một hàng hạ nhiều năm chưa bị đàn ông đụng vào cơ thể lại cảm thấy từng trận tê dại bao trùm khắp lưng sau đó quét khắp toàn thân mặt cô cũng hơi nóng lên lúc này tay anh lui ra chỉnh lại quần áo cho cô nói xong rồi một hàng hạ cầm lại khăn mặt Cảm ơn anh, anh lại nở nụ cười một chút nói, giúp anh lau một chút, đừng để anh bị cảm. Lưng anh vẫn cao lớn như trong trí nhớ, nhưng hình như trắng chắc hơn trước. Một hàng hạ nhìn mấy giây, khẽ nhấc áo anh lên, đưa khăn mặt vào, ngón tay chạm vào bờ vai anh, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới lau, đến xương sống lưng, đến thắt lưng gầy của anh. Anh bỗng nhiên đưa tay ra phía sau bắt được tay cô. Anh im lặng, một hàng hạ cũng không cử động cô ngửi thấy mùi mồ hôi trên lưng anh còn cả hơi thở quen thuộc chỉ thuộc về anh trong lúc nhất thời ý thức trở nên rung động một lát sau cô rút tay về cũng chỉnh lại quần áo cho anh không khí giữa hai người dường như trở nên hơi khác biệt anh ngước mắt nhìn cô mơ hồ có ý cười hôm nay em có nấu cháo đủ cho hai người ăn không hôm nay không nấu ăn sáng ở bên ngoài đi lâm mạc thần đáp một hàng hạ dẫn anh đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía trước thực ra hôm nay cô cố ý không nấu cháo ông một tâm tư tế nhị cô nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của người đàn ông bên cạnh cảm thấy nếu nhận lời để anh tiến từng bước cô làm sao còn ép được anh chứ tới cửa hàng hai người đứng trước quầy hàng một hàng hạ nhìn thực đơn trên tường hỏi anh anh ăn gì lâm mạc thần nói anh ăn gì không phải luôn do em gọi sao nói xong đưa ví tiền cho cô còn bản thân đi trước tìm ghế ngồi xuống lời nói của anh khiến mộc hàng hạ hơi sững sờ bởi vì ngày trước khẩu vị của anh cực kỳ soi mói lúc đầu đi đâu ăn đều là do anh dẫn cô đi sau đó hai người quen thuộc hơn cô cũng hiểu rõ khẩu vị của anh nên anh cũng bớt lo lười biếng để mặc cho cô sắp xếp anh đúng là một người chủ nghĩa đại nam tử thích để cho người phụ nữ của mình đi sắp xếp việc này mà mỗi khi mộc hàng hạ gọi xong đồ ăn quay về bàn anh luôn thích để cho cô ngồi bên cạnh mình chứ không phải ngồi đối diện sau khi ăn cơm xong anh thích ông cô xem tin tức trên điện thoại hoặc khẽ chạm vào tóc cổ cô vành tai và tóc mai hai người khẽ chạm vào nhau một hàng hạ thu lại tâm tư gọi xong đồ ăn thanh toán tiền quay người lại đã thấy lâm mạc thần ngồi vào ghế chừa lại một khoảng trống bên cạnh tay còn đặt lên chỗ tựa lưng tuy anh mặc quần áo thể thao nhưng vẫn mang theo khí chất kiêu ngạo lạnh lùng anh đang nhìn cô chờ cô ung dung thản nhiên trêu chọc cô giống như anh chàng kiêu ngạo lại hư hỏng năm đó trong lòng một hàng hạ hơi rung động cô nhìn không cười đi qua làm như không phát hiện dụng ý của anh ngồi xuống đối diện đưa ví tiền cho anh đồ ăn sẽ được mang lên nhanh thôi lâm mạc thần im lặng anh đứng lên bước qua bàn đi sang bên cạnh cô ngồi vào đi anh nói một hàng hạ để làm gì tay anh dừng trên lưng cô Ông cô đẩy cô dịch vào trong Thắt lưng một hàng hạ tê dại đành phải để mặt anh Lúc này anh mới buông tay ra Ngồi xuống bên cạnh cô Một lát sau Tay tự nhiên khoát lên vai cô Khẽ vuốt ve tay cô Sau đó đến cổ cô Ngón tay anh thon dài mềm mại Một hàng hạ vừa ngứa vừa tê dại khi bị anh chạm vào Cả hai người đều im lặng Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện Để giúp mình có thêm động lực nha Một buổi sáng cứ thế trôi qua như vậy Mộc hàng hạ về nhà tắm rửa, đến công ty vẫn còn sớm, chưa tới thời gian đi làm, nhưng từ xa đã nhìn thấy cửa văn phòng Lục Chương khép hờ, đèn còn bật sáng. Đúng là ngạc nhiên. Lục Chương chưa bao giờ đến sớm như vậy. Cô đi qua đẩy cửa, quả thực thấy Lục Thiếu Gia ngồi ngay ngắn sau máy tính, bộ dáng vẽ mặt vô cùng buồn chán. Nhìn thấy cô xuất hiện, ánh mắt anh ta sáng ngời, sau đó nở nụ cười, này, đây không phải là sư phụ sao? Đã ăn chơi về rồi à? anh ta cười vô cùng vui vẻ trong lòng một hàng hạ cũng ấm áp thản nhiên nói nói bậy gì đấy ai đi ăn chơi chứ tôi có việc sao cậu đến sớm như vậy không có tôi ở đây trở nên chăm chỉ a à. vi sư cảm thấy vô cùng vui mừng lục chương thờ ơ đáp ha ha từ trước đến nay bổn thiếu gia đều làm theo ý mình muốn làm mấy tiếng thì làm mấy tiếng nửa đêm đi làm thì sao chứ chăm chỉ ư xin lỗi tôi tạm thời chưa có nghĩ sâu như vậy mộc hàng hạ bị anh ta chọc cười xoay người muốn về văn phòng của mình lục chương lại gọi cô đợi đã mộc hàng hạ nhìn anh ta còn có chuyện gì à lục chương hỏi cô đi thành phố giang gặp ai vậy đi nhiều ngày như vậy một người bạn cũ à lục chương miễn cưỡng nói nam à có phải trợ lý cô muốn sắp xếp kia không không phải là nữ mộc hàng hạ nhanh nhẹn đáp lục chương nghe vậy nở nụ cười duỗi thắt lưng tinh thần tỉnh táo trong nháy mắt lại ngồi thẳng nữ là tốt rồi sư phụ cô không nói sớm ê cô ấy xin không có đẹp hơn cô không nghe mấy câu đứng đắn của anh ta một hàng hạ lập tức xoay người đi buổi sáng một hàng hạ mang lục chương đi tuần tra cửa hàng kiểm tra tình hình chuẩn bị cuối cùng của trung tâm mua sắm duyệt gia hôm nay lục chương biểu hiện vô cùng nghe lời phục tùng cả đường đều đi theo sát cô còn chủ động nói ra một số vấn đề Mộc hàng hạ đương nhiên kiên nhẫn chỉ bảo anh ta hai người cứ như vậy hòa hợp trải qua một buổi sáng đến buổi trưa phùng nam đã đặt xong một nhà hàng cho anh ta là một nhà hàng gần đó hoàn cảnh vô cùng tao nhã phùng nam cũng không dám làm quá rõ ràng tuy đã thuê gian phòng nhỏ dành cho tình nhân nhưng không có hoa hồng và nến mà chỉ trang trí thanh lịch thoải mái vì vậy khi một hàng hạ bước vào chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp cũng không phát hiện có gì bất thường còn Lục Chương đã rất quen thuộc với những nơi ăn chơi như thế này, nhìn thấy ghế số pha tình nhân màu đỏ và trang trí lãng mạn, liếc mắt nhìn Phùng Nam, im lặng nở nụ cười. Vì thế Phùng Nam biết mình làm đúng rồi. Trong gian phòng nhỏ, một mặt tường đều là kính, có thể quan sát phong cảnh cả thành Bắc Kinh. Lúc này là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi khắp các tòa nhà, một hàng hạ hơi kinh ngạc với phong cảnh này, đến bên cửa sổ, tay đặt trên kính, tập trung nhìn bên ngoài đẹp quá cô nói lục chương đi đến phía sau cô một bàn tay đặt trên tường tay kia đặt trên kính đi thêm một bước có thể ôm cô vào trong lòng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô trái tim anh ta đập rất nhanh vừa hưng phấn lại hồi hộp anh ta chưa từng theo đuổi phụ nữ hơn tuổi mình lại còn là sư phụ cảm thấy trong đầu đều nóng hầm hập một hàng hạ vô tâm không phát hiện đẹp chứ anh ta khẽ nói ở trên đỉnh đầu cô sư phụ thành Bắc Kinh còn có nhiều nơi đẹp hơn, sau này tôi sẽ mang cô đi xem. Anh ta nói chân thành lại còn gọi cô là sư phụ, Mộc Hàng Hạ không phát hiện ra điều gì khác thường cười đáp, cảm ơn. Phùng Nam nhìn bộ dáng hai người bọn họ, nữ xinh đẹp cởi mở, nằm anh Tuấn bướng bỉnh đứng cùng một chỗ, cũng là một đôi bích nhân. Anh ta nhìn thấy tay lục chương đặt bên thắt lưng Mộc Hàng Hạ, đục trịch nhưng không dám tiến lên, cảm thấy nếu mình còn đứng ở nơi này, không chừng lục chương sẽ chiên sống anh ta vì anh ta không tiếng động lui ra ngoài đóng cửa lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở một hàng hạ quay đầu lại lục chương nhanh chóng thả tay xuống làm như không có việc gì nói ngồi xuống ăn cơm thôi một hàng hạ liếc nhìn ra cửa phùng nam đâu lục chương cầm đổ gấp đồ ăn nói cậu ta còn một đống việc nữa mặc kệ cậu ta chúng ta ăn thôi một hàng hạ ngồi xuống nhìn đồ ăn nói chỉ là ăn cơm thôi sao phải đến nơi sang trọng thế này tùy tiện là được rồi lục chương đáp cơm trưa của bổn thiếu gia sao có thể tùy tiện được chứ trước tiên là phải tốt trưa mai chúng ta đi ăn đồ nhật đi nhà hàng ấy có món sushi tôi rất thích tôi cảm thấy cô chắc chắn cũng thích một hàng hạ hơi bất đắc dĩ lười nói với anh ta ăn được một nửa di động của một hàng hạ vang lên cô liếc mắt nhìn lục chương ở phía đối diện đi ra cửa sổ nhận điện thoại lục chương cúi đầu ăn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía cô. Mộc hàng hạ, alo. Giọng nói của Lâm Mạc Thần truyền đến, alo. Mộc hàng hạ khẽ cười, chuyện gì vậy? Em ăn cơm chưa? Anh hỏi. Em đang ăn. Hai người im lặng một lát, anh nở nụ cười, anh cũng đang ăn cùng với đám quản lý đầu tư. Ăn không tốt lắm. Buổi tối em rảnh không? Anh tới đón em đi ăn. Tối nay không được rồi, một hàng hạ đáp, em có việc. Ừ. Vậy hôm khác nhé. Vâng. Summer. Anh nói, nhớ em. Một hàng hạ khẽ từ một tiếng. Cúp điện thoại, cô quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của lục chương tỏa sáng như chuông đồng nhìn cô. Nhìn tôi làm gì, cô ngồi xuống tiếp tục ăn. Lục chương nói, điện thoại của ai mà khiến sư phụ cười dịu dàng như vậy? Một người bạn. Lục chương im lặng ăn mấy miếng, bỗng nhiên nở nụ cười. Ê, sư phụ, tôi biết cách đây 3 km có một nơi vui chơi rất lớn, buổi tối xong việc, chúng ta đi nơi đó chơi được không? Một hàng hạ cũng không ngẩng đầu lên chỉ đáp, không được, buổi tối tôi có việc. Việc gì vậy? Tôi đi đón người bạn tên Hà Tĩnh, là người đến làm trợ lý cho tôi ấy. Lục chương giật mình, à. Đợi mấy ngày, buổi tối lại không hẹn được cô, cả tối lục chương đều không yên lòng, đi ăn đồ hải sản với mấy người bạn, ăn được một nửa, anh ta im lặng chạy đi. Lúc này đã là 9 giờ hơn, một mình anh ta lái xe bất tri bất giác lại tới tiểu khu mộc hàng hạ ở. Hiện tại anh ta cũng hơi chán nản, sớm biết như vậy, anh ta đã bảo Phùng Nam thuê phòng cho cô gần nhà anh ta, không tốt nhất là đem một căn hộ của anh ta cho cô ở, dù sao anh ta cũng có nhiều căn hộ, như vậy là hay nhất. Nghĩ lung tung, anh ta từ từ đổ xe cách dưới lầu nhà cô không xa. ngẩng đầu nhìn thấy nhà cô đã sáng đèn, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Mẹ nói chứ, anh ta hoài nghi mình có phải bị bệnh yêu mẹ hay không. Anh ta cúi đầu hút thuốc, mở cửa kính xe, từ từ hút, trong lúc lơ đảng, lại thoáng nhìn về phía trước cách đó không xa, đang có một chiếc cây en đổ ở đó. Anh ta nhận ra chiếc cây en này. Anh ta lạnh lùng nhìn chầm chầm, chật chật lão lưu manh kia lại đến đây quấy rầy. Ai ngờ qua mấy phút, quả nhiên nhìn thấy lâm mạc thần xuống xe. Dựa vào ánh mắt của Lục Chương không thể không thừa nhận người đàn ông 30 tuổi này có vẻ ngoài rất tốt, mặc quần áo cũng đẹp. Chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen lại có thể lộ ra sự mạnh mẽ, khí chất bất phàm. Lâm Mạc Thần dựa vào bên cạnh xe, cũng không đi lên, hút thuốc, sau đó ngẩng đầu, từ từ hút, nhìn cửa sổ nhà mộc hàng hạ. Lục Chương nhìn thấy cảnh này đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, tận mắt nhìn thấy một người đàn ông có thể nói là truyền kỳ trên thương trường, một người mà ngay cả cha anh ta cũng phải tôn trọng, lại cùng canh giữ dưới lầu ở dưới nhà người phụ nữ này. Hơn nữa Lục Chương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng mối bất hòa giữa hai người kia, còn anh ta là người đến sau, trẻ tuổi hơn Lâm Mạc Thần, căn bản là không cần thăm dò và tham dự vào. Lục Chương hút xong ngụm thuốc cuối cùng, di mạnh tàn thuốc dưới chân, ngước mắt nhìn chầm chầm vào Lâm Mạc Thần. Đúng lúc này, cửa tòa nhà bị đẩy ra, Mộc Hàng Hạ đi ra. Trong lòng Lục Chương hơi động, không chớp mắt nhìn chầm chầm cô. Tuy nhiên cô không hề chú ý tới xe của Lục Chương, chỉ nhìn Lâm Mạc Thần, sau đó mỉm cười. Lâm Mạc Thần nghênh đón, đưa túi anh đào trong tay cho cô. Lục Chương nhìn thấy anh đào, trong lòng thầm mắng, siết. Sau đó hai người còn nói gì đó, Mộc Hàng Hạ nhận lấy anh đào, xoay người muốn lên lầu. Lâm Mạc Thần lại giữ chặt tay cô, không biết xấu hổ kéo cô lại. Sau đó nắm tay cô không buông ra, khuôn mặt một hàng hạ vốn bình tĩnh trước mặt lục chương, bây giờ lại hơi đỏ ửng, tuy không thân thiết hơn, nhưng cũng không tránh đi. Lục chương không thể nhìn được nữa, lạnh mặt, lấy điện thoại ra gọi cho một hàng hạ. Sau đó nhìn thấy một hàng hạ buông tay lâm mặt thần ra nhận điện thoại, alo. Lục chương. Lục chương thở phào, giọng nói tự nhiên nở nụ cười, sư phụ, có việc gấp. Việc gấp gì vậy, cô nhìn lâm mạc thần cuối cùng xoay người đi vào bên trong đầu lục chương nhanh chóng xoay chuyển nói ta à, hôm nay chúng ta đi tuần tra cửa hàng có mấy vấn đề tôi không rõ là mắt thấy cô đã đi vào trong thang máy không nhìn thấy nữa lục chương mới khẽ thở ra nói lung tung mấy câu tìm lý do cúp điện thoại còn nghe thấy một hàng hạ mắng anh ta một cậu không đầu không đuôi đúng vậy hiện tại anh ta chính là không đầu không đuôi đấy thì sao lục chương lại ngẩng đầu Phát hiện Lâm Mạc Thần đứng tại chỗ cũng xoay người. Lục Chương vẫn không nhúc nhích nhìn anh. Lâm Mạc Thần dường như có trực giác, ngước mắt lên, nhìn thấy anh ta ở cách đó 10 mét. Hai người đàn ông nhìn nhau không chớp mắt. Mặt Lục Chương không hề thay đổi. Lâm Mạc Thần lại bật cười, cũng không nhìn anh ta, lên thẳng xe. Lục Chương ngồi tại chỗ, nhìn thấy Lâm Mạc Thần quay xe, sau đó lái về phía anh ta. Ánh mắt Lâm Mạc Thần vẫn nhìn thẳng về phía trước không thèm liếc lục chương cái nào cho đến khi hai chiếc xe lướt qua nhau khóe môi lâm mạc thần mới cong lên khuôn mặt nghiêng của anh không có chút biểu cảm nào lục chương cảm thấy mình chưa từng gặp người đàn ông nào có ánh mắt lạnh lùng như lâm mạc thần lâm mạc thần lái xe nghênh ngang rời đi rõ ràng lâm mạc thần chưa làm gì hết nhưng lục chương cảm thấy phổi như nổ tung ngón tay người đàn ông hơi khô và lạnh khuôn mặt của anh mái tóc đen của anh tiếng cười trầm thấp của anh sự ấm áp trong ngực anh. Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau. Cơ thể cuốn lấy nhau, vô cùng thân mật, gần gũi. Một hàng hạ hà cảm nhận được tình yêu phát ra từ sâu trong đáy lòng, mãnh liệt đến mức bao trùm cả cơ thể cô. Đó là một loại tình cảm phóng túng, không thể ngăn cản được, mỗi khắc gặp lại anh càng chân thực hơn, mong lung mà khắc cốt ghi tâm. Sau đó trong nháy mắt cơ thể lạnh đi, trái tim cũng trở nên lạnh giá, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng rời đi trong màn sương mù rời khỏi cô không lưu luyến chút nào cô đuổi theo bước chân của anh nhưng không đuổi được không nhìn thấy mặt anh không nghe thấy tiếng anh nhưng một hàng hạ cảm nhận được sự lạnh lùng và đoạn tuyệt từ trong lòng anh sự đau đớn giống như đã từng quen thuộc lập tức đâm vào trong lòng cô cô cảm nhận được hai mắt mình đã ướt đẫm nước mắt cô đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời nhìn đồng hồ treo tường 2 giờ. Cô thở dài, tựa vào ghế. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi như vậy, chỉ nằm úp mặt ngủ mà cũng nằm mơ. Cô lặng lẽ ngồi một lát, trên mặt không có biểu cảm gì. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hà Tĩnh mặc bộ váy công sở, bộ dáng vẫn hơi câu nệ chưa thích ứng được, cười nhìn cô, Mộc Tổng, phải đến phòng họp rồi. Một hàng hạ cũng cười, dùng ánh mắt hài hước nhìn cô ấy, à, cảm ơn, tôi lập tức đi ngay. Trong phòng họp, một hàng hạ và nhóm quản lý đang ngồi một người trong đó cúi đầu nhìn đồng hồ nói một tổng đã nửa tiếng rồi tiểu lục tổng lại không tới à một hàng hạ trầm ngâm không nói một quản lý khác nói đã ba ngày lục tổng không tới công ty rồi cũng không tham gia cuộc họp của chúng ta cuối tuần sau trung tâm sẽ khai trương cậu ta không đến đúng là không thích hợp mọi người đều gật đầu nhưng không nói thêm gì tuy nói trên nguyên tắc là do một hàng hạ chủ trì nhưng dù sao lục chương cũng là người giữ chức vụ chính lại còn là thái tử gia hiện tại vào thời điểm quan trọng anh ta lại đột nhiên biến mất cảm giác giống như trước khi vào trận quyết chiến chủ soái bỏ chạy cho dù là tinh thần hay sức lực chiến đấu đều không ổn một hàng hạ cũng không hiểu rốt cuộc lục chương bị làm sao mấy hôm trước vẫn còn tốt vô cùng nghe lời đột nhiên lại chơi trò biến mất với cô điện thoại cũng không nhận người cũng không thấy đâu Hỏi Phùng Nam thì anh ta lấp liếm nói mấy hôm nay Lục Tổng đi chơi với bạn, anh ta cũng không tìm thấy. Một hàng hạ nghe xong cũng hơi tức giận, dứt khoát mặt kệ cậu ta mấy ngày. Ai ngờ sắp khai trương rồi cậu ta cũng không trở về. Tôi sẽ liên lạc với tiểu Lục Tổng, một hàng hạ nói, không đợi nữa, hợp thôi. Tòa biệt thự trên núi vùng ngoại thành Bắc Kinh. Sao trên bầu trời chi chít hơn rất nhiều so với trong thành phố. Rừng cây bao phủ xung quanh. Mộc hàng hạ dừng xe ở cửa biệt thự địa chỉ hỏi từ chỗ chủ tịch lục đống nhắc tới đứa con trai phản nghịch lục đống cũng rất tức giận cũng xin một hàng hạ khoan dung còn một hàng hạ cũng không oán giận câu nào cô cảm thấy mình cũng nên khoan dung với lục chương đi tới cửa ấn chuông nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức ốc còn cả tiếng nói chuyện xem ra lục thiếu gia tổ chức tiệc mời không ít người nha một người trẻ tuổi nhanh chóng ra mở cửa nhìn quần áo khí chất cũng là dạng giàu có mở cửa nhìn thấy là người đẹp cậu ta cười cô gái cô tìm ai vậy một hàng hạ đáp tìm lục chương ngừng một chút nói tôi là một hàng hạ phó tổng của phương nghi chàng trai trẻ nhìn cô ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ sau đó lập tức bật cười nói ai da hóa ra là sư phụ à thật vinh hạnh cho kẻ hèn này mau vào đi tiểu lục đang suy sụp tinh thần ở bên trong phải dựa vào sư phụ cô siêu độ cho cậu ta tiếng gọi sư phụ của cậu ta khiến một hàng hạ bật cười cô đi theo cậu ta vào dọc đường đi qua vườn hoa lửa trại bể bơi gặp không ít người tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi giống cậu ta có cả trai lẫn gái cậu ta còn cố tình gặp ai cũng giới thiệu đây là sư phụ của tiểu lục đấy sư phụ đến này kết quả tất cả mọi người đều đổi giọng gọi sư phụ vô cùng thân thiện ngọt ngào điều này khiến một hàng hạ hơi bất đắc dĩ cũng hiểu ra bạn bè của lục chương đều rất thú vị Cuối cùng anh chàng trẻ tuổi dẫn cô đến nơi sâu trong biệt thự, trước một cửa phòng ở tầng 1, sau đó nhỏ giọng nói, cậu ta đang ở bên trong. Sư phụ, mấy này nay tiểu tử này giống như ăn phải thuốc nổ, gặp ai cũng phun. Cô đi trừng trị cậu ta đi, tôi không đi trước lấy xui xẻo đâu. Nói xong cậu ta bước đi. Một hàng hạ đứng ở cửa một lát, bên trong hình như có tiếng nói chuyện, cô gõ cửa. Giọng nói lạnh lùng của lục chương truyền đến, ai? Một hàng hạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra Đó là một căn phòng ở bình thường Rất rộng, ngoài giường ngủ Còn có sofa và bàn Bên ngoài cửa sổ là một chiếc bể bơi nhỏ Lúc này trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ Cả phòng mờ ảo Lục chương ngồi trong sofa Bộ dáng nóng nảy Bên cạnh cậu ta có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng Mặt lục chương vốn âm trầm Nhìn thấy một hàng hạ hơi ngẩn ra Một hàng hạ cười đi vào nói Bỏ bê công việc trốn tránh tôi, là để mở tiệc ở chỗ này. Lục chương còn chưa lên tiếng, cô gái bên cạnh đã tức giận quát một hàng hạ, cô là ai mà dám nói vậy với tiểu lục. Cô im miệng, lục chương quay đầu quát cô gái. Cô gái hơi sửng sốt, trong lòng vô cùng uất ức. Hôm nay cô nàng vốn muốn làm chút chuyện với lục chương, ai ngờ còn chức nói dứt lời đã bị lục chương đuổi ra ngoài bảo đừng làm phiền. Hai người còn chưa nói rõ ràng, ai ngờ lại có một cô gái tiến vào, lục chương còn bảo vệ cho cô ta. Cô gái nghĩ tiếp theo chắc chắn lục chương sẽ đuổi mình đi. Ai ngờ lục chương mắng cô ta xong, lại bỗng nhiên kéo cô ta ôm vào trong lòng, còn sờ soạn lưng cô ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hóa ra tính cách lục chương bạo dạng như vậy. Cô gái giống như nằm mơ. Lúc này lục chương ôm cô ta, quể oải nói, sư phụ, không phải tôi đã sớm nói rồi sao, lúc nào tôi muốn làm thì sẽ làm, từ trước đến nay đều làm theo ý mình cô tới tìm tôi làm gì chứ quan tâm tôi à biết làm sao đây đối với cô tôi chỉ là buồn loãng không trát được tường nếu không cô về trước đi mặc kệ tôi như vậy cả cô và tôi đều tốt cô gái không dám lên tiếng một hàng hạ hà im lặng nhìn bộ dáng lục chương một lát bình tĩnh hòa nhã nói lục chương có thể để bạn cậu ra ngoài trước không rồi chúng ta nói chuyện cô gái trừng cô dựa vào cái gì mà cô bảo tôi ra ngoài chứ tiểu lục Ai cho cô cãi lại cô ấy Lục chương nói Cô ấy bảo ai ra ngoài thì người đó phải ra ngoài Cút đi Anh ta đẩy cô gái kia ra Cô gái tức đến mức mặt mũi trắng bệt Khóc đi ra ngoài Một hàng hạ vẫn im lặng đứng ở bên cạnh Cho đến khi trong phòng rốt cuộc yên tĩnh Lục chương nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh Không nhìn cô nhưng một hàng hạ chú ý hai má cậu ta đã hơi ửng đỏ, có lẽ là đã uống rượu. Mộc hàng hà nghĩ nên vừa rồi cậu ta mới vui buồn thất thường như vậy Vừa làm tổn thương rồi lại che chở cô, mắng cô gái kia Một hàng hà đi đến trước mặt cậu ta, ngồi sổng xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta Ngón tay lục chương hơi dịch chuyển trong ánh sáng u ám Lục chương, đã xảy ra chuyện gì khiến cậu khó chịu như vậy, cô dịu dàng hỏi Lục chương im lặng một lát quay đầu, nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của cô Tất cả sự tức giận, không cam lòng, và tàn nhẫn đều không phát ra được, Mùn phiền sụt sôi trong lòng. Không có việc gì, cậu ta thấp giọng đáp. Một hàng hạ nhìn cậu ta chăm chú, một lát sau, không hiểu sao cậu ta cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác không nhìn thẳng vào cô nữa. Sau đó cô lại lên tiếng, tiểu lục, cậu có biết không? Cho tới bây giờ tôi chưa từng được sống ở biệt thự nào tốt như nơi này. Một căn biệt thự thế này ở Bắc Kinh ít nhất cũng phải 20 triệu nhỉ. Lục chương hơi giật mình, ngước mắt nhìn cô. Một hàng hạ hà cười, nhưng cậu có biết không, tôi cũng không hâm mộ cậu. Lục Chương im lặng. Tôi không biết nguyên nhân cậu bị đả kích, hiện tại đã được nửa đường còn muốn vứt bỏ hoặc là không có hứng thú với chuyện chúng ta đang làm. Cậu cảm thấy cho dù duyệt gia không thành công cũng không có ảnh hưởng thực chất gì với cậu đúng không? Mấy ngày nay, cậu bỏ bê công việc, người bên dưới vẫn tăng ca làm thêm giờ như cũ, chạy nước rút cuối cùng. Cậu không đến. Tuy bên ngoài mọi người không dám nói Nhưng trong lòng đều sẽ có suy đoán Sẽ cảm thấy cậu thực ra đã không còn chống đỡ tiếp được chuyện này nữa Không phải là tôi không chống đỡ được Lục chương hơi khàn giọng nói Một hàng hạ chỉ mỉm cười Cậu không ý thức được mấy ngày nay mình chịu chạy đến công trường Đi đàm phán với các nhà cung ứng Đi mắng hoặc khích lệ nhân viên Trong lòng người ở công ty đã thay đổi rồi Bọn họ bắt đầu quen nhìn thấy cậu Nhìn thấy cậu tồn tại Mấy ngày nữa sẽ tổ chức lễ khai trương Cho dù thành công Nhưng nếu cậu không có mặt Thì điều này đối với những người vừa mới bắt đầu đi theo cậu đã thất bại rồi Không hiểu sao lục chương cảm thấy rung động Giật giật môi Không nói chuyện Bởi vì cậu ta chưa từng cân nhắc đến vấn đề này Tôi nói không hâm mộ cậu Không phải vì tôi không khát vọng những thứ kia Mà là trong cuộc sống tôi sẽ không để cho mình nhìn lên phía trên Mà muốn để cho bản thân nhìn xuống phía dưới Mộc hàng hạ nói Lục Chương ngước mắt nhìn xuống phía dưới. Từ cô đáp, tất cả các cuốn sách truyền cảm hứng, tất cả các nhà lãnh đạo kinh doanh đều cổ vũ chúng ta nhìn lên trên có đúng không? Nhưng thực ra không phải. Nhìn lên trên là mục tiêu, còn nhìn xuống dưới mới là cuộc sống. Năm tôi tốt nghiệp trung học, cha mẹ đều qua đời, ngay cả đại học tôi cũng thi trượt, chỉ là một nhân viên bán hàng trong siêu thị. Hiện tại là du học sinh từ nước ngoài về nhưng ngày xưa chỉ là kẻ tốt nghiệp trung học phổ thông. Có lẽ cậu không tưởng tượng nổi điều này đúng không? Ánh mắt lục chương hơi chuyển động, khẽ nói, ừ. Nhưng khi đó tôi nói với chính mình phải nhìn xuống phía dưới, còn có người ngay cả nhà ở, mái ngói để che đầu còn không có. Ở siêu thị của tôi có một chị hơn 30 tuổi, không có ai để dựa vào, tan làm còn phải chăm sóc con. Một phần tiền phải chia làm hai, ngay cả tiền ngồi xe buýt cũng tiếc dù mỗi ngày đều phải ngồi đi làm. Tôi tận mắt chứng kiến có người lang thang, đi chợ do dự hồi lầu, mới mua một miếng đậu phụ khô ăn nấu ăn miếng. Thực sự có người ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Còn tôi khi đó mỗi tháng còn kiếm được 800 tệ. Tôi cảm thấy bản thân phải biết đủ. Thỏa mãn với cuộc sống, không mơ mộng viễn vông. Từ nhỏ cậu đã giàu có, không cần cố gắng gì đã có được tất cả khát vọng mà người bình thường phải phấn đấu cả đời tôi nghĩ cậu đã từng nghĩ sau khi thừa kế phương nghi phải trở thành người giống như cha cậu thậm chí còn phải xuất sắc hơn tôi biết cậu không cam lòng với sự tầm thường trong lòng cậu nhất định muốn nhưng chừng nào thì cậu đã nhìn xuống phía dưới chứ nhìn công ty nhìn nhân viên của cậu bọn họ không phải của tôi cũng không phải của bất cứ ai là của cậu mỗi ngày bọn họ vất vả làm việc là để đạt được sự khen thưởng của cậu nhận được tiền lương và vị trí tốt để phục vụ cho gia đình mình nếu duyệt gia thành công, tất cả sự cố gắng của bọn họ cũng sẽ không uống phí, bọn họ còn cảm thấy hãnh diện khi theo cậu làm việc. Hơn nữa có thể tự hào nói chúng ta làm chuyện này không chỉ là kinh doanh thành công, mà còn đóng góp cho xã hội. Cậu thân là người kế tục phương nghi, không chỉ có địa vị tốt đẹp và lợi ích, cậu còn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm và tương lai của nhiều người. Cậu nhìn xuống phía dưới đi, nhìn công ty đi. Bọn họ đều đã muốn tin tưởng cậu, bọn họ đang chờ cậu nãy giờ lục chương không nói gì trong ánh sáng u ám nghe cô nói hết với cậu ta tôi cảm thấy một người cho dù đứng ở vị trí nào thấp kém cũng tốt mạnh mẽ cũng thế đều phải có ý thức nhìn xuống phía dưới có chí tiến thủ cô nói nội tâm cậu là người như vậy tôi biết cậu là người giống như tôi hiện tại cậu đi làm duyệt gia làm ở phương nghi không chỉ là vì hứng thú vì cha cậu mà là vì chính cậu đây là cuộc sống của cậu cậu thông minh quyết đoán, nhiệt tình, chính trực. Thực ra tôi tin cho dù bên cạnh cậu có người chỉ bảo, giúp đỡ hay không, thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ bước trên con đường như vậy. Đêm nay, sau khi Mộc Hàng Hạ rời đi, Lục Chương ngồi một mình thật lâu trong căn phòng u ám. Những lời nói của cô không ngừng xuất hiện trong đầu cậu ta. Cậu ta không thể tưởng tượng được trên đời này có người chỉ lấy ra được một tệ ăn một chút cơm. Cậu ta cũng không thể tưởng tượng được cô sáng chói nổi tiếng như vậy đã từng là nhân viên bán hàng. Từ trước đến nay cậu ta không thèm liếc mắt đến nhân viên bán hàng. Cậu ta dường như phát hiện bản thân không có gì để kiêu ngạo, nhưng có thứ để túng lấy. Những ngày tuổi trẻ tiêu tiền như nước, cậu ta luôn cảm thấy có thứ gì đó. Hiện tại cậu ta bỗng nhiên phát hiện cậu ta có được thứ gì chứ? Thực ra cậu ta không có gì cả. Cô nói cho dù một người đứng ở vị trí nào, đều phải có ý thức nhìn xuống phía dưới, có chí tiến thủ. Lục chương bật cười nghĩ. Sao người tinh tế dịu dàng như cô có thể nói ra được những lời có khí thế mạnh mẽ hào hùng như vậy? Đó là người phụ nữ cậu ta thích. Cô nói cậu ta nên đi con đường đúng đắn. Con đường có sự chỉ dẫn của cô, cô như vậy sẽ chỉ càng ngày càng làm cho cậu ta thích hơn thôi. Lục chương nhấc tay che kín mặt. Nếu ngày nào đó cậu ta thích cô đến mức không chịu nổi thì phải làm thế nào đây? Người cô thích. Người đàn ông cô thích đã sớm hô mưa gọi gió trên thương trường, còn cậu ta chỉ là một kẻ mới ra đời đêm khuya ngọn đèn yên tĩnh trong phòng họp của phong thần vẫn còn một nhóm người đang ngồi lâm mạc thần vẫn ngồi ở vị trí chủ vị như trước bên cạnh là chu tri tố và tôn chí thực ra dựa vào trách nhiệm của chủ tịch lâm mạc thần vốn dĩ không cần tham gia thảo luận đi sâu vào nghiệp vụ như vậy chỉ cần dự thính một số cuộc họp cấp cao chính thức là được nhưng anh điều hành con người điều hành phong thần vẫn là tác phong mục tiêu cao nhất hiệu quả cao đơn giản rõ ràng trong lòng bọn chu tri tố đều biết thị trường không tốt phong thần cần lâm mạc thần nên vẫn lén lút lôi kéo anh tham gia họp còn lâm mạc thần cũng hiểu tâm tư của bọn họ chủ trì đúng mực từ từ tham gia còn người bên dưới đối với vị chủ tịch này từ trước đến nay vừa kính trọng vừa sợ tuy nói anh đã ẩn lui nhiều năm nhưng ai mà không nghe đến thủ đoạn thương trường của anh chứ hơn nữa anh còn là cao thủ đầu tư nữa vì vậy hiện tại anh chịu rời núi đối với trong lòng nhóm nhân viên đúng là chỗ dựa vững chắc cứng như sắt thép hơn nữa từ trước đến nay vốn có tin đồn thái độ làm người của lâm mạc thần lạnh lùng âm trầm nhưng hiện tại nhiều lần nhìn thấy người thật lại phát hiện anh ôn hòa khách khí đối với nhân viên nhưng lại không hề hòa nhã với mấy người tôn chí chu tri tố vì vậy nhóm nhân viên càng cảm nhận được sức hút của người lãnh đạo đứng đầu này một người phụ trách ngành đầu tư nói chủ tịch lâm Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch điều chỉnh sơ bộ. Vốn dĩ toàn bộ tài chính tuần này theo kế hoạch rút khỏi khoảng 20%. Mặt khác, theo bộ phận quyền lợi đầu tư, điều chỉnh đầu tư lợi nhuận cố định. Ngoài ra ngân sách đầu tư cổ phiếu điều chỉnh tài chính đáng kể cho cổ phiếu blue chip và một số cổ phiếu của các công ty khá tốt. Sách lược đầu tư thận trọng điều chỉnh toàn diện. Quyền lợi đầu tư dao động giống như cổ phiếu, loại đầu tư lớn. Lợi nhuận cố định Nói đơn giản là giống trái phiếu, loại đầu tư không lời không lỗ. Cổ phiếu blue chip, blue chip là loại cổ phiếu chất lượng cao hay còn gọi là cổ phiếu thượng hạng do các công ty lớn có tiếng phát hành. Từ blue chip bắt nguồn từ loại thẻ đổi tiền khi chơi bài poker tại các sòng bạc. Chip là loại thẻ nhựa đổi tiền khi đánh bạc. Giá trị quy đổi của chip sẽ phụ thuộc vào màu sắc của chip, gồm xanh, đỏ, vàng, trắng. Theo thông lệ, chip màu xanh, blue có giá trị quy đổi cao nhất. Khái niệm này sau đó đã được ứng dụng vào TTCK để phân loại các cổ phiếu. Loại cổ phiếu blue chip thường được hiểu là có thu nhập ổn định, cổ tức thấp và độ rủi ro thấp. Theo một cách khác, cổ phiếu blue chip còn được định nghĩa như là cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn. Chẳng hạn, trên TTCK quốc tế, cổ phiếu của các công ty như Shell, Coca-Cola, IBM, Microsoft là các cổ phiếu blue chip sách lược đầu tư như vậy là tình huống tốt nhất hiện giờ của thị trường chứng khoán đang xuống được xem như thận trọng thậm chí quá bảo thủ còn tình hình thị trường chứng khoán bình thường cho dù xuất hiện biên độ dao động phong thần cũng có thể hoàn toàn thoát thân đương nhiên nếu thị trường chứng khoán vẫn tăng như cũ phong thần đánh cuộc một phen này sẽ kiếm được rất nhiều tiền thị trường đầu tư trong năm nay vẫn sẽ có tổn thất đưa ra quyết định như vậy ngoài lâm mạc thần trong lòng mọi người đều lo sợ nhưng trong ánh mắt của bọn họ Lâm Mạc Thần vẫn bình tĩnh gật đầu, biết rồi, mọi người vất vả rồi. Bàn về chuyện thương mại điện tử đi. Người phụ trách thương mại điện tử hiện nay là Tôn Chí, so với cuộc họp lần trước, hạng mục thương mại điện tử đã được chuẩn bị hoàn thiện hơn. Qua một tháng nữa trang web đã có thể truy cập, Tôn Chí nói, tất nhiên là phải mở rộng công tác tuyên truyền, chúng ta sẽ bùng nổ, dán đòn phủ đầu, một lần là nổi tiếng. Lâm Mạc Thân và Chu Tri Tố đều gật đầu đây cũng là sách lược từ trước đến nay của phong thần năm xưa khi tiến vào lĩnh vực kinh doanh còn phải thử nước trước thận trọng dần dần lớn mạnh tiếp đó tiêu diệt đối thủ hàng đầu trên thị trường hiện tại phong thần là người đứng đầu kinh doanh trong nước một khi đã xác định được mục tiêu muốn tiến vào lĩnh vực mới trước đó im hơi lặng tiếng dò xét một khi khởi động toàn diện chính là hình thức nghiền nát tiến vào trực tiếp xử lý tất cả đối thủ cạnh tranh từng bước xâm chiếm toàn bộ bánh ngọt cuối cùng chu tri tố tổng kết nói điều chính sách lượt đầu tư năm nay ắt sẽ khiến cho lợi nhuận của tập đoàn có lại vì vậy khai phá thương mại điện tử sẽ trở thành nghiệp vụ trọng điểm mới chúng ta cũng sẽ rót vào phần lớn vốn lưu động của tập đoàn cho nên chuyện này có liên quan đến việc nghiệp vụ tập đoàn chuyển đổi có thành công hay không cũng liên quan đến mạch máu kinh tế và biểu hiện của thị trường cổ phiếu chỉ có thể thành công không thể thất bại như vậy mới có thể có câu trả lời thỏa đáng cho ban giám đốc và chủ tịch ý của tôi là như vậy, còn của chủ tịch thì sao? Lâm Mạc Thần gật đầu, thản nhiên cười, miễn bánh thương mại điện tử là tình thế bắt buộc. Chờ mong biểu hiện của mọi người. Nhóm người của phong thần này khi thực sự tham gia thúc đẩy chuyện gì đều giống như con sói, tàn nhẫn không còn đường sống. Vì vậy cho dù cuộc họp này có chủ tịch tham gia, cũng phải đến 2 giờ sáng mới kết thúc. Nhóm nhân viên đều đã rời đi, chỉ còn lại ba lãnh đạo ngồi tại chỗ, trò chuyện mấy câu đơn giản, lâm mạc thần đứng dậy lên lầu đây lúc này tâm trạng tôn chí cũng đã thả lỏng sau khi bận rộn khẩn trương nhìn anh mỉm cười anh chàng này không phải sáng mai còn muốn đi chạy bộ đấy chứ lâm mạc thần nở nụ cười đương nhiên rồi điều này khiến cả chu tri tố cũng phải kinh ngạc nhìn anh chạy bộ rất tốt lâm mạc thần nói mọi người ít vận động không hiểu được đâu có thời gian rảnh cũng nên rèn luyện thân thể đi anh nói xong bước đi Tôn Chí và Chu Tri Tố liếc nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm. Chu Tri Tố từ từ nói, anh ấy mới chạy được có ba ngày thì phải. Chủ tịch đúng là chủ tịch, giọng điệu giống như đã chạy nửa đời người rồi ấy. Tôn Chi bật cười nói, được rồi, cậu biết không, cho dù là làm việc cả đêm nay, anh ấy cũng muốn đi chạy bộ đấy. Hai người đều nở nụ cười. Trước kia khó mà tưởng tượng nổi, Lâm Mạc Thần trẻ tuổi hơn bọn họ, bụng dạ cay nghiệt hơn bọn họ, đại sát tứ phương trên thương trường, chưa bao giờ cho phụ nữ một chút hy vọng nào, hiện tại mỗi ngày vì theo đuổi phụ nữ mà đi chạy bộ. Ông trời thật đúng là công bằng. Sau khi Lâm Mạc Thần trở về phòng nhìn thấy đèn ở cửa sổ phòng đối diện nhà Mộc Hàng Hạ đã tắt. Anh mở ngọn đèn trước cửa sổ ra, sau đó tắm rửa rồi nằm lên giường. Vừa rồi nói với bọn tôn chí chạy bộ rất tốt không phải là phóng đại. Trước kia cho dù làm việc đến nửa đêm, anh cũng khó mà chìm vào được giấc ngủ hiện tại thì đã khác chỉ cần dính vào giường là lập tức ngủ được mấy ngày nay theo cô luyện tập cũng là những ngày anh ngủ say nhất trong mấy năm qua nhưng hôm nay chưa ngủ được mấy thì đồng hồ báo thức đã liên tục treo đánh thức anh khỏi giấc ngủ say anh từ từ nhắm hai mắt tay chạm vào đồng hồ báo thức đầu giường tắt đi cảm thấy đầu nặng như chì còn hơi đau một lát sau anh lấy tay đè mặt mình nở nụ cười sau đó anh thức dậy một hàng hạ xuống lầu đã thấy anh đứng ở vườn hoa như cũ, nhưng hôm nay anh cầm một cốc cà phê trong tay nhấp từng ngụm một, nhìn thấy cô đến, anh ném cốc cà phê vào thùng rác. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hôm nay thoạt nhìn vẻ mặt anh hơi lười nhát, mặc bộ quần áo thể thao màu xám, dáng người càng cao gầy, gương mặt sáng sủa. Đợi cô tới gần, anh bỗng nhiên kéo cả người cô vào trong lòng hôn một cái. Một hàng hạ hơi rung động để mặc cho anh hôn trong miệng anh có mùi cà phê nhàn nhạt là mùi hương cô thích chờ anh buông ra một hàng hạ nói buổi sáng đừng để bụng rỗng uống cà phê trong buổi sáng mịt mờ lâm mạc Thận cúi đầu nhìn cô thật sao cuối cùng một hàng hạ nở nụ cười nói cái gì mà thật sao chẳng lẽ anh không biết chuyện đơn giản như vậy anh cũng cười tay khẽ chạm vào cổ cô vuốt nhẹ giống như ngày trước một hàng hạ cảm thấy vừa ngứa vừa tê dại trái tim đập nhanh giống như năm đó cả hai đều im lặng tất cả cảm xúc đều tinh tế im lặng như thế hai người chạy về phía ánh sáng mặt trời không thể không thừa nhận tốc độ khôi phục thể lực của đàn ông rất nhanh mấy ngày đầu tuy anh có thể chạy sống vai với cô nhưng khi chạy vẫn còn rất mệt mỏi nhưng hiện tại anh chạy rất nhẹ nhàng hai người chạy xong một tiếng lại đến chỗ cũ ăn sáng lâm mạc thần hỏi hôm nay là cuối tuần em có sắp xếp gì không một hàng hạ đáp Mười giờ phải đến công ty họp. Còn anh? Hôm qua nắm chặt thời gian, nên xong cả buổi họp hôm nay rồi, anh nhìn cô đáp. Một hàng hạ im lặng, không đáp, một lúc sau nở nụ cười. Lâm Mạc Thần nói, vậy theo anh đến nơi này nhé. Vâng. Chờ một hàng hạ về nhà tắm rửa xong xuống lầu, đã thấy Lâm Mạc Thần lái xe qua. Lên xe, không đi bao lâu đã đến nơi. Một hàng hạ xuống xe nhìn tòa nhà hơi quen thuộc trước mắt thất thần. Lâm Mạc Thần nhìn qua vai cô, lên lầu. Là căn hộ anh từng ở, sau đó khi Mộc Hàng Hạ đến Bắc Kinh công tác cũng từng ở một thời gian. Tòa nhà này dùng đá ốc bên ngoài, nên qua nhiều năm như vậy vẫn không hề lỗi thời, vẫn có vẻ lịch sự tao nhã như trước. Màu sắc tòa nhà vẫn còn đậm nét. Lâm Mạc Thần lấy chìa khóa ra mở cửa, Mộc Hàng Hạ nhìn toàn bộ ngôi nhà đều được trang trí y như trong trí nhớ của cô. Bên trong sạch sẽ, chắc là có người đến quét dọn theo định kỳ. Lâm Mạc Thần nắm tay cô bước vào, ngồi đi. Mộc Hàng Hà hỏi, hôm nay có chuyện gì mà đến đây vậy? Lấy chút đồ đặt, anh lấy chai nước từ trong tủ ra đưa cho cô, sau đó đi vào bên trong. Mộc Hàng hạ ngồi trên sofa, nhìn bên cạnh vẫn là chiếc chăn mỏng kia, nhưng không hề cũ kỹ. Cô cầm lấy, nhìn chăm chăm, khẽ chạm vào. Lúc này Lâm Mạc Thần cầm túi tài liệu đi ra. Nơi này cách phong thần cũng rất gần Sao anh không ở đây? Cô hỏi Anh cười đáp Bởi vì nơi này cách hơi xa nhà em Thật sao? Ừ Từ nơi này đi bộ đến nhà em mất 25 phút Còn từ phong thần chỉ mất 15 phút thôi Anh không nhanh không chậm đáp Một hàng hạ À Lâm Mạc Thần ngồi xuống bên cạnh cô Nhìn cô nói Trước kia vẫn chưa hỏi em Lúc ấy một mình em ở đây có quen không? Một hàng hạ mỉm cười Khá tốt Lúc ấy cảm thấy căn hộ này trang trí tốt như vậy, nhất định rất đắt. Lúc ở nơi này phải cẩn thận, đừng chạm vào làm vỡ thứ gì. Lâm Mạc Thần im lặng một lát đáp, cô bé ngốc. Một Hàng Hà cảm thấy ngực hơi đau, nhưng cơn đau kia đã xa xôi mà mơ hồ. Cô cúi đầu bình tĩnh cười, đứng lên đi nhìn xung quanh. Lâm Mạc Thần đứng dậy đi theo phía sau cô. Tới cửa phòng của chủ nhà, cô dừng lại. Đây là phòng của Lâm Mạc Thần, trước kia cô cũng không ở trong này. Tất cả trang trí vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đơn giản như cũ, cô ngước mắt, lơ đãng nhìn một chiếc vali còn đặt trong tủ, trên đó có dán tờ ghi chú, senior. Một hàng hạ liếc mắt nhìn Lâm Mạc Thần, vẻ mặt anh trầm tĩnh. Cô đi qua, nhẹ nhàng mở vali ra, bên trong đều là đồ linh tinh, đều được bọc trong túi bóng. Ví dụ như một chiếc lược gỗ nhỏ, một chiếc khăn mặt, áo ngủ cô tông của phụ nữ, chiếc kẹp tóc giá rẻ, một chiếc bút. Cô gái năm đó hơi cẩn thận, còn cả sự chờ đợi ngượng ngùng không nói lên lời. Vì vậy khi rời khỏi nơi này, cô cố ý để lại rất nhiều đồ vật nhỏ, để cho trong nhà anh, khắp nơi đều có dấu vết cô từng sống. Cô muốn lần sau khi vào nơi này ở, có lẽ có thể tiếp tục sử dụng. Một hàng hạ khép vali lại, cười khẽ nói, mấy thứ này cũng không dùng, anh còn giữ lại làm gì. Lâm Mạc Thần im lặng, anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Một hàng hạ nghĩ thầm nhất định là anh cố ý, cố ý mang cô tới đây. Nhưng anh là đàn ông, cô là phụ nữ, khi anh cúi đầu hôn dọc theo vành tai, dịu dàng hôn môi vẫn khiến trái tim cô run rẩy. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn, từ trước đến nay Lâm Mạc Thần là người đàn ông giỏi quan sát, thấy cô không chống lại, anh thuận thế kéo cô ngồi vào giường, để cho cô ngồi lên đùi mình, sau đó cúi đầu hôn cô. Tay Mộc Hàng Hạ đặt lên vai anh, mặt anh hôn sâu. Trong miệng anh có mùi vị quen thuộc nhẹ nhàng Sau mấy lần dịu dàng Hôm nay anh bắt đầu sử dụng kỹ xảo cuốn lấy lưỡi cô Không ngừng trêu đùa cắn Tay cũng tiến vào trong áo cô Không vội vàng di chuyển lên trên Mà dừng bên hông cô Khẽ khàng ma sát Rõ ràng là cư xử rất xấu Nhưng lại ra vẻ thân sĩ dịu dàng Trầm ổn tiết chế Nhưng chỉ là động tác nhẹ nhàng như vậy thôi Cũng khiến Mộc Hà Hạ cảm nhận được sự run rẩy như bị điện giật Cổ họng cũng hơi khô nóng là vì cơ thể của cô đã lâu không bị người chạm vào hay là bởi vì kỹ xảo của lâm mạc thần quá cao siêu đây chỉ là chút khiêu khích qua loa nhưng không ngờ cô lại cảm nhận được tình dục đã lâu ngày nảy sinh nhưng sự xâm lược của lâm mạc thần mới chỉ là bắt đầu trong mắt anh dường như có ý cười cúi đầu hôn dọc xuống cổ cô tay cũng từ từ di chuyển lên trên dừng ở nơi mềm mại no đủ dễ dàng bao lấy vuốt ve tại sao để cho anh chờ lâu như vậy anh khẽ nói bên tai cô Tim Mộc Hàng Hạ rung lên, cảm giác được động tác của anh cũng tăng thêm, nhưng lại mang theo ý tứ trừng phạt. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, dùng tay muốn đẩy anh ra, nhưng anh không cho, ngẩng đầu chặn môi cô, cuối cùng mạnh mẽ hôn, ngón tay cũng càng ngày càng dùng sức trêu chọc. Mộc Hàng Hạ cảm thấy trong đầu có luồng sáng trắng hiện lên, trong ngực anh hơi thở nam tính gợi cảm như vậy, anh mang đến khoái cảm kích thích và mãnh liệt như thế, giống như thủy triều muốn chiếm đoạt cô. Cô thiếu chút nữa đã không kìm được trên rỉ ra tiếng. Anh rất nguy hiểm, anh rất mê hoặc, anh rất có kiên nhẫn. Lâm mạc thần tuổi trẻ khí thịnh 26 tuổi làm sao có thể sánh bằng chứ? Một hàng hạ hà thoát khỏi anh, đứng lên, đỏ mặt nói, được rồi, cũng sắp 10 giờ rồi, em phải đi học. Một bàn tay lâm mạc thần chống trên giường, sự nồng đậm trong mắt vẫn chưa mất đi, nhìn cô một lát, tự dễu nở nụ cười. Anh vốn không tính xảy ra chuyện gì với cô ở trong này, nhưng mà khoảnh khắc động tình. Anh quen thuộc mỗi tất da thịt cô, vừa rồi chạm tay vào có thể cảm nhận được sự mềm mại mịn màng như trong trí nhớ kia. Rõ ràng lúc này anh bị cô khiếu khích xúc động muốn chết, nhưng hôm nay có thể thân cận với cô như thế, lòng tham không đáy của anh đã bị mở ra, giống như chàng trai mới 20 tuổi cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tất cả sao động đều lắng lại, tất cả sự bất an đều được che giấu trong nụ cười dịu dàng lâm mạc thần lái xe đưa một hàng hạ đến công ty cuối tuần cô còn phải họp tăng ca là vì tuần sau duyệt gia khai trương phải tổ chức thảo luận chuẩn bị cuối cùng mười giờ đúng trong phòng họp các nhân viên nồng cốt đã có mặt đầy đủ mọi người thảo luận sôi nổi chờ đợi nhưng biểu tình của nhiều người vẫn còn hơi kỳ lạ bởi vì ghế chủ tọa vẫn còn trống không một hàng hạ ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải vị trí chủ tọa vẻ mặt bình tĩnh buổi tối hôm đó sau khi xâm nhập vào biệt thự của lục chương thuyết giáo cậu ta một phen đã hai ngày hai người không có liên lạc gì lục chương cũng không tới công ty tuy nhiên tối hôm qua cô vẫn nhắn tin thời gian địa điểm cuộc họp cho cậu ta cũng đã dặn phùng năm nhắn dùng thực ra nếu cậu ta thực sự không đến một hàng hạ vẫn kiên quyết đẩy mạnh kế hoạch duyệt gia cũng sẽ không thay đổi chút nào nhưng mỗi khi kim đồng hồ nhích một giây trong lòng cô cũng có chút chờ mong và sợ hãi Lục chương có đáng để cô thật lòng giúp đỡ hay không thì phải xem vào ngày hôm nay. 10 giờ 5 phút. Một hàng hạ ngẩng đầu, câu chữ tuyên bố cuộc họp bắt đầu đã ở bên miệng. Một tiếng vang nhỏ, cửa bị đẩy ra. Trong nháy mắt có cảm giác như thời gian ngừng lại. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chàng trai trẻ tuổi mặc âu phục dày da, khuôn mặt nghiêm túc đi vào. Mọi người đồng thời thả lỏng, hơi không giữ được sự bình tĩnh, khóe miệng thậm chí lộ ra nụ cười thoải mái. Một hàng hạ nhìn chầm chầm lục chương. Cô chưa từng nhìn thấy cậu ta ăn mặc chỉnh tề như thế. Tóc ngắn không rối loạn, âu phục đen đẹp để mềm mại, áo sơ mi trắng sạch sẽ thẳng thớm, giày da hợp quy cách. Nên biết rằng trước kia dù cậu ta đi giày da, nhưng cũng chỉ là kiểu dáng thông thường. Cậu ta thậm chí còn thắt một chiếc cà vạt màu đỏ sậm. Cần biết rằng người trong thương trường đối với chuyện khai trương ít nhiều gì cũng phải có sự coi trọng. Cà và của tổng giám đốc màu sắc đơn giản vui vẻ như vậy cũng sẽ thu hút được sự chú ý của không ít người. Trong mắt một hàng hạ mơ hồ có ý cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, ánh mắt cậu ta trầm tĩnh như nước, sự lười nhát trước đó chỉ là thoáng qua. Nhất cử nhất động của cậu ta cũng thể hiện sự chỉnh tề, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống bên cạnh cô, không nói lời nào thừa thải, chỉ thản nhiên nói, hợp thôi. Trong lòng một hàng hạ rung động, biết cậu ta lâu như vậy, lúc này cậu ta mới thực sự giống như một người lãnh đạo trẻ tuổi. Bầu không khí phòng họp bởi vì lời nói và hành động của cậu ta mà cũng trở nên hơi hưng phấn. Sau đó quản lý phụ trách hạng mục lập tức cười, bắt đầu báo cáo. Một hàng hạ ngước mắt nhìn phía trước, khóe miệng rốt cục công lên. Sau khi kết thúc cuộc họp, một mình một hàng hạ đi vào trung tâm duyệt gia. Lúc này đúng là chạng vạn, ánh chiều tà chiếu vào tòa nhà mới tinh, tất cả chuẩn bị sắp xếp chỉ chờ bước tiến cuối cùng. Cô ngẩng đầu nhìn chầm chầm tấm biển hiệu một lát, định đi vào bên trong, chợt nghe thấy phía sau vang lên giọng nói, đứng đờ ra đó làm gì vậy? Một hàng hạ nở nụ cười nói, nếu tôi nói hơi lo lắng, cậu có tin không? Lục chương đứng bên cạnh cô, tin, sao không tin chứ? Cô cũng không phải là thánh nhân hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, hơn nữa dù sao cô mới chỉ 29 tuổi. Một hàng hạ liếc nhìn cậu ta nở nụ cười, mới 29. Cám ơn, mỗi ngày đều gọi cô là bà già, hôm nay lại còn vòng vo. Một hàng hạ nghĩ thầm mắng một chút mới có lợi, nhưng cô sẽ không nói lời này với cậu ta. Lục chương đút hai tay vào túi quần, cũng ngẩng đầu nhìn. Cậu ta vốn cao ráo tuấn lãng, hôm nay ăn mặc đúng mực như vậy, lại nói năng thận trọng, cũng được xem như là một người đàn ông trầm ổn. Bỗng nhiên cậu ta nói, Caron, nếu tôi đi trên con đường kia, cô sẽ cùng đi với tôi sao? Cậu nói xem, cô đáp, đương nhiên rồi. Lục chương nở nụ cười vô cùng dịu dàng khiến lòng một hàng hạ mềm nhũng. Đi thôi, cậu ta hết cầm chỉ về phía cửa duyệt gia, cô đi trước, sau này tôi vẫn sẽ đi theo cô. Một hàng hạ thực sự cảm động vì lời nói thẳng thắn của cậu ta, cô nhìn khuôn mặt cương quyết của cậu ta nở nụ cười nói, không, lục tổng, cậu đi trước, tôi đi theo cậu. Ánh mắt lục chương hơi thay đổi, cậu ta cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên nắm lấy tay cô, giọng nói vô cùng nghiêm túc, được. Sư phụ, chúng ta cùng nắm tay, sau này cùng đi xem non sông, đạp gió trẻ sống. Một hàng hạ biết cậu ta lại bắt đầu ba lăng nhăn. Cùng là tay đàn ông nhưng khác hoàn toàn với lâm mạc thần, tay cậu ta rất ấm, động tác cũng không hề dịu dàng chút nào, tùy ý nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Một hàng hạ bỏ tay cậu ta ra nói, nhìn đi, nắm cái gì mà nắm, vớ vẩn nói xong vẻ mặt lạnh nhạt đi trước lục chương nhìn bóng dáng cô nghĩ cô rốt cuộc là người phụ nữ có tình hay vô tình người đàn ông khác đã đành cho dù là đồ đệ ngay cả tay cũng không cho chạm vào sao người đàn ông kia có gì tốt cơ chứ không phải chỉ là giỏi giang thôi sao ngoài giỏi giang lâm mạc thần có gì tốt cơ chứ cậu ta bước nhanh đuổi theo sống vai đi với cô sau khi hai người nhìn mấy nhà hàng cậu ta đứng ở phía sau cô từ từ hỏi sư phụ cô cảm thấy điều gì là quan trọng nhất với đàn ông người đàn ông thế nào mới được xem là tốt trong lòng cô một hàng hạ nhìn cậu ta hỏi chuyện này để làm gì hai tay lục chương để sau đầu nhàn hạ cười không phải tôi phải thay đổi hoàn toàn để tạo ra mục tiêu mới cho cuộc sống sao một hàng hạ thực sự đồng ý với lý do này cô nghĩ một lát nói ra đáp án xuất hiện sớm nhất trong đầu chính trực lương thiện khoan dung có trách nhiệm có ý thức trách nhiệm xã hội. Đây mới là mẫu đàn ông tốt nhất trong lòng tôi. Lục chương nở nụ cười, à, vậy sao, tốt lắm, suy nghĩ rồi lại hỏi, vậy có cần phải giỏi giang không? Phải hô mưa gọi gió trên thương trường, khiến người khóc quỷ sâu. Một hàng hạ bị cậu ta trêu nở nụ cười đáp, người khác thì không cần, nhưng cậu thân là người nối nghiệp tập đoàn, cho dù không thể hô mưa gọi gió, nhưng nhất định phải rất giỏi giang. Lục chương chật một tiếng, nhưng tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Còn một hàng hạ tiếp tục đi thị sát trung tâm, cũng hơi phân tâm. Câu hỏi của Lục Chương khiến cô nhớ tới rất lâu trước đó Lâm Mạc Thần từng nói với cô một câu. Anh nói, một hàng hạ, chúng ta không xứng với nhau. Sau khi kết thúc công việc, Lục Chương vốn muốn tìm cớ hẹn một hàng hạ ăn cơm, nhưng ai ngờ sau khi cô nhận điện thoại lại vội vã rời đi. Trời tối, người muốn tìm cô ăn cơm không chỉ có mình Lục Chương. Lâm Mạc Thần đứng ở trong văn phòng tầng cao nhất phong thần, cầm di động, trong khoảng khắc điện thoại kết nối, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng. Alo, em ăn cơm chưa? Một hàng hạ hình như đang ở bên ngoài nên đầu bên kia hơi ồn, cô dừng một lát mới đáp, Mạc Thần, hôm nay em có việc, hẹn anh khi khác nhé. Lâm Mạc Thần nói từ. Cúp điện thoại, đứng một lát, anh ấn điện thoại nội tuyến, trợ lý nhanh chóng đi vào. Hôm nay một hàng hạ đi đâu, anh hỏi vẻ mặt trợ lý không thay đổi hôm nay sau khi cô ấy học ở phương nghi thì đến bệnh viện nhân thiện bệnh tình của trương tử cũng tạm ổn định lâm mạc thần gật đầu ngước mắt nhìn bầu trời tối đen bên ngoài còn cả ngọn đèn yên tĩnh phía dưới anh mới chỉ đến gần được thân thể cô chứ chưa thực sự đi vào được trái tim thông minh lanh lợi kia tất cả ngọn đèn trong trung tâm thương mại đều được bật sáng trong suốt trang hoàng lộng lẫy mấy trăm cửa hàng thiết bị trò chơi, siêu thị rộng lớn đều đã được chỉnh trang xong, chuẩn bị cho ngày mai khai trương. Một hàng hạ và lục chương đứng bên cạnh lan can tầng cao nhất trung tâm thương mại. Quan sát từ nơi này toàn bộ trung tâm như ở dưới chân họ. Một hàng hạ phát hiện mình thực sự thích cảm giác như vậy, thích đứng ở nơi cao. Cô hơi phân tâm, Lâm Mạc Thần có lẽ cũng là người như vậy. Trùng hợp là người ở bên cạnh cô lúc này là lục chương, Lâm Mạc Thần cũng sắp tới rồi nhưng cậu ta nghĩ đến lão lưu manh kia là bởi vì xuyên qua của kính thủy tinh cách mấy con phố có thể nhìn thấy trung tâm thương mại của phong thần cũng ở cùng đoạn đường này hư lục chương như cười như không nói trung tâm thương mại của chúng ta chuẩn bị tốt như vậy ngày mai chắc chắn có thể tiêu diệt được phong thần đối diện một hàng hạ mỉm cười nói không chắc chắn lục chương không phải cô nói là có thể sao tôi nói chính là trong ba tháng Hiện tại thời gian chuẩn bị đã hơn 2 tháng rồi, một hàng hạ đáp, hình thức của trung tâm chúng ta mới mẻ, phong thần cùng đoạn đường luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, khách hàng chuyển sang trung tâm chúng ta có lẽ cần phải có thời gian. Vì vậy ngày mai khai trương, vận khí tốt thì thành tích cũng bùng nổ. Nhưng cũng có thể thành tích chỉ bình thường thôi. Nhưng không sao từ từ sẽ đến, chúng ta dựa vào dư luận truyền bá. Trong một tháng thành tích vượt qua phong thần hẳn là không có vấn đề. Ngày mai thành tích của bên em sẽ bùng nổ Lâm Mạc Thần nói Trong ánh sáng buổi đêm Mộc Hàng Hạ nhìn anh ngồi ở ghế lái Hơi giật mình Sau đó nở nụ cười Hôm nay em còn nói với người ta Ngày mai thành tích có thể chỉ bình thường thôi Dư luận truyền bá và khách hàng phải từ từ bồi dưỡng Còn cần thời gian Tại sao anh lại cho rằng như vậy Hôm nay ban ngày Lâm Mạc Thần vẫn họp ở công ty Nên vẫn còn mặc âu phục dày da Nhưng cà vạt đã cởi ra cổ áo sơ mi cũng hơi rộng mở tay anh đặt lên tay lái động tác đơn giản lại thể hiện sự trầm ổn cao quý kinh tế thực thể không thịnh vượng người tiêu dùng thực sự cần kích thích hình thức của em làm hài lòng tâm lý khát vọng của dân thành thị hơn nửa giai đoạn tuyên truyền trước đó em làm cũng coi như là thích hợp tuy thời gian hơi gấp gáp nhưng thành tích gấp đôi so với những trung tâm bình thường của phương nghi hẳn là không có vấn đề một hàng hạ hà, thật sao rõ ràng đây là trung tâm của em mà anh lại lạc quan như vậy tất nhiên anh nghiêng người liếc cô khuôn mặt cũng mang theo ý cười đương nhiên nếu trung tâm này do anh điều khiển sử dụng ý tưởng của em thành tích sẽ càng cao hơn có khi phải đạt được gấp ba lần so với trung tâm bình thường của phương nghi một hàng hạ khẽ chật một tiếng nhưng trực giác nói cho cô biết anh nói được thì làm được nghe thấy tiếng chật đã lâu của cô tâm trạng của lâm mạc thần cũng trở nên tốt hơn anh dừng lại ở cột đèn giao thông, quay sang nhìn cô, em không tin năng lực phán đoán của anh. Muốn đánh cược hay không? Hiện tại Mộc Hàng Hạ cũng không phải là cô gái bụng dạ thẳng thắn năm đó, bình tĩnh nhìn anh, anh muốn đánh cược gì? Anh lặng lẽ cười, nếu thành tích ngày mai của bên em không đạt được gấp 2 thì anh thua, tùy em đưa ra điều kiện. Nếu vượt qua thì anh thắng. Mộc Hàng Hạ, sau đó thì sao? Em đi du lịch Nhật Bản với anh mấy ngày? giọng nói của anh rất bình thường nhưng lại giống như một tảng đá tiến vào trong lòng một hàng hạ lăn tăng gần sóng không tiếng động lan rộng sao cô có thể không hiểu tâm tư của anh chứ cô nở nụ cười nói nghĩ hay nhỉ trong khoảng thời gian này em càng ngày càng bận làm sao dành được thời gian đi chơi chứ anh im lặng một lát bỗng nhiên nói nếu không đi được vậy đổi tiền cược đơn giản hơn một hàng hạ tiền cược gì ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước khẽ nói nếu anh thắng em gọi anh một tiếng ông xã lúc này một hàng hạ im lặng một lát sau mặt dần đỏ lên ngày duyệt gia khai trương lâm mạc thần vẫn ở tổng bộ phong thần xem người bên dưới báo cáo đầu tư và báo cáo thương mại điện tử anh bất động như núi nhưng tôn chí chủ quản kinh doanh trung tâm thương mại đã không thể ngồi yên được nữa sáng sớm sau khi tôn chí dạo qua duyệt gia một vòng bỏ chạy tìm đến lâm mạc thần kinh doanh rất tốt người ra người vào tấp nập tôn chí uống một hớp trà cảm thán nói chủ tịch lâm trung tâm này của phương nghi chỉ sợ vượt qua kỷ lục của trung tâm cao nhất của bọn họ trong cả năm mất lâm mạc thần hơi nhếch mày chỉ cười tôn chí nhìn vẻ mặt anh lên tiếng thăm dò có câu này không biết tôi có nên nói hay không tôi cũng hy vọng một hàng hạ thuận lợi thắng ngay từ trận đầu với trung tâm đầu tiên này chúng ta khuất phục cũng đã khuất phục nhường đường cũng đã nhường đường nhưng hình thức của bọn họ thành công như vậy sau này chắc chắn sẽ mở rộng phạm vi trong cả nước vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn với nghiệp vụ của chúng ta không thể tránh được cạnh tranh vậy chúng ta nên làm thế nào lâm mạc thần ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn anh ta nên làm gì thì làm cái đó tôn chí ý này là tự do cạnh tranh bằng mọi cách định vị kinh doanh của phong thần khác với bọn họ đi theo con đường cao cấp tinh tế. Hình thức mới của bọn họ, vốn đầu tư và chất lượng cũng khác với chúng ta. Cạnh tranh trong hoàn cảnh bình thường, chỉ sợ phong thần vẫn còn hơn một chút. Nhưng miếng bánh ngọt bị bọn họ lấy ra, cũng là bản lĩnh của cô ấy, Lâm Mạc Thần nói. Tuy giọng nói của ông chủ vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng vẫn mang chút thưởng thức và nuông chiều đối với người phụ nữ của anh. Tông Chí nghe xong những lời này cũng thả lỏng và bình tĩnh. Anh ta cười nói, vậy là tốt rồi nói thật tôi còn sợ lúc này anh chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn đấy thực sự dâng toàn bộ sự nghiệp kinh doanh này cho người khác anh bỏ được nhưng chúng tôi ít nhiều gì cũng luyến tiếc lâm mạc thần cười đáp sao có thể chứ tôi sẽ không làm như vậy cô ấy cũng không cần đúng vậy đúng vậy tôn chí cười hì hì nói không phải tôi sợ ngộ nhỡ lợi ích hai công ty xung đột chúng ta là đàn ông ở bên trong sẽ khó xử sao không có, Lâm Mạc Thần nói, cô ấy sẽ không làm gì trực tiếp tổn hại đến lợi ích của phong thần, lợi ích của tôi. À, anh không biết đâu, có thể cô ấy trầm ổn có tâm kế hơn so với trước kia, nhưng trong lòng vẫn là cô gái ngay thẳng, dễ dàng mềm lòng kia. Trước kia cô ấy không ra tay được thì hiện tại cũng sẽ không làm được. Ngày này, trung tâm mua sắm duyệt gia đầu tiên của Phương Nghi bán đến tận 10 giờ mới kết thúc. Chỉ trong vòng một ngày mà còn cao hơn so với cả năm, đạt thành tích 220% so với trung tâm mua sắm bình thường cao nhất của Phương Nghi, suýt chút nữa đã đuổi kịp thành tích với một trung tâm của phong thần, đạt được toàn thắng. Lục chương ngồi trong văn phòng, vắt chéo chân, nhận điện thoại của cha. Vâng, hôm nay thành tích không tồi, cậu ta lười biếng nói, còn nữa cha cũng đừng vui qua, cẩn thận huyết áp tăng cao, vâng, con miệng quả đen không được sao. Biết rồi, con sẽ cảm ơn sư phụ của con, mời cô ấy đi ăn cơm. Khiêm tốn ư con không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào đâu. ha cha đừng tức giận, trêu cha thôi. Được rồi, con cúp máy đây, cha dắt chó đi dạo đi, con lập tức đi tôn sư trọng đạo. Cúp điện thoại, cả thể xác và tinh thần lục chương đều thư thái. Thành tích đạt đến mức này đã vượt qua dự đoán của cậu ta và Mộc Hàng Hạ, cũng như của mọi người. Từ chiều, cậu ta bắt đầu nhận được điện thoại hợp tác của người phụ trách từ các công ty lớn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, cậu ta ít nhiều gì cũng cảm thấy lân lân. Cậu ta nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 Con bò già Mộc Hàng Hạ chắc chắn còn chưa đi. Cậu ta lắc lư đi đến văn phòng Mộc Hàng Hạ, hơi ngẩn ra vì cửa đóng, đèn cũng đã tắt, người đi mất rồi. Chỉ người chân thực, cần mẫn. Đúng lúc đó Phùng Nam và mấy quản lý đi tới, cười nói với cậu ta, Lục Tổng, hôm nay mọi người còn chưa ăn cơm đâu, có phải cậu nên mời chúng tôi ăn khuya, chúc mừng một chút không? Lục chương đáp, đi đi, đợi một lát, tôi gọi điện thoại đã. Mọi người tìm chỗ trước đi, có thể gọi được bao nhiêu người thì gọi bấy nhiêu. Mọi người đều treo hò. Lục chương đi sang bên cạnh, tựa vào cửa sổ, gọi điện cho một hàng hạ. Điện thoại vang mấy tiếng cô mới nhận máy. Bên chỗ cô rất im lặng, giọng nói của cô cũng rất dịu dàng. Alo, lục chương. Lục chương nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ cửa kính, đi đâu vậy? mọi người đang chờ cô đi ăn khuya đấy. Một hàng hạ dừng một chút nói, tôi không đi được rồi, đang đi với bạn. Để hôm khác tôi mời mọi người. Lục chương nhìn cầm chầm vào đèn, nụ cười không thay đổi, vậy à, bạn bè gì mà lại hẹn vào nửa đêm thế này? Ở bên đầu kia điện thoại, một hàng hạ đang đứng bên cạnh dòng sông đào bảo vệ thành. Tay vịn vào lan can cẩm thạch, trên đầu là bầu trời đêm sâu và đen. Bên cạnh là cỏ cây yên tĩnh. Lâm Mạc Thần đứng bên cạnh cô, dường như im lặng ngắm nhìn phía xa. Cô cũng không muốn nói chuyện nhiều với Lục Chương, định ậm ờ trả lời qua loa, lại nghe thấy Lục Chương thấp giọng nói, Sư phụ, ngày như hôm nay mà cô cũng không đi chúc mừng với tôi. Một hàng hạ hơi đờ người, định lên tiếng tôi tới ngay, Lâm Mạc Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, dùng sức hôn cô. Môi anh nhiễm bóng đêm nên hơi lạnh, trong miệng cũng ẩm ướt. Lời một hàng hạ chưa nói xong biến thành tiếng ấp úng. Cô muốn đẩy anh ra Nhưng Lâm Mạc Thần chơi xấu Ông lấy thắt lưng cô Hôn càng sâu hơn Bóng đêm ánh trong mắt anh Không nhìn ra được anh đang cười hay không Sau đó anh cầm lấy điện thoại của cô Khẽ ta một tiếng Trực tiếp tắt máy Một hàng hà dở khóc dở cười Muốn lấy về nhưng không được Anh ném điện thoại vào túi quần mình cúi đầu tiếp tục hôn cô Lúc đầu một hàng hạ hà còn đẩy anh Sau đó nghĩ thầm thôi quên đi Im lặng ông anh bên bờ sông bảo vệ thành hưởng thụ nụ hôn của anh lục chương đang chờ một hàng hạ trả lời đầu kia lại đột nhiên không có tiếng gì sau đó chỉ có tiếng vang khe khẽ nhưng cậu ta nghe thấy rất rõ từ ta của lâm mạc thần cậu ta lặng lẽ nghe thấy âm thanh mờ ám truyền từ di động lúc này có người ló đầu qua thấy cậu ta đã nói chuyện điện thoại xong cười hỏi lục tổng có thể đi ăn chưa lục chương cười hai tay đút trong túi quần bước đi sau đó nụ cười trên mặt cậu ta dần dần cứng lại, chờ khi đã đi đến chỗ đám người, lại có người hỏi cậu ta muốn ăn gì, thì lục trường đột nhiên trở mặt, gần như là hét lên, ăn cái mẹ nhà anh ấy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cậu ta cũng lạnh mặt, một mình bước nhanh xuống lầu. Bóng đêm trong lành, một hàng hạ tiếp tục thông thả bước bên con sông bảo vệ thành với lâm mạc thần. Đêm nay khi anh đưa cô tới đây cô mới biết hóa ra trong thành Bắc Kinh còn có một nơi tĩnh mịch cổ xưa như vậy. Mộc Hàng Hạ nhớ tới vừa rồi anh không nói lời nào đã ngắt điện thoại của Lục Chương, hơi bất mãn nói, vừa rồi sao anh cúp điện thoại của em? Lâm Mạc Thần đáp, em nói xem. Mộc Hàng Hạ im lặng rồi hỏi, ghen à? Anh đáp, ừ. Mộc Hàng Hạ nhìn bóng dáng hai người phản chiếu dưới đèn đường nói, vậy anh cũng không thể cúp điện thoại của em. Anh nhìn cô không đáp lại. Vì thế Mộc Hàng Hạ biết anh làm sao chịu nghe lời cô nói. Cô im lặng một lát nở nụ cười, từ trước đến nay chưa từng thấy anh ghen bao giờ. Anh cũng cười, trước kia trong trái tim em chỉ có mình anh, làm gì có người nào khác. Giọng nói của anh hơi khàn trong bóng đêm, một hàng hạ ngẩn ra, sau đó nói, vị trí tình yêu trong lòng em, trừ anh ra, chưa từng có người khác. Anh ở phía sau cô không lên tiếng. Đi thêm hai bước, anh đột nhiên ôm lấy cô. "Đủ rồi, anh khẽ nói bên tai cô có cái này là đủ rồi, một hàng hạ im lặng cúi đầu, trong giọng nói của anh rõ ràng có ý cười. Đêm khuya, bên sông đào bảo vệ thành cũng không có người khác. Anh kéo cô đến một vách tường, cúi đầu hôn, hỏi, Summer, em thua rồi, phải gọi anh là gì nhỉ? Một hàng hạ muốn lờ đi đẩy anh ra, nhưng anh lại càng hôn sâu hơn, đầu cũng vùi trong áo cô, thấp giọng dỗ dành, trước kia không gọi, hiện tại gọi đi, để cho lòng anh cũng được thỏa mãn một lần. Mộc Hàng Hạ bị anh chọc cười, anh đường đường là chủ tịch phong thần, sao có thể như vậy chứ? Buông em ra đi. Hai người cứ như vậy đứng ở trong bóng đêm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cười khẽ thì thầm. Sáu năm, nhưng lần đầu tiên Mộc Hàng Hạ mới cảm nhận được tình yêu ngọt ngào say đắm như vậy. Mái tóc đen mềm mại của anh hơi lạnh trong bóng đêm, trong mắt anh có bóng dáng mơ hồ của cô. Khoảnh khắc này giống y hệt ngày trước, trái tim hai người không có ngăn cách tới gần nhau. Đêm đã rất khuya. Trên đường Lâm Mạc Thần chở Mộc Hàng Hạ về nhà, hai má của cô vẫn còn đỏ ửng, còn Lâm Mạc Thần thắng được tiền đặt cược, trong mắt luôn có ý cười, trong ngực anh khẽ rung động. Dần dần đã thấy được tòa nhà hai người ở. Lâm Mạc Thần bỗng nhiên lên tiếng, đêm nay đến nhà anh nhé. Trong lòng Mộc Hàng Hạ hơi hồi hộp, bởi vì sự thân mật vừa rồi nên cơ thể cô vẫn còn nóng lên. Cô cúi đầu đáp, không đi, ban đêm em còn có việc, đây là lời nói thật. Lâm Mạc Thần im lặng một lát nở nụ cười, công việc gì mà vất vả như vậy? Được người ủy thác. Một bàn tay Lâm Mạc Thần để trên cửa xe, ngón tay sờ cầm, qua một lúc hỏi, lần này em trở về rốt cuộc là vì chuyện gì? Một hàng hạ hơi giật mình, im lặng một lát mới đáp, chờ đến lúc thích hợp em sẽ nói với anh. Cô quay đầu nhìn đã thấy vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ đáp, ừ. Trong phòng bệnh yên tĩnh, trương tử nằm ngủ say trên giường, nhưng khuôn mặt lại hốc hác hơn so với mấy ngày trước. Một hàng hạ ngồi bên giường nhìn anh ấy một lát, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hành lang không có ai, ngoài cửa sổ bóng đêm sâu thẳm, cô đứng một lát, trong đầu hiện lên vẻ mặt lâm mạc thần tối qua. Khi đó anh hỏi cô vì chuyện gì mà trở về. Cô không muốn trả lời, anh không nói gì, nhưng sự âm u tĩnh lặng trong mắt, anh đang nghĩ gì cô không thể biết được. Thực ra một hàng hạ cũng không phải giấu bí mật quá lớn, cần phải giấu giếm đề phòng anh, nhưng trên thương trường mọi người đều cần phải có sự nhạy cảm. Thực ra chỉ cần phong thần không tiến vào thương mại điện tử, không tiến vào phân khúc này của ngành công nghiệp trang phục, thì hai bên sẽ không có xung đột và tranh giành trực tiếp về lợi ích. Nhưng tính cách của Lâm Mạc Thần giống như sói, mắt nhìn thấy lợi ích khổng lồ trước mặt, lại còn là vì cô, sao anh không đoạt lấy chứ, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ ngứa ngáy khó nhìn. Nghĩ vậy Mộc Hàng Hà cúi đầu cười, hiện tại cô giấu giếm, chắc chắn anh cũng đã biết tuy tính cách anh vốn lạnh nhạt nhưng ham muốn với người yêu rất mạnh mẽ không chỉ là cơ thể mà quan trọng hơn là cả trái tim giống như hôm qua anh giả vờ lơ đãng đề cập trước kia trong trái tim cô chỉ có mình anh không có người khác bản tính của con người sẽ không thay đổi hiện tại đối với anh mà nói cô là mất mà có lại được chỉ sợ ham muốn chiếm giữ càng tăng lên hiện tại chỉ là anh ẩn nhẫn hơn mà thôi không biết 6 năm qua làm sao anh nhịn được như vậy. Trong lòng một hàng hạ hơi rung động, bỗng nhiên ý thức được lúc này chưa được bao nhiêu ngày vậy mà cô đã có thể thoải mái đối mặt với 6 năm kia. Đều là vì anh dịu dàng tới gần sao. Một hàng hạ lặng lẽ nghĩ một lát, lấy di động ra. Cô muốn gọi điện thẳng thắn nói chuyện với anh. Thực ra trong lòng cô đã sớm tin anh rồi. Nếu là anh lúc trước có thể giữa đường đã dết sạch, thật đúng là khó nói nhưng cô cảm thấy hiện tại anh đã khác với trước kia đang muốn bấm điện thoại bỗng nhiên nghe tiếng báo động dồn dập cô lập tức ngẩng đầu cách cửa phòng được khép một nửa điện tâm đồ của trương tử trên màn hình nhảy loạn xạ còn trương tử nằm trên giường nhịp thở như ngừng lại vô cùng khó khăn thở dốc một hàng hạ bỏ điện thoại xuống vội vàng chạy vào ấn vào nút cấp cứu đồng thời nắm lấy tay trương tử nhưng anh ấy phát ra tiếng rên rỉ đau đớn hoàn toàn mất đi ý thức bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào, trong phòng bệnh vô cùng rối loạn. Tiếng bác sĩ, bước chân y tá dồn dập, tiếng thiết bị loãng soạn vang lên. Trong lòng một hàng hạ nóng như lửa đốt, bị đuổi ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa, cô nhìn thấy trương tử như con cá thoi thóp nằm ở nơi đó. Còn bác sĩ cầm lấy thiết bị kích điện đặt trên ngực anh ấy. Cơ thể anh ấy vốn đã gầy trơ xương, chỉ run rẩy một chút, bật lên rồi lại ngã xuống một hàng hạ quay đầu đi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ tay cô chạm vào vách tường vào lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy cô độc cuộc sống khi ở mỹ nếu nói người thực sự có thể đi vào lòng cô thì chỉ có trương tử khi đó cô vẫn còn trẻ non nớt thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt nhưng thực ra khi mất đi lâm mạc thần cô không còn chịu nổi đã kích nữa nửa đêm nếu đột nhiên tỉnh lại chỉ có một mình cảm thấy rất đau khổ may mà còn có trương tử cô vừa mới đến mỹ không lâu đột nhiên phát bệnh nặng vào ban đêm mới đầu cô còn không biết sau đó nghe thấy bác sĩ mắng trương tử mới biết đêm đó anh ấy dùng hai chân bại liệt dường như là phải lăn cả người ngã đến mức người đầy vết thương vội vàng lên xuống lầu đưa thuốc cho cô gọi bác sĩ cho cô nếu không có anh ấy cô phát sốt bất tỉnh nhân sự không biết còn bệnh nặng thế nào sau đó mỗi khi cô gặp phải chuyện gì suy sụp thổ lộ với anh ấy anh ấy đều dịu dàng cười nếu nói lâm mạc thần là người thầy và người dẫn đường trên thương trường thì trương tử người bạn thân này lại dạy cho cô khả năng bình thản lúc cô khóc anh ấy sẽ khẽ chạm vào tóc cô giống như một người anh trai cô cũng từng làm bạn với anh ở trước linh vị người hôn thê đã mất nhìn anh luôn trầm tĩnh mà trong mắt cũng có ánh nước hiện tại cô sắp tìm lại được hạnh phúc một lần nữa nhưng trương tử chỉ có hai bàn tay trắng anh ấy là người lương thiện nhất cô từng gặp người lương thiện nhất ấy không nên bị vùi lấp tài hoa cứ vậy mất đi trên giường bệnh có lẽ trong cuộc sống coi trọng vật chất này còn có rất nhiều thiên tài không được người biết đến đều lẫn trốn hoặc có kết cục tương tự nhưng có cô ở đây chuyện như vậy sẽ không xảy ra với anh ấy cô nhất định phải dùng sức lực của bản thân thay đổi kết cục của trương tử tuyệt đối sẽ không để cho anh có kết cục bi kịch trong đời này không biết qua bao lâu cuối cùng trương tử cũng tỉnh lại một hàng hạ ghé vào bên giường cầm tay anh ấy lại trải qua một lần cấp cứu sắc mặt anh ấy cũng không còn quá nhợt nhạt khuôn mặt tiều tụy ánh mắt vẫn hơi lờ đờ hình như vẫn còn lo lắng một hàng hạ khẽ hỏi anh cảm thấy thế nào anh ấy im lặng một lúc mới đáp hàng hạ nếu không quên đi có lẽ anh không còn chịu được nữa không đợi được tới ngày em thực hiện ước mơ của anh thực ra cũng không có vấn đề gì đâu em đi tìm hạnh phúc đi đừng bị anh liên lụy anh không chịu nổi nữa rồi thật sự rất đau khổ nước mắt một hàng hạ lập tức chảy xuống anh là người đàn ông kiên cường như thế phải đau đớn thế nào anh mới nói ra lời từ bỏ không cô nghẹn ngào nói anh đợi thêm chút nữa sẽ nhanh chóng thành công em sẽ lập tức bắt tay vào làm lập tức trước khi anh mất nhất định sẽ thực hiện được em sẽ không để cho bất cứ ai cản trở việc thực hiện ước mơ của anh ai cũng không thể cô vùi mặt vào trong cánh tay anh ấy trong mắt trương tử cũng có nước mắt khẽ thở dài tay vuốt tóc cô bầu trời đã sáng rõ rèm cửa trong văn phòng lục chương đã được kéo xuống cậu ta bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc phùng nam giả vờ bình tĩnh khụ lục chương lên tiếng sắc mặt ngày hôm qua của tớ rất thối khiến người ta rất ghét sao phùng nam gật đầu Lục chương sờ mũi, im lặng. Phùng Nam thấy thế khuyên nhủ, tớ nói này lục tổng, cho dù cậu có chuyện gì không vui, cũng không thể tức giận với công thần ngày hôm qua như vậy. Cậu khó khăn lắm mới tạo được danh tiếng trong lòng bọn họ, nhưng con người cậu. Không phải cậu lập tức khiến bọn họ cảm thấy lạnh lùng, có ngăn cách sao? Vậy phải làm thế nào? Lúc này Phùng Nam láo cá cười nói, tớ không biết. Lục chương chật một tiếng, nói thầm, lão tử tức giận như vậy, còn không phải vì có một con heo chui ra giữa lão tử và cải trắng ư, mẹ nó. Phùng Nam, gì vậy? Không có gì, lục chương hạ thấp giọng, cân nhắc nói, vậy cậu gọi đám người hôm qua, từng người một tiếng vào đây. Gọi vào làm gì? Còn làm gì nữa, giải thích đó. Mau chạy đi, vẻ mặt lục chương vẫn có kiềm chế. Phùng Nam nghe xong hơi cảm động. Anh ta biết lục chương là người tốt bụng trong sáng, Trước kia mắng chữ người đều không để ý mặt mũi, thích mắng là mắng. Hiện tại chỉ có mấy tháng ngắn mũi, đã chủ động giải thích với cấp dưới. Xem ra dưới sự chỉ bảo của một hàng hạ, cậu ta đã thực sự thay đổi, tuy mặt vẫn thường xuyên thối, nhưng cũng trở nên chính chắn khoan dung. À, vâng, Phùng Nam vội vàng chạy ra ngoài. Một mình lục chương ngồi một lát, nghĩ đến nói chuyện như thế còn thấy hơi xấu hổ. Xoay ghế giữa đối diện với cửa sổ. Như vậy vừa không phải đối diện với cấp dưới, vừa không có vẻ không tôn trọng. Cậu ta rất hài lòng với chủ ý này của mình, đợi một lát, chợt nghe thấy có người gõ cửa vào. Lục chương hắn giọng, cũng không nhìn người, thản nhiên nói, tới rồi à. Hôm nay gọi anh đến là muốn nói lời xin lỗi với anh. Ngày hôm qua, thái độ của tôi quả thực không đúng, lúc ấy tôi cũng không cố ý, tâm trạng thực sự không tốt. Thấy người tới không nói lời nào, cậu ta cũng im lặng một lúc mới nói, có người nói với tôi, ngồi vị trí này phải có ý chí hướng về phía trước, thường xuyên nhìn và cảm nhận sự khó khăn của các anh. Có thể tôi vẫn chưa làm đủ được điều này, nhưng tôi cũng đang cố gắng, vì vậy anh cũng đừng để bụng, con đường mọi người cùng nhau đi về sau còn rất dài. Có đúng không? Cậu ta quay đầu nhìn người tới, cũng ngẩn ra. Một hàng hạ đứng ở nơi đó, trên mặt của cô có nụ cười khen ngợi, nhưng Lục Chương nhanh chóng để ý tới khóe mắt của cô đã đỏ ao đã khóc. Lục chương đứng lên, cô sao vậy? Một hàng hạ đi tới trước mặt cậu ta, giọng nói hơi khàn, nhưng ánh mắt trong trẻo kiên định. Lục chương, tôi không chờ được nữa rồi. Lục chương sửng sốt. Cô khẽ nở nụ cười nói, tôi vốn tính sau khi hình thức duyệt gia mở rộng ra cả nước, căn cứ vào lượng khách hàng khổng lồ của duyệt gia mới dời đến thương mại điện tử. Như vậy một lần là xong, thổi bay khắp nước. Nhưng hiện tại tôi không chờ được nữa. Tôi phải lập tức khởi động chuyển dời, phải tùy thời cơ mà hành động thôi. Cho dù phải mượn lực đánh, giẫm đạp lên đối thủ cạnh tranh khác cũng được, Lục Chương, xin cậu hãy giúp tôi. Trong lòng Lục Chương chấn động. Cô nói rất nhanh, không đầu không đuôi, nhưng cậu ta nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, im lặng một lát, chỉ đáp, được. Một hàng hạ nở nụ cười, cảm ơn, Lục Chương như bị ma xuôi quỷ khiến, dùng tay khẽ lau khóe mắt ương ướt của cô, sau đó nói, sư phụ, mặc kệ cô vì ai mà làm như vậy, đừng khóc. Mọi chuyện còn có tôi. Những lời này khiến cho một hàng hạ vô cùng cảm động, gật đầu. Lục chương rất muốn ông cô, nhưng cuối cùng vẫn không dám, tay khẽ vỗ bả vai cô. Trong lòng lại nghĩ, lục chương ơi là lục chương, mày đúng là đồ bỏ đi. Tối hôm qua đã quyết tâm không bao giờ để ý đến cô ấy nữa, phải dùng kiếm chém đứt sợi tơ tình này. Nhưng hiện tại nhìn thấy cô khóc, chỉ có mềm lòng, lại còn cả đau lòng, đừng nói là giúp đỡ, hiện tại bảo cậu ta đi đánh Lâm Mạc Thần, cậu ta cũng đồng ý. Hiện tại cậu ta đúng là hỏng rồi. Khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Mạc Thần đứng trong tòa nhà phong thần, gọi điện thoại cho một Hàng Hạ. Nhớ tới ngày đó hai người thân mật, cô ghé vào lỗ tai anh khẽ gọi, trong mắt anh còn có chút ý cười. Nhưng sau khi gọi điện thoại, thật lâu cũng không có người nhận. Khoảng thời gian này cô luôn có việc, còn một đống cuộc họp cũng không thể quan tâm đến anh lâm mạc thần bỏ điện thoại xuống nhìn án mây lửng lờ trôi trên bầu trời trong đầu hiện lên tình hình trong xe đêm hôm đó cô né tránh câu hỏi của anh lúc ấy anh có cảm giác gì nhỉ nếu không phải lái xe anh đã kéo cô vào trong lòng mạnh mẽ hôn làm cho cô hiểu được trên thế gian này không có chuyện gì có thể ngăn cản được bọn họ tôn chí đi tới đứng bên cười sổ với anh cười nói hợp đồng hợp tác với đối phương đã ký ổn thỏa rồi tất cả đều tiến triển thuận lợi, tháng sau trang web có thể chính thức đăng nhập. Phong thần chắc chắn sẽ trở thành bá chủ mới trong lĩnh vực trang phục thương mại điện tử. Khóe miệng Lâm Mạc Thần cũng có ý cười, ánh mắt thản nhiên. Tôn Chí Tinh ý cười hỏi, ông chủ, đang nghĩ gì vậy? Năm đó cô ấy đi theo tôi lập nghiệp là ngành sản xuất trang phục thực thể, Lâm Mạc Thần đáp, hiện tại cô ấy đã trở lại, tôi chiếm lĩnh vực thương mại điện tử này, cũng coi như là kỷ niệm e sâu. Khi Mộc Hàng Hạ nói ra tên này, Lục Chương ngồi trước bàn họp hơi nhíu mày. Toàn bộ đèn trong phòng họp đều tắt, chỉ còn đèn từ máy chiếu. Người ngồi đây lúc này đều là tâm phúc của Lục Chương và Mộc Hàng Hạ. Còn Mộc Hàng Hạ đứng ở nguồn sáng duy nhất, trên mặt có ánh sáng lờ mờ. Trong nháy mắt Lục Chương cảm thấy tâm viên ý mã. Cậu ta cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp, rõ ràng xung quanh rất tối, nhưng trong mắt cô mơ hồ có nụ cười tự tin khiến cậu ta cảm thấy ánh sáng tỏa ra bốn phía một hàng hạ không phát hiện ra tâm tư này của cậu ta đầu tiên cô nhìn cậu ta sau đó nhìn mọi người xung quanh lên tiếng giới thiệu đây là một trung tâm mua sắm trên mạng thực sự tôi nói thực sự mọi người có thể đoán được hàm ý trong đó không mọi người lắc đầu dù sao hiện tại trên mạng có đủ loại trung tâm mua sắm chẳng lẽ còn không phải là thực sự sao một hàng hạ mỉm cười đồng thời mở hình ảnh ra trọng điểm là hai từ thực sự và trung tâm mua sắm cô nói hiện tại cái gọi là trung tâm mua sắm trên mạng chủ yếu là cung cấp sàn giao dịch cung cấp nơi cư trú cho các thương hiệu lớn có phân phối bên mình cũng có cả phân phối của bên thứ ba mà cuộc chiến đấu chủ yếu của họ là cạnh tranh giá cả có đúng không rõ ràng thực lực của phương nghi có sự chênh lệch so với công ty hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử nếu chúng ta cũng làm sàn giao dịch, cạnh tranh giá cả, tốc độ phân phối, khẳng định là cạnh tranh được. Đương nhiên hiện tại cũng có một số công ty coi trời bằng vung làm như vậy, hùng hồ mạnh mẽ tấn công vào điểm này, chân đạp vào bê đã muốn đánh dê. Tất cả mọi người cười gật đầu. Lục chương chống cầm nở nụ cười. Ánh mắt tối đen như mực nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui chứ, cô gái như thế này mới được gọi là cảnh đẹp ý vui, những người bạn gái cậu ta từng qua lại trước kia đều quá yếu đuối. Vậy chúng ta sẽ đột phá từ chỗ nào, một hàng hạ nói, đồng thời cũng chiếu đến trang web qua Robert Show, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô chuyển đề tài, để tôi hỏi mọi người câu này, mọi người đã từng thử mua sắm trên mạng chưa? Nhất là quần áo đắt tiền, gặp phải chướng ngại lớn nhất là gì? Có người đáp, quần áo có thương hiệu tôi đều mua ở trung tâm mua sắm thực thể, không nghĩ tới mua trên mạng cũng có người đáp đã từng mua nhưng vấn đề lớn nhất là không thể thử quần áo quần áo có thương hiệu vừa đắt vừa hiếm mua không thích hợp đổi lại rất phiền toái còn có người nói tôi thì nhanh trí thử quần áo ở trung tâm mua sắm sau đó đi tìm loại giống như vậy ở trên mạng nhưng một là quá khó đảm bảo được chất lượng hai là nhiều loại ở trung tâm mua sắm có nhưng trên mạng không có vì vậy cuối cùng vẫn phải ra trung tâm mua quả thực đúng là phiền toái mua bộ quần áo còn mất đến hai lần. Mộc Hàng Hạ gật đầu. Lục Chương cười, quần áo của tôi đều là tự thiết kế, nên không thể hiểu được nỗi buồn của mọi người. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Có người nói, tiểu lục tổng khoe khoan giàu có thật kích thích người ta. Mộc Hàng Hạ cũng cười nói thẳng, cậu không cần lên tiếng, quá khiêu khích. Lục Chương liếc cô, chỉ là một màn trêu đùa trong khi làm việc cũng khiến cậu ta cảm thấy vui sướng. Sau khi mọi người nói xong, Mộc Hàng Hạ im lặng một lát nói, vì vậy, e sâu là một sàn kỹ thuật, chứ không chỉ là sàn giao dịch. Tất cả mọi người đều hơi giật mình. Một hàng hạ lại chiếu hình, đồng thời trình bày toàn bộ kế hoạch, đây là kế hoạch kinh doanh mọi người tuyệt đối phải giữ bí mật. Kỹ thuật của trung tâm mua sắm Adrober nằm ở chỗ thông qua máy ảnh của di động và máy tính chụp ảnh, quét hình số liệu dáng người của người sử dụng, tạo thành một hình 3D mô phỏng sống động, trực tiếp tạo ra hiệu quả thử đồ trên máy tính do đó giải quyết được vấn đề đặc tính và sự thích hợp của trang phục đương nhiên cũng hạn chế được vấn đề nhiều năm nay của các cửa hàng trang phục điện tử lại đây hà tĩnh cậu thử một chút xem à vâng hà tĩnh ngồi trong góc say sưa nghe vội vàng đứng lên đi đến trước mặt một hàng hạ một hàng hạ lấy di động chụp 6 góc độ trước sau phải trái trên dưới cho cô ấy sau đó truyền vào máy tính tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhanh chóng xuất hiện hình ba dê mô phỏng, ngay cả tướng mạo cũng giống hệt. Không gạt mọi người, một hàng hà cười, đây là do một người bạn của tôi làm, năm đó anh ấy vì muốn làm cho vị hôn thê vui vẻ nên dành mấy tháng làm. Anh ấy chỉ tùy ý làm, nhưng lại chứa đựng một cơ hội kinh doanh lớn cho chúng ta. Kỹ thuật này đã xin độc quyền, anh ấy cũng sử dụng kỹ thuật độc quyền này xin gia nhập vào cổ phần trung tâm thương mại của chúng ta. Chuyện này để nói sau. Nhưng kỹ thuật này nhìn thì thần kỳ, nhưng thực ra nguyên lý vô cùng đơn giản, đối với chuyên gia máy tính mà nói chỉ là một chương trình mà thôi, nhưng mà không có ai làm cả. Cô lại chuyển sang slide khác, trên màn hình xuất hiện đầy phương trình và số liệu tính toán. Cô nói, thông qua chụp ảnh đạt được một tổ hợp hình ảnh, chương trình máy tính tiến hành đo lường tính toán chính xác, phân tích số liệu cơ thể khách hàng, tạo ra mô phỏng 3D. Thực hiện thử mặt trang phục trên mạng đi. Hà Tĩnh cậu chọn trang phục đi. Trước mắt trên e -show đã có mấy thương hiệu của Mỹ do Mộc Hàng Hạ đàm phán, Hà Tĩnh tò mò chọn trang phục, Mộc Hàng Hạ ấn nút thử, mấy giây sau, trên màn hình xuất hiện ảnh Hà Tĩnh mặc bộ quần áo đó. Thật thần kỳ, Hà Tĩnh cảm thán nói. Mọi người đều trợn tròn mắt gật đầu. Có người nói, đây chính là một cuộc cách mạng mới trong ngành sản xuất trang phục. Lục Chương cũng thấy tâm phục khẩu phục, nghĩ thầm, siết, Thảo nào trước đó cô ấy nói muốn dẫn dắt cậu ta tiến vào thương mại điện tử. Hóa ra cất dấu chiêu lớn như vậy. Lúc này cậu ta thu lại tâm tư lộn xộn với cô, cậu ta cảm nhận được tương lai vô cùng tiềm tàng. Cậu ta mơ hồ có chút kích động, đó là cảm giác nóng lòng muốn thử nhiệt huyết sôi trào. Cậu ta nhìn một hàng hạ, lúc này cô cũng nhìn về phía cậu ta, trong mắt hình như có ý cười, khẽ gật đầu một cái. Trái tim lục chương đập mạnh, không biết vì cơ hội kinh doanh khác thường này hay vì cô nữa cuối cùng một hàng hạ nhìn quanh một vòng nói hình thức lợi nhuận của e là hợp tác với các thương hiệu lớn từ đó đạt được lợi nhuận trong 6 tháng đầu e sẽ phải thua lỗ rất nhiều tiền tất cả mọi người đều sửng sốt một hàng hạ mỉm cười nói bởi vì tất cả thu nhập đều dùng tiền mặt trả lại vào tài khoản khách hàng nhãn hiệu của chúng ta vốn theo con đường giá cả trên mạng cộng với giảm giá chúng ta sẽ tiếp cận được toàn bộ mạng lưới giá cả thấp nhất sau đó dùng công nghệ độc quyền làm cạnh tranh cốt lõi chúng ta nhất định có thể thực hiện được thương mại điện tử trang phục trung cao cấp nhanh chóng giành được khách hàng ở phân khúc này giành thị phần cao nhất trong phòng họp ở tầng cao nhất của phong thần nhóm lãnh đạo tập đoàn đều ngồi quanh bàn lâm mạc thần ngồi ở vị trí chính giữa một quản lý phụ trách hạng mục thương mại điện tử cũng đang báo cáo rõ ràng kế hoạch kinh doanh tổng thể hết chương 101, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.